Phẩm 6, Quán Thiên, phần 2, Tam Thập Tam Thiên. Lại nữa này các tỳ kheo, quan sát người trì giới, nếu xa lìa giới tuệ, thì không được sinh lên trời. Dùng văn tuệ biết người trì giới sinh lên cõi trời, hưởng diệu lạc cõi trời là do có trí tuệ. Khi thoái đọa không bị đọa vào đường ác, do giới gì, có mấy loại giới được sinh lên cõi trời. Sinh do những tướng gì? Biết người hành bảy chi giới được sinh lên cõi trời, thượng, trung, hạ. Người hành giới không sát sinh được sinh lên cõi trời tứ thiên vương. Hành các giới không sát sinh trộm cướp được sinh lên cõi trời tam thập tam. Hành các giới không sát sinh trộm cướp tà dâm được sinh lên cõi trời dạ ma. Hành các giới không sát sinh trộm cướp tà dâm nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt được sinh lên cõi trời đâu xuất. Giữ luật thế gian tinh phụng giới Phật không sát sinh trộm cướp tà dâm nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt được sinh lên cõi trời hóa lạc, cõi trời tha hóa tự tại cũng thế. Tỳ kheo, quan sát giới nghiệp ràng buộc chúng sinh, sinh lên cõi trời, giữ giới gì sinh lên cõi nào, dùng văn tuệ biết chúng sinh, giữ giới không sát sinh, được sinh lên cõi trời, tứ thiên vương, thân thể, sắc lực của cải, tuổi thọ đều thù thắng. Ai giữ các giới không sát sinh, trộm cướp, được sinh lên cõi trời, tam thập tam, thân thể, sắc lực của cải, tuổi thọ hơn trước. Nếu thọ trì tu tập các giới không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, được sinh lên cõi trời dạ ma, thân thể sắc lực của cải tuổi thọ hơn trước, vì lòng tin và trí tuệ thù thắng nên được sinh lên cõi trời đâu sức đà, thân thể sắc lực của cải tuổi thọ hơn trước, nếu giữ các giới không sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt được sinh lên cõi trời hóa lạc, thân thể sắc lực an lạc của cải tuổi thọ hơn trước, nếu giữ các giới không sát sinh trộm cướp tà dâm nói dối, nói hai lưỡi nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, được sinh lên cõi trời tha hóa tự tại, thân thể sắc lực của cải tuổi thọ, vượt hơn các cõi trời khác, không để ma ba tuần mặc sức điều khiển, cũng không sai khiến ma. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, quan sát nhân vi tế được sinh lên cõi trời, suy xét biết được vì nhân của giới thù thắng, do giới có thượng trung hạ nên sinh lên cõi lục dục thiên, tâm và nghiệp thù thắng được sinh lên cõi lục dục thiên. Vì tâm thù thắng nên cảnh giới cũng thù thắng. Lại nữa này các tỳ kheo, quan sát giới có bao nhiêu loại, biết thế gian có hai loại giới, một tự sinh là tự bản tánh giữ gìn được, hai tùng tha tùy thuộc cái khác sinh ra. Lại có hai loại giới, một xuất gia, hai tại gia. Giới xuất gia là giới giải thoát, giới tại gia là năm giới. Lại có hai loại giới, một nhất hành, hai phi nhất hành. Nhất hành là giới một giới, phi nhất hành giới là thọ hai hoặc ba giới. Lại có hai loại giới, một lâu dài giữ gìn suốt đời, hai không lâu dài, tùy theo sự thệ nguyện của tâm và theo sức lực mà giữ giới. Lại có hai loại giới, một có cấu uế, hai không cấu uế. Hữu cấu là giới sinh lên cõi trời, vô cấu là giới đạt đến niết bàn. Lại có hai loại giới, một thế gian, hai xuất thế gian. Thế gian là giới có biến đổi, xuất thế gian là giới không biến đổi. Lại có hai loại giới, một tự hộ, hai hộ tha. Người tự giữ giới là tự hộ, hộ tha là làm cho người khác trụ vào nhiễm giới thế gian. Lại có hai loại giới, một chỉ, hai tác. Chỉ là biết nhân duyên mà không siêng học, tác là tạo tác các nghiệp lưu chuyển trong sinh tử. Lại có hai loại giới, một trí nhiếp, hai thí nhiếp. Giữ giới gồm có trí tuệ thì đạt niết bàn, giữ giới gồm cả bố thí thì được an lạc giàu có. Lại có hai loại giới, một nội hành, hai ngoại hành. Nội hành là thanh tịnh nơi tâm miệng ý, ngoại hành là thanh tịnh nơi thân. Lại có hai loại giới, một tu tập, hai bất tập. Tu tập là đã tu tập trong vô lượng kiếp đến nay,
bất tập là giữ giới trong một đời. Tỳ kheo đã quan sát vô lượng hai loại giới. Lại nữa này, các tỳ kheo, quan sát giới vi tế có mấy loại? Tỳ kheo, quan sát có ba loại giới, một, thiểu phần, hai, đa phần. Ba, tận thọ, thiểu phần là giữ một giới, đa phần là giữ hai hoặc ba giới, tận thọ là giữ tất cả giới. Lại, có ba loại giới, một, ái, hai, bất ái, ba, tự tánh ái. Ái là vì tài lợi mà thọ giới cấm, bất ái là vì bị bệnh mà thọ giới cấm. Tự tánh ái là tự tánh thanh tịnh mà thực hành công đức của giới này là thù thắng. Lại có ba loại giới, một, thiền hành, hai, vô thiền, ba, ly ác. Thiền hành là tu tập thiền thế gian, ngay cả lúc vào xóm làng, thành ấp cũng luôn tu thiền. Vô thiền là giới không lệ thuộc thiền hành. Ly ác là sợ gặp các điều ác nên bỏ không làm, như người say rượu làm việc bất thiện, người trí thấy vậy không uống rượu. Lại có ba loại giới, một, vô nịnh, hai, không vô nịnh, ba, tánh thiện. Vô nịnh là giới cấu nhiễm không thanh tịnh, đạt chút quả báo. Không vô nịnh đạt quả báo lớn. Tánh thiện là nếu tâm tăng thượng thì đạt quả lớn, còn tâm yếu kém thì đạt quả nhỏ. Lại có ba loại giới, một, nhân duyên trì, hai, phi nhân duyên trì, ba, pháp bất ưng tác. Nhân duyên trì là có nhân duyên nên hộ trì giới cấm. Phi nhân duyên tức là giới không có nhân duyên mà vẫn giữ. Bất ưng tác là sinh vào dòng họ sang cả nên không làm việc đó, là để giữ gìn dòng tộc. Lại có người giữ giới theo duyên để thành Phật, vì ý thù thắng nên quả báo lớn. Giữ giới không có duyên thì quả báo nhỏ, vì không biết quả báo giữ giới không nên làm, vì cầu danh dự thế gian nên quả báo cũng nhỏ, được sinh vào cõi người. Lại có ba loại giới, một, sợ thầy, hai, không sợ thầy, ba, sợ đường ác. Vì sợ thầy mà giữ giới là giữ giới bậc hạ. Không phải vì sợ thầy mà giữ giới là giữ giới bậc trung. Nếu sợ đường ác mà giữ giới là giữ giới bậc thượng. Lại có ba loại giới, một, tự trì giới mà không dạy người khác, hai, tự giữ giới còn dạy người khác, ba, mình không giữ giới cũng không dạy người. Lại có ba loại giới, một, khuyết, hai, bất khuyết, ba, nhất thiết khuyết. Khuyết là ban đầu khéo giữ giới, sau lại phá giới. Bất khuyết là khéo giữ gìn trong mọi lúc. Nhất thiết khuyết là hội hợp các ngoại đạo thọ trai giới theo tà kiến sát sinh. Lại nữa này, các tỳ kheo hãy quan sát bốn loại giới, đó là lìa bốn tội lỗi của lời nói, một, nói dối, hai, nói hai lưỡi, ba, nói lời thô ác, bốn, nói thêu dệt. Lại có năm loại giới ngăn chặn năm cảnh giới. Lại có sáu nhân duyên thọ trì giới cấm, một, sợ người khác tìm chỗ dở, hai, sợ chém giết, ba, kinh sợ, bốn, nhân duyên, năm, không quan sát, sáu, tự tánh. Lại có bảy loại giới, thân có ba, ngữ có bốn. Tỳ kheo quan sát vô lượng cách giữ giới, chúng sinh sợ đường ác, nếu giữ giới sẽ vượt qua. Nói gọn có hai loại giới để giữ, một, thế gian, hai, xuất thế gian. Tỳ kheo đã quan sát cõi trời tứ thiên vương, hãy quan sát trụ xứ và nghiệp hành của cõi trời tam thập tam. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết rõ về các trụ xứ của cõi trời tam thập tam. Tam thập tam trụ xứ đó là, một, trụ thiện pháp đường, hai, trụ phong, ba, trụ sơn đỉnh, bốn, thiện kiến thành, năm, bát tư địa, sáu, trụ câu trá, bảy, tạp điện, tám, trụ hoan hỷ viên, chín, quang minh, mười, ba, lợi gia đa thọ viên, 11, hiểm ngạn, 12, trụ tạp hiểm ngạn, 13, trụ ma ni tạng, 14, tuyền hành địa, 15, kim điện, 16, mang ảnh xứ, 17, trụ nhu nhuyến địa, 18, tạp trang nghiêm, 19, như ý địa, 20, vi tế hành, 21, ca âm hỷ lạc, 22, oai đức luân, 23, nguyệt hành, 24, diêm ma sa la, 25, tóc hành, 26, ảnh chiếu, 27, trí tuệ hành, 28, chúng phần, 29, trụ luân,
30 thượng hành, 31 oai đức nhan, 32 oai đức diễm luân, 33 thanh tịnh. Tỳ kheo quan sát nghiệp vi tế ở cõi trời tam thập tam, họ giữ giới tạo nghiệp lành, tu tập những nghiệp gì được sinh lên đường lành, do nghiệp nhân thiện được quả báo thiện, sinh ở chỗ an lạc, dùng văn tuệ nghe pháp của Phật giảng, không phải pháp của ngoại đạo, biết nơi mà chư thiên sống vui chơi thọ lạc, thật không thể nói hết. Thiện pháp đường mà thiên vương đế thích cai trị sinh sống ngoại đạo cho là thường trụ bất diệt, ban đầu là quán các pháp, kế đến phân biệt đại quán, do tu tập toàn thiện giới gì được sinh lên thiện pháp đường, với tri kiến biết người giữ bảy chi giới, giới không thiếu, không bị thất thoát, giữ giới kiên cố, không thể chê trách được, tu tâm bố thí, hợp thời bố thí vào ruộng phước, hoặc thí cho A-la-hán, người bệnh, cha mẹ, A-na-hàm, tu đà hoàng, tư đà hàm, người tu diệt định, người đi đường, thực hành tâm từ bi, vui vẻ ban cho, mang lại sự sống cho người sợ hãi. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên thiện pháp đường, làm Thích Ca Đề Bà, họ Kiều Thi Ca, tên Năng Thiên Chủ, có 99 Na Do Tha tiên nữ làm quyến thuộc, cung kính vây quanh, cung cấp hầu hạ đế thích như người nữ hầu chồng. Các thiên nữ không có tâm ganh ghét, cung phụng thiên hậu như đế thích, không có tâm đố kỵ. Thiện pháp đường rộng 500 do tuần, lan can bằng châu tỳ lưu ly, trụ bằng san hô, lại trang trí sa cừ mã não, vách điện bằng vàng, diêm phù đàn sáng rực như màu dung kim, tòa ngồi được trang trí bằng những vật báu như kim cương, mani, xích liên hoa, bảo thanh châu, hoa sen ở đó tua bằng kim cương, cộng bằng vàng rồng, có ao hoa trong sạch trang trí, trong áo lại có đầy các loại chim, cánh bằng lưu ly, mỏ bằng xích liên hoa bảo, thân bằng thanh nhân đà bảo, bốn mặt ao có hoa bằng mani xanh, mặt đất rải cát bằng mani, lại có loài chim, chân bằng thanh nhân đà bảo, mỏ bằng sa cừ, mắt bằng san hô, lại có loài chim toàn thân bằng vàng, diêm phù đàn, cánh bằng san hô, mắt bằng ngọc nhân đà la, lại có ao tắm đầy các loài ong, màu sắc như lưu ly thiện pháp. Đường có 10 ao hoa lớn, 1. Nan đà liên hoa, 2. Ma ha nan đà liên hoa, 3. Hoan hỷ liên hoa, 4. Đại hoan hỷ liên hoa, 5. Du hí liên hoa, 6. Chánh ức niệm liên hoa, 7. Nhất thiết nghĩa liên hoa, 8. Chánh phân biệt liên hoa, 9. Như ý thọ liên hoa, 10. Nhân đà la phú xứ tự tại đại quang minh liên hoa. 10 ao hoa sen lớn đó dùng để trang trí thiện pháp đường. Lại có ao hoa sen cát, hoa trong sạch, cộng bằng bạch ngân, tua bằng vàng rồng, lá bằng lưu ly, đài bằng kim cương. Lại có hoa sen, cộng bằng kim cương, lá có nhiều màu sen lẫn. Tất cả các hoa sen ấy có hoa sắc như ngọc đỏ, có hoa sắc như lưu ly, sa cừ, hoàng kim. Các hoa sen màu sắc lẫn lộn như thế, có hoa 100 cánh, 200 cánh, cả ngàn cánh. Các loại hoa màu sắc khác nhau dùng để trang trí thiện pháp đường của Thiên Vương Thích Ca. Trong ao hoa sen có nhiều loại chim như thường dục, nhất thiết hành, thường đề thanh. Khi đế thích cùng thiên nữ vào ao hoa sen vui chơi thọ lạc thì chim chóc cũng vui đùa, họ trỏi âm nhạc, chim cũng hót tiếng líu lo. Lại có loài chim tên dục phóng dật, khi đế thích vui chơi trong ao hoa thì chim chóc cũng vui đùa giống như thiên nữ. Lại có loài chim tên du hành, đậu trên bờ ao, miệng ngậm tu hoa, đậu xung quanh bờ ao, bay nhảy vui đùa, hót tiếng líu lo. Thích Ca Thiên Vương có các ao hoa thù thắng như vậy. Lại nữa này, các tỳ kheo quan sát những sự hóa sinh do nghiệp thiện của đế thích, thấy trong hoa sen có cá bằng vàng rồng, bạch ngân lưu ly, vi cá bằng xích liên hoa bảo, mắt bằng xà cừ. Khi
Chúng tức giận giống như hoa sen đỏ, vẫy cá bằng tạp bảo, vi cá bằng bãi báo, vui chơi thọ lạc trong ao sen. Lại nữa này, các tỳ kheo hãy quan sát ao sen của Đế Thích, dùng văn tuệ quan sát ao hoa sen, đất bằng gì, dùng văn tuệ biết ao hoa sen của Đế Thích, mặt đất rải cát bằng chân châu, bạc, vàng, lưu ly, tỳ kheo phân biệt biết hết, ao ấy được trang trí bằng các màu sắc lẫn lộn, đó là do nghiệp thiện của Đế Thích hóa sinh. Lại nữa này, các tỳ kheo hãy phân biệt quan sát các nơi như vậy, dùng văn tuệ biết ao hoa ba đầu ma có lan can bao quanh bằng vàng ròng hoặc bằng lưu ly, bạch ngân, lưới vàng che bên trên, có các loài chim hót tiếng lạnh lót vui đùa bên bờ ao. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, quan sát ao sen của thiện pháp đường có loài ong nhiều màu sắc phát ra âm thanh vi diệu, trong hoa sắc vàng có ong màu sắc bằng bạch ngân, cánh ong bằng kim cương, thân mềm mại, trong hoa màu sắc bạch ngân có ong màu sắc bằng vàng, các loài ong vui chơi trong đó, nhờ nghiệp thiện nên thành tựu các quả báo lành như thế. Lại nữa này, các tỳ kheo đã quan sát thiện pháp đường, dùng văn tuệ quan sát rừng thiện pháp, cõi của thiên vương Thích Ca có mấy khu rừng, dùng văn tuệ biết các khu rừng có ở thiện pháp đường, quan sát chư thiên, thiên vương Đế Thích, các thiên nữ ở thiện pháp đường, vui chơi, thọ hưởng, năm dục lạc ở rừng nào, biết có khu rừng tên là thiên nữ du hí, đủ hoa trái cõi trời, đầy các loài chim cây tên như ý, chư thiên muốn gì, cây liền sinh ra khi chư thiên vui chơi, trong rừng thì hoa đẹp nở rộ, các thiên nữ vào rừng, nếu đứng gần cây thì cành hoa hạ thấp xuống cho họ hái. Khi các thiên nữ hái hoa xong thì cành hoa nâng lên. Các loài hoa ấy có hình sắc hương thơm khác nhau, vì theo ý muốn của họ nên gọi là cây như ý. Nếu họ nghĩ đến âm nhạc thì cũng có âm nhạc vừa ý. Gió nghiệp thiện thổi các lá cây va chạm vào nhau phát ra tiếng rất hay như âm nhạc cõi trời nên gọi là cây như ý. Lại có vô lượng cây tùy ý muốn của thiên nữ, có đủ các thứ trang sức như áo trời, hoa trời, nên gọi là cây như ý. Lại có cây như ý sắc, lưu ly, thân lá bằng vàng ròng, cành bằng bạch ngân, lá bằng lưu ly, cành bằng san hô, hoặc lá cây bằng bảy báu, lưu xuất những vị ngon. Lại có cây như ý, nếu các thiên nữ muốn gặp Đế Thích, thì nhờ nghiệp thiện mà họ thấy hóa Đế Thích ngay trong rừng cây này, cùng họ vui chơi. Công đức của rừng này là thấy hóa Đế Thích. Rừng này có 99 na do tha thiên nữ. Mỗi thiên nữ đều thấy Đế Thích vui chơi với mình, không thấy người nữ khác gặp thiên chủ. Các thiên nữ nghĩ là thấy được thân Đế Thích nên gọi là cây như ý. Trong rừng ấy có vô lượng dục lạc, họ vui chơi ở đây. Lần đến núi Hỷ Lạc, núi ấy làm bằng bảy báo, được trang trí bằng kim cương, cành cây vàng ròng, che phủ khắp nơi như cung điện. Có các con hu bằng vàng, bạc, ngọc xanh và nhiều loại chim hót tiếng rất hay. Núi ấy có cung điện tên là Thắng Thượng. Cung điện này có ngàn cột, các cột được làm bằng bảy báu như vàng, lưu ly, mani, xanh, sen lẫn kim cương, có trăm ngàn cung điện trời nguyên nga, lộng lẫy đặc biệt, và có tòa sư tử mềm mại, cung điện có ngàn giường, nằm trang trí bằng lưu ly. Khi Đế Thích chiến thắng Atula, các thiên chúng đều hoan hỷ, khen ngợi Đế Thích. Họ cùng các thiên nữ lên cung điện này vui chơi, ca múa tùy theo bản nghiệp mà thọ hưởng diệu lạc, có thượng trung hạ. Đã vui chơi rồi, họ lại vào trong núi vui chơi hưởng lạc, chỉ nghĩ đến dục lạc. Vì sao? Vì thiên nữ đa dục và dục lạc cõi trời thù thắng hừng hực. Họ lại đến một con sông có đầy thức uống ngon, tùy theo dòng nước mà có màu sắc mùi vị khác nhau. Ai uống vào thì không say, thức uống đó được gọi là hoan hỷ. Vì thiên nữ uống vào thì lòng rất vui mừng, lại có thức uống ngon tên là năng quán, vì khi uống vào thì quan sát thấy tất cả các khu rừng
và vô lượng ngọn núi cõi trời. Lại có thức uống cõi trời tên là chúng vị, vì có rất nhiều thức uống, uống vào sắc lực càng tăng thêm gấp bội, uống xong thiên nữ lại vào vùng đất có thức ăn. Vì những nghiệp đã gây có thượng trung hạ nên được quả báo cũng như vậy, đầy đủ các thứ ăn thơm ngon sang đẹp, ăn uống xong họ vào vùng âm nhạc vui chơi trong núi, nhạc cụ bằng lưu ly, dây đàn bằng vàng ròng, trống bằng các vật báu, ống tiêu, ống địch bằng mã não, các báu lẫn lộn và có vô lượng âm thanh của các thiên nữ, lại có vô lượng vô số âm nhạc như càn thác bà, các thiên nữ trang sức mang nhạc cụ khắp nơi vui chơi hưởng lạc, có đủ tiếng nhạc cung thương thật hòa nhã, nhạc lời giao hưởng nhau làm tăng thêm dục lạc. Ca hát xong họ đến vùng có tiếng linh, ở đó khi có gió thổi nhẹ, những lưới linh phát ra vô lượng trăm ngàn âm thanh tuyệt diệu, làm cho người nghe vui vẻ. Họ ca múa vui chơi, trang sức thân bằng các vật báu đẹp. Sau đó họ lại đến ao hoa sen có đầy chim chóc. Chim chóc ở đây trang sức bằng vàng bạc, các vật báu. Các thiên nữ vào đây vui chơi hưởng lạc, họ hái hoa vàng để vui đùa, tung hoa cho nhau, tâm không ganh ghét. Họ nô đùa bằng đủ cách, lời rẽ rất hay. Họ lại vào trong nước tám công đức vui chơi, đã vui chơi thì càng tăng thêm dục vọng, làm dục khó thỏa mãn, đắm đuối trong cảnh dục không biết nhàm chán. Rồi họ lại đến rừng Kính Thọ, ở đó họ thấy thân mình trang sức lộng lẫy đầy đủ công đức, họ thấy đủ hình sắc trong cây gương càng thêm buông lung. Vì sao? Vì bản tánh của người nữ có ba sự buông lung: một, ỷ vào sắc đẹp của mình mà buông lung; hai, là ỷ vào chồng mình mà buông lung; ba, do kiêu ngạo mà sinh buông lung. Thấy sắc đẹp của mình mà khinh khi người nữ khác, bỏ khu rừng này lại đến khu rừng Nhất Thiết Thời. Rừng này một ngày có đủ 6 thời liên tục không gián đoạn, giống như bánh xe lăn, và được trang trí bằng 6 thời đó. Các loài chim tùy theo thời gian của rừng này mà có vô lượng màu sắc khác nhau. Họ vui chơi trong đó không có ganh ghét, tâm luôn vui vẻ. Thấy vậy họ tự ý vào rừng này vui chơi thọ lạc theo thời. Có các loài chim theo thời tập hợp cùng thiên nữ vui đùa hưởng lạc. Họ ở trong rừng này thọ hưởng 5 thứ dục lạc, không nghĩ đến khu rừng khác. Khi ấy để thích đến khu rừng này, các thiên nữ hoan hỷ ca múa bày trò chơi cung cấp hầu hạ đế thích. Khu rừng thứ nhất của đế thích có đầy đủ các công đức như vậy. Lại nữa này các tỳ kheo, hãy quan sát khu rừng thứ hai của đế thích, nó có mấy loại, tên gì. Dùng văn tuệ biết khu rừng của đế thích tên Nhất Thiết Du Hí, rừng ấy có những công đức gì. Vị ấy thấy, nghe, biết được rừng ấy vốn có tên là Nhất Thiết. Trong rừng này có nhiều thiên nữ cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc, trăm ngàn thiên nữ mặc tình vui chơi. Ở nơi vui chơi có 84.000 bánh xe đi, bánh xe, bánh lưu ly, dây linh bằng vàng, diêm phù đàn, lưới bằng bạch ngân, che bên trên trang sức bằng 7 báu. Thiên tử thứ nhất có người cởi ngựa, có người cởi thiên nga, có người đi trên hư không, người đi trên mặt đất, có người trỗi nhạc, có người ca hát. Vây quanh đế thích đến chỗ vui chơi có 84.000 voi mạnh, lưới vàng, bao thân, trang trí, linh báu, phủ nệm, êm, lên lưng. Khi voi nghĩ đến dục vọng thì má voi nở ra, nước thơm chảy ra. Vị trời thù thắng nhất cởi con voi mạnh này, chiêm ngưỡng đế thích, vây quanh đến chốn vui chơi có 84.000 thiên nữ trang sức lộng lẫy chiêm ngưỡng đế thích, hoặc ca múa hoặc trỗi nhạc trời bày các trò chơi. Đến chỗ vui chơi có 84.000 thiên nữ trang sức xinh đẹp trỗi các thứ kỹ nhạc ca múa vui chơi cùng đế thích, chiêm ngưỡng đế thích. Thiên hậu Xá Chi đi xe ngàn câm bằng 7 báu, xe ấy được trang trí bằng các vật báu như vàng, lưu ly, xà cừ, mã não, châu thiên thanh, châu đại thanh, có 100.000 con thiên nga kéo. Thân thiên nga bằng vàng, diêm phù đàn, chân bằng san hô, mắt bằng xích bảo, thân bằng xích liên hoa bảo, mỏ bằng san hô, cánh bằng chân châu. Khi đế thích nghĩ là có ngay,
Đế Thích ngồi trên xe đó, thân thể trang sức các vật báu oai đức rực rỡ hơn ánh sáng của trăm mặt trời cùng lúc chiếu soi khắp nơi. Đế Thích cùng thiên hậu Xá Chi, người trang sức lộng lẫy gấp trăm lần các thiên nữ khác. Đến nơi vui chơi, hai vị ngồi chung một tòa, chư thiên thọ hưởng dục lạc về sắc thanh hương vị xúc. Họ cùng thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam đến rừng Nhất Thiết Lạc. Các thiên chúng vây quanh Đế Thích và thiên hậu Xá Chi như đã nói ở trước, họ hưởng vô lượng trăm ngàn hoan lạc. Đi xe voi mạnh có các đại thần hầu hạ trỗi nhạc làm vui Đế Thích. Đến rừng Nhất Thiết Lạc vui chơi hưởng lạc. Lúc sắp đến, các thiên nữ đang ở đó nghe âm nhạc cõi trời, tay cầm hoa sen trỗi nhạc ra nghênh đón Đế Thích. Thấy vậy, Đế Thích bảo thiên chúng: các thiên nữ ở trong rừng Nhất Thiết này trang sức các vật báu đủ các âm thanh, nay ta cùng họ vui chơi trong rừng. Nghe Đế Thích nói, thiên chúng thưa: thiên vương, các thiên nữ này là những người hầu hạ ngài, thuộc sở hữu của ngài, xem ngài là chủ. Đế Thích nói: các thiên nữ không phải là người hầu hạ ta, không thuộc sở hữu ta, không phải do nghiệp lực ta, vì nghiệp lực của họ theo nghiệp thọ thân, tùy nghiệp lực mà có thân thượng trung hạ. Vì thế các thiên nữ có thượng trung hạ không phải do oai lực của ta. Lúc ấy, Đế Thích nói kệ: hạ nghiệp được hạ báo thành tựu cõi chúng sinh, trung nghiệp được trung báo, thượng nghiệp thành trượng phu. Người đã tạo ra nghiệp theo nghiệp thọ quả báo, người ấy luôn tạo nghiệp thọ báo ngay thân này, đi xe đẹp cõi trời, vui chơi thọ diệu lạc. Người này được quả lành vì thắng nghiệp thanh tịnh. Trượng phu tạo các nghiệp hoặc thiện hoặc bất thiện. Đến khi thọ quả báo hoặc khổ hoặc an vui, quả báo diệu lạc này cùng các sự vui chơi vốn chẳng phải do ta, do nghiệp trước của họ. Nghe Đế Thích nói kệ, các thiên chúng đều tùy hỷ chắp tay vâng lãnh đến rừng Nhất Thiết Lạc, muốn cùng nhau vui chơi. Có trăm ngàn thiên nữ tay cầm hoa sen, trang sức lộng lẫy. Các thiên nữ ấy hình dáng, sắc tướng đều giống nhau, giọng ca cũng vậy. Đó là do nghiệp thiện hóa sinh. Họ chiêm ngưỡng Đế Thích ca múa vui chơi đến rừng Du Hí. Rừng ấy cây bằng vật báu, lá bằng bạch ngân, mặt đất cũng bằng bạch ngân, chim chóc sắc bạc đầy cả rừng. Ca hót rất hay, Đế Thích đi trước, các thiên nữ tuần tự đi vào. Ánh sáng của các vật báu xoay tròn trên thân, trên mặt đất, khắp cả hư không. Thấy vậy, Đế Thích rất vui mừng. Nghe tiếng ca thiên nữ, tiếng cung thương hòa nhau và âm thanh nhạc trời. Có 84.000 chiếc xe do voi mạnh kéo được trang trí dây linh, phát ra tiếng tuyệt diệu. Có vô lượng thiên tử và 99 ức thiên nữ ca tụng Đế Thích thọ hưởng năm dục lạc. Khi ấy, Đế Thích và các thiên nữ lại đến rừng Nhất Thiết Lạc. Đi xe rồng lớn như đã nói ở trước, thiên chủ Thích Ca cùng thiên chúng kế đó vào rừng vàng. Rừng ấy lá và trái bằng vàng, nặng bằng trọng lượng năm người đàn ông, mùi vị ngọt ngon, thơm phức, ăn vào càng tăng thêm dục vọng, con voi mạnh ăn vào. Bước đi trong đắm say dục lạc, nghe âm nhạc cõi trời nhảy múa tự vui. Thấy vậy, chư thiên sinh tâm thán phục, ca múa khả ái, cứ ăn rồi lại nhảy múa. Trong rừng ấy lại có vô số tiếng chim, các loại chim sắc bạc sống trong rừng vàng thật xinh đẹp. Lúc này, thiên Đế Thích cùng thiên hậu Xá Chi, chư thiên khác, thiên tử, thiên nữ, vui chơi thọ lạc. Các thiên tử khác đều cùng ca múa vui chơi với các thiên nữ, vì nghiệp thiện nên không sinh tâm ganh ghét. Sau đó họ lại vào rừng vàng, rừng ấy có ao thanh lương. Trong ao có hoa sắc vàng lưu ly, họ cùng tập hợp ở thiện pháp đường vây quanh Đế Thích, cùng vui đùa thọ lạc. Đế Thích cùng thiên nữ, tất cả thiên chúng ở thiện pháp đường dừng bên ao hoa sen một thời gian lâu, tấu các kỹ nhạc lại vào rừng Nhất Thiết Lạc. Rừng ấy cây cối đều bằng lưu ly, đầy trái bằng vàng, mùi vị ngon ngọt như trái ba đa bà, đủ màu sắc, hương thơm.
Chư thiên hái trái đó bổ ra uống mùi vị của nó ngon hơn vị rượu ma thâu thượng hạng, họ uống nhưng không say. Cõi trời có ba sự buông lung hưởng lạc, một thiên nữ, hai trái cây, ba năm dục. Nó giống như vị cơm tô đà cõi trời mà thiên chủ Thích Ca ăn. Đó là do nghiệp của mình tạo thành. Tất cả thiên chúng vây quanh vui chơi thọ lạc trong rừng lưu ly. Rừng ấy có các loài chim ong, có lưới linh giăng bên trên. Vui chơi xong họ cùng nhau vào thiện pháp đường. Khu rừng thứ ba của cõi ấy tên là Vô Tỷ. 500 người con của thiên vương Thích Ca cùng các thiên nữ vui chơi trong đó. Rừng ấy rộng lớn, họ hưởng diệu lạc gần như đế thích, luôn thực hành theo chánh pháp chánh kiến không tà vậy. Nhờ chánh kiến mà họ chiến thắng Atula. Họ là người cúng dường cha mẹ, cung kính Sa Môn Bà La Môn, hòa thuận không tranh cãi. Họ nghĩ, nay ta đưa các thiên nữ vào rừng Vô Tỷ, mỗi thiên tử có một Na Do Tha thiên nữ xinh đẹp làm quyến thuộc. Họ đồng lòng vui chơi thọ lạc. Khi ấy các thiên tử đến chỗ đế thích thưa: Thưa thiên vương, chúng con muốn đến rừng Vô Tỷ vui chơi, xin cha hãy cho phép chúng con đến đó. Đế thích bảo các thiên tử: Ta đã vui chơi, nay muốn hành theo chánh pháp để làm lợi ích cho mình. Hoan lạc cho dục sinh ra không thể thỏa mãn, ta sẽ bỏ dục lạc. Ta sợ phóng dật, sợ các độc của loại phóng dật nên phải xả bỏ. Khi ấy đế thích nói kệ: Không buông lung chẳng chết, buông lung là cõi chết. Không buông lung chẳng chết, buông lung luôn sống chết. Không buông lung chẳng chết, buông lung là đường chết. Vì ta không buông lung được thù thắng cõi trời, ta tin Như Lai dạy người hãy tu tập pháp. Ta không dám làm trái giáo pháp của Đức Phật. Ai trái lời Như Lai là kẻ ngu tham dục, không thoát khỏi các khổ, luôn chịu những buồn đau. Nói kệ xong, thiên vương đế thích vào thiện pháp đường. Các thiên tử con của đế thích rất vui mừng, đều trở về cung điện của mình, trang sức vật báu, ca ngợi vui chơi, rồi trở về chỗ ở đánh trống ra lệnh muốn đến rừng vui chơi hưởng lạc. Khi ấy có 70.000 thiên tử đi xe báu có ngựa trời kéo cùng thiên nữ du ngoạn trong hư không, thiên chúng vây quanh, có vị vui chơi trong ao sen, trỗi nhạc trời ca múa vui đùa đến rừng Vô Tỷ. Bấy giờ các người con của đế thích trang sức vòng hoa trời, rải hương chiên đàn, thân sáng rực rỡ như ánh mặt trời, có vị thân sáng như ánh trăng tròn, có vị như các ngôi sao. Đó là do nghiệp lực của họ. Họ đến khu rừng Vô Tỷ sinh tâm ái luyến không thôi. Họ vào đó hưởng bao thứ hoang lạc cõi trời. Khi vào rừng, hương thơm sực nức, mà hương ngưu đầu chiên đàn không bằng 1/16. Ngửi hương ấy thì sinh tâm thán phục. Vì tìm diệu lạc, họ lại vào rừng thức uống. Nhờ nghiệp thiện, họ tần tự đi vào rừng. Rừng ấy cây bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê với 100.000 màu sắc lẫn lộn. Màu sắc của cây rực rỡ kỳ diệu như tơ lụa 5 màu. Các thiên tử nhìn vào chúng như gương sáng vô lượng 100.000. Người từ 4 phía nhìn vào rất vui mừng. Các thiên nữ vây quanh nghe âm nhạc càng vui mừng hơn. Họ lại đến nơi khác nô đùa vui chơi, chim chóc trong rừng ấy cánh bằng vàng ròng, ức bằng lưu ly, chân bằng san hô, lưng bằng bạch ngân, mắt bằng xích chân châu. Chúng hót tiếng rất hay. Nghe tiếng chim, các thiên tử bảo nhau lắng nghe lắng nghe. Tiếng của các loài chim tạo nên vô lượng âm khúc, chẳng khác gì tiếng của thiên nữ. Nghe xong, họ lại đến khu rừng khác vui chơi thọ lạc. Họ thấy trong các ao có hoa sen ngàn cánh, sáng rực như mặt trời. Ao ấy được trang trí những thứ như đã nói ở trước. Họ cùng các thiên nữ vây quanh ao hoa ca múa vui chơi thọ lạc, lại cùng các thiên nữ đến khu rừng khác. Trong rừng ấy có sông suối, trong sông có các loại nước như sữa, nước uống, nước ngọt để các thiên tử uống. Lại có ong, chim, vàng, bạc, san hô, đá quý nhiều màu. Thiên tử, thiên nữ nô đùa vui chơi trong rừng hưởng năm dục lạc. Một thời gian dài sau đó họ lại đến rừng cây hoa. Hoa của rừng này không héo, hương thơm sông khắp. 10 do tuần nào
là hoa nguyệt quang minh, hoa nguyệt sắc, nào là hoa bạch sắc, hoa thanh lương mát mẻ như sắc sao. Họ lại đến rừng cây ăn trái, rừng ấy có các loại trái cây như mật bát, tân vị, nhu nhuyến, hương mang, lục vị như ý, vô yểm túc. Họ chỉ ngửi hương thơm là no lòng. Trong rừng vô tỷ có đủ các loại trái này, đó là do nghiệp thiện sinh ra. Họ vui chơi thọ lạc ăn uống trong rừng này, lại đến rừng chim múa. Các loài chim trong rừng ấy nô đùa nhảy múa hót tiếng rất hay. Nghe tiếng chim, thiên tử cảm thọ hoan lạc. Lại đến rừng tạp sắc, rừng ấy có các loại hoa màu sắc khác nhau. Như đã nói ở trước, chim chóc sông ao cũng như vậy nên gọi là tạp lâm. Họ ở trong rừng này thọ hưởng năm dục, nghe âm nhạc càng thác bà, thọ hưởng hoan lạc một thời gian lâu. Thiên vương Thích Ca suy nghĩ, các con ta tha hồ thọ hưởng hoan lạc khắp nơi, không biết bị thoái đọa. Lúc này các người con biết được tâm niệm của Đế Thích, họ liền đến chỗ Đế Thích. Các thiên nữ đều trở về cung của mình vui chơi thọ lạc. Bấy giờ Đế Thích thấy các thiên tử liền nói kệ, tìm cầu các cảnh giới tâm ái khó thỏa mãn, lìa ái là biết đủ. Người này không buồn lo, người nào ái cảnh dục là không được an vui. Cảnh giới như chất độc, đời sau chịu khổ đau, dù trước giữa và sau, hiện tại hay vị lai, tìm vui chẳng có được. Sao phải chịu khổ đau? Tất cả pháp thế gian, tăng trưởng sự sinh tử, trôi lăn mãi không ngừng, hòa hợp phải chia ly, không ai tránh khỏi được, vui bị khổ che lấp. Vô lượng sự dối gạt, chúng sinh bị si lừa, vui chơi trong ái dục, tất cả người si ái, chưa bao giờ biết đủ, cảnh giới khó thỏa lòng, như thêm củi vào lửa, chúng sinh bị ái gạt, cũng thật khó biết đủ, dù gần kề cõi chết, vẫn không biết chán xa. Bị cảnh ái dối gạt, không tìm tư lương thiện, thiên đọa mất uy lực, bị tham ái lường gạt, nay ta răn dạy con bị dục mê hoặc, hãy làm lợi ích mình. Pháp là đạo tối thượng, ai thực hành giáo pháp, từ vui được quả vui, người tu tập như vậy, đạt niết bàn tịch diệt. Vì thế hãy tu phước, để tìm vui niết bàn, ai thường xuyên tu phước, đạt đến nơi bất diệt. Thiên nghe Đế Thích nói, tâm tịch tỉnh điều thuận, các con của Đế Thích vâng lãnh lời cha dạy, dạy trách các người con để họ thuận theo chánh pháp tu tập nghiệp thiện. Đóng cửa các đường ác xong, Đế Thích đến rừng tạp sắc vui chơi thọ lạc, đó là do nghiệp thiện sinh ra. Thiên vương Đế Thích có 500 cung điện, có các loại báu như pha lê, san hô, vàng bạc, thiên thanh, bảo vương, thiên đại thanh bảo. Thấy các rừng cây được trang trí bằng hoa sen đẹp như mặt trời mới mọc, Đế Thích nói kệ, tạo phước ở cõi người, có vô số phương cách, làm nhiều việc phước đức, tất cả đều thành tựu, không tạo các nghiệp lành, bị oán tâm dối gạt, thoái đọa mất quyền lực, đọa vào nơi cực ác. Tất cả các cung điện đều do nghiệp trang sức, nhờ nghiệp thiện tăng trưởng, được quả báo trời người. Nói kệ xong, Đế Thích đến cung điện khác, điện ấy bày trí vô lượng, tòa báu mềm, mại tốt đẹp. Đó là do nghiệp thiện hóa sinh. Thấy cung điện ấy, Kiều Thi Ca ở lại thọ hưởng mọi diệu lạc, lại đến cung điện bằng bạc, điện ấy được trang trí vô lượng hoa đẹp, vật báu rực, thật sáng rực, có vô lượng thiên nữ vui chơi thọ lạc. Các thiên nữ lại đến khu rừng khác, mặt đất mềm dịu, được trang trí các loại hoa, rừng này rộng lớn, có nhiều chim vàng hót tiếng rất hay, các loài ong bay quanh cây như ý. Thiên vương Thích Ca đưa mắt nhìn khắp nơi, thiên chúng vây quanh vui chơi thọ lạc, thân hình oai nghiêm, sáng hơn mặt trời mặt trăng. Trong rừng vàng có điện lưu ly trang trí các trụ báu, các ao sen trang trí bằng báu xanh. Khi ấy Thiên Đế Thích nghĩ, ta vào điện báu vui chơi thọ lạc. Chư thiên cũng nghĩ, thiên vương muốn vào rừng cùng vui chơi thọ lạc với quyến thuộc. Thiên nữ biết được ý nghĩ của chư thiên, Đế Thích bảo các thiên tử, các con hãy vào rừng vui chơi, nghe lời cha dạy. Các thiên tử vào ao hoa cùng vui đùa với các thiên nữ.
Thiên vương vào điện, ngồi trên giường lưu ly sạch, đó là do nghiệp thiện. Điện ấy trong sạch như gương sáng, nhìn vào vách tường sạch, họ thấy được tất cả tên gọi hình tướng sự thoái đọa của chư thiên vương ngày xưa. Đó là các vị thiên vương bát phù đa, tự tại, vô ưu chánh tuệ, nhất thiết lạc, thiện trụ, phổ minh, nhất thiết ái, thiên kiến, oai đức, trì đức, thanh sắc, bất thoái, như huyễn trai giới phước đức, chư du hí, thi la kiều thi ca. Nhờ nghiệp thiện họ thấy được 33 vị thiên vương. Các thiên vương ấy khi nghiệp lành đã hết bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, khi vào nơi nào cũng chịu nhiều khổ não. Nhìn trên vách thấy họ đọa vào địa ngục chịu nhiều khổ não, đọa vào ngạ quỷ chịu nhiều đói khát, đốt thân khô gầy chỉ còn da bọc xương, đọa vào súc sinh tàn hại lẫn nhau, chịu khổ não lớn, sinh vào cõi người chịu khổ theo nghiệp. Thấy các đường sinh tử không có nơi nào đáng vui, trong đường sinh tử đầy dẫy tội lỗi không bền chắc, bị vô thường biến đổi phá hoại, các thiên vương ấy đều bị thoái đọa về nghiệp quả. Họ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cớ sao lại bỏ những hoang lạc như vậy mà chịu những khổ não ấy, làm sao có thể chịu đựng được. Lạ thay, sinh tử thật là khổ não lớn, có thể đưa trời người đến chỗ kinh sợ. Những vị thiên vương đứng thứ hai chịu khổ nào này? Thiên vương Thích Ca, người thù thắng nhất, thấy những việc ấy rất chán ghét, tự quan sát thân mình đóng ba đường ác, chết ở cõi trời thì sinh vào cõi người, chết ở cõi người thì sinh lên cõi trời, nếu sinh vào cõi người thì sinh vào nhà quý tộc trong làng xóm đất nước an lạc, nơi thực hành chánh pháp, bỏ tà kiến, kiêu mạn, nịnh nọt. Lại thấy mình sinh trong cõi người, làm con của vua hoặc làm con của đại thần trong nhà chánh kiến giàu sang quyền lực, chết ở cõi người thì sinh vào cõi nào nữa? Lại thấy mình sinh lên cõi trời đầy đủ đại thần thông sáng suốt, nhưng lại ăn thức ăn tạp với thiên chúng khác nên lấy làm xấu hổ, đó là do phước mỏng tùy theo nghiệp của mình tạo ra mà có thức ăn, về sau lại sinh vào nơi không có thức ăn ngon, hổ thẹn quá. Đế Thích suy nghĩ, ta phải chịu quả báo này trong bao nhiêu đời, nhiều nghiệp. Nhờ nghiệp thiện, Đế Thích nhìn vào vách điện thấy mình 7 lần sinh lên cõi trời, 7 lần sinh trong cõi người, chỉ qua lại 7 lần thôi, không có thọ sinh lần thứ 8, không sinh trong cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đế Thích nghĩ, vì sao ta lại không sinh vào nơi nào nữa cả, ta sinh vào nơi nào, sao ta không thấy được? Đế Thích kinh hãi, vì sao ta không thọ sinh lần thứ 8? Suy nghĩ một hồi lâu, Đế Thích tự nhớ, ngày trước ta nghe Đức Thế Tôn nói rằng, người chứng quả Tu Đà Hoàng sau 7 lần thọ sinh sẽ nhập Niết Bàn vô dư, ta ắt cũng như vậy. Đế Thích liền đảnh lễ Thế Tôn bằng tâm thanh tịnh, phát tâm hoan hỷ, ngồi trên tòa vàng, giường ghế bằng vàng, diêm phù đàn, trang trí các vật báo. Đế Thích nhìn trên vách, thấy các vị thiên vương xưa bị thoái đọa, lại nghĩ đến thiện pháp đường, thấy các thiên chúng tạo lợi ích cho chư thiên. Khi ấy, Đế Thích đứng lên, đi đến rừng tạp sắc, cùng các thiên tử, thiên nữ vui chơi thọ hưởng năm dục lạc. Trong rừng có các loài chim hoa sen, thấy vậy, chư thiên trỗi nhạc càng thác bà đến chỗ Đế Thích, đảnh lễ vây quanh Đế Thích, thiên tử, thiên nữ vui chơi đủ cách. Chư thiên ở thiện pháp đường trang sức lộng lẫy, cùng các thiên nữ vây quanh Đế Thích, trỗi các kỹ nhạc. Đến thiện pháp đường ai nấy đều hoan hỷ ca múa vui vẻ. Khi ấy, chư thiên ở thiện pháp đường đi theo cung phụng Đế Thích, trỗi các thứ âm nhạc ca múa rất hay. Chư thiên ở trụ xứ khác nghe tiếng nhạc này, đều đến thiện pháp đường cúi đầu đảnh lễ thiên vương, đi nhiễu quanh vô lượng trăm ngàn người. Đến thiện pháp đường đều là những người ca múa giỏi, trang sức đẹp, đó là nhờ nghiệp thiện.
Do khéo hộ trì giới cấm nên được sinh lên cõi trời hưởng quả báo lớn, thành tựu tất cả quả vui của chư thiên. Thiện pháp đường ấy rộng 500 do tuần, màu sắc sáng đẹp như khói dung kim, trang trí cây lưu ly, các loại hoa báu bao quanh, hương sông khắp 5 do tuần, hoa luôn tươi như mới nở, khiến cho lòng người tham ái dục lạc, không biết nhàm chán. Chư thiên cung phụng đế thích như vậy. 99 Na Do Tha thiên nữ theo đế thích vào điện hoan hỷ. Điện ấy trang trí các trụ báu lưu ly, sa cừ, giường ngồi mềm mại trải bằng tấm y cõi trời. Thiên vương Thích Ca bảo họ an tọa, chư thiên vâng lời đều an tọa. Khi ấy, Thiên Đế Thích nói với chư thiên, nhờ nghiệp thiện được sinh lên cõi trời này, nghiệp hết thì bị thoái đọa, do nghiệp quả được sinh lên cõi trời này. Ta ở đây cũng sẽ bị thoái đọa, phải tự cố gắng tìm sự an ổn. Nghe Thiên Đế Thích nói vậy, chư thiên thưa, thưa Thiên Vương, chúng ta được ở nơi an vui là do nghiệp thiện nên không dám sống phóng dật. Thưa Thiên Vương, nhờ nhân duyên gì, ta không bị thoái đọa, Đế Thích nói với chư thiên. Những nơi thọ sinh trong tám phương trên dưới đều là hữu vi, bị vô thường hủy hoại, đừng tham đắm mà cho rằng bảo tồn được. Nó là phiền não bất tịnh, sau đưa đến khổ đau, không sinh pháp lạc, không đưa đến trí tuệ, không phải là chánh hạnh. Suy nghĩ như thế sẽ chịu khổ lớn. Các thiên tử, các ông đã trải qua vô lượng kiếp sinh lên cõi trời này, tuổi thọ hết thì bị thoái đọa, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, lại nhờ nghiệp thiện được sinh lên cõi trời này, thọ quả báo của nghiệp mình, hưởng diệu lạc cõi trời, bị nghiệp huyễn lừa dối, lại đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì thế các thiên tử không nên phóng dật, những gì ta nói chính là pháp của hằng hà sa chư Phật. Nghe được pháp này sẽ thoát khỏi sinh tử, đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, u bi khổ não. Như vậy là sự tập hợp của các khổ lớn. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt. Sinh diệt thì lão tử, u bi, khổ não diệt. Như vậy là sự tiêu diệt các khổ lớn. Cứ thế, sinh tử xoay tròn trong cõi trời. Thấy vậy nên sinh tâm nhàm chán, phiền não chấm dứt, không bị hủy hoại, không sinh già chết, không đoạn tận, đó là Niết Bàn. Các thiên tử, ai hiểu được như vậy thì thoát khỏi sinh tử. Trong sinh tử không có pháp, không sinh thường trụ, không thể phá hoại, không đoạn tận, không hoại diệt. Trong sinh tử chỉ có pháp sinh diệt thoái đọa. Nghe Thiên Đế Thích nói pháp này, các thiên tử, những người nào đã tu hành trong chánh pháp của chư Phật thời quá khứ thì không phóng dật nữa, tin Phật pháp tăng, nhất tâm thanh tịnh, gieo nhân niết bàn. Còn những thiên nhân nào không tu tập trong chánh pháp của chư Phật thời quá khứ thì buông lung tán loạn, bị ái lừa dối, thọ hưởng năm dục lạc, vì ái lừa dối mà chịu vô lượng khổ não theo sinh tử. Lúc Thiên Đế Thích nói pháp ấy, Tứ Thiên Vương hộ thế suy nghĩ, hiện giờ Thiên Vương Thích Ca và thiên chúng ở đâu? Vừa nghĩ thế, họ thấy Thiên Vương ngồi ở cung trời oai đức, rực rỡ, thiên chúng vây quanh thọ hưởng diệu lạc. Khi ấy, Tứ Thiên Vương đến chỗ Đế Thích trong Thiện Pháp Đường, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Một lát sau, họ đứng dậy trước thưa với Đế Thích, thưa Thiên Vương, người cõi Diêm Phù Đề thực hành thập thiện đạo, tùy thuận pháp hành, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính Sa Môn, Bà La Môn, các bậc kỳ túc trưởng lão, mong Thiên Vương đem đến sự vui vẻ cho họ. Thiên Đế Thích nói với Hộ Thế, ta cũng tùy hỷ, Thiên Vương Hộ Thế làm lợi ích cho thế gian, khiến họ thức hành pháp lành. Nghe vậy, ta rất vui vẻ, ông lại được nghiệp lành. Người có Diêm Phù Đề tùy thuận pháp hành. Thiên Vương Hộ Thế thưa với Đế Thích, người có Diêm Phù Đề không tùy thuận pháp hành, không hiếu dưỡng cha mẹ, không cung kính Sa Môn, Bà La Môn và bậc kỳ túc trưởng lão, thì tăng trưởng quân ma, tổn giảm chánh pháp.
Nghe vậy, Đế Thích bảo chư thiên, cõi trời, Tam Thập Tam và Tứ Thiên Vương hãy mau sửa soạn để chiến đấu với Atula Vương, Đề Lai Dũng Kiện, Bát Ha Sa Vương, Phi Pháp Não Loạn Long Vương, ác sống ở dưới biển. Nghe Đế Thích dạy, Tứ Thiên Vương hộ thế, trở về bốn cõi trời, đến núi Nhạo Kiến chuẩn bị khí cụ như đã nói ở trước. Bấy giờ, Thiên Vương Đế Thích, Thiên Vương hộ thế, cùng vô lượng thiên chúng vây quanh, mặc áo đeo vòng hoa trời, đưa các thiên nữ đến núi Nhất Thiết Chủ, họ vây quanh núi Tu Di, giống như các sao bao quanh mặt trăng, như ánh sáng mặt trời ở giữa các sao. Như trăm ngàn núi vàng bao quanh núi Tu Di, có các cây báo, như vàng bạc lưu ly, nhân đà xanh, xích liên hoa trang trí. Nơi Đế Thích vui chơi, có nhiều loài chim hót, tiếng rất hay. Voi chúa, trắng, y la, bà na vui chơi, ở ao sen trời, hoa sen ấy sắc hoàng kim, cộng bằng lưu ly. Con voi ấy cùng các voi cái vui chơi ở đó, như trước đã nói, tuy là súc sinh, nhưng cũng thọ hưởng diệu lạc cõi trời. Khi ấy, Thiên Đế Thích đến chỗ, con voi vỗ về nó, vui cười nói, con voi trắng này có thể giúp ta đánh thắng Atula. Nói xong, Đế Thích lại đến núi Nhất Thiết Chủ, lên điện Vô Ưu, cùng các thiên tử và chính Na Do Tha thiên nữ vui chơi thọ hưởng năm dục lạc, nơi mà các thiên chúng trỗi nhạc, vui chơi được trang trí rất đẹp đẽ. Họ thọ hưởng quả báo đến khi nghiệp thiện hết quả báo, vui hết ở thiện pháp đường họ qua đời, đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh trong cõi người, luôn thọ hưởng an lạc, thông minh trí tuệ, cùng sống trong một xóm làng thành ấp, được làm người đứng đầu hoặc làm người thân, anh em, bạn bè, luôn được an lạc là nhờ dư báo. Riêng Thiên Vương Đế Thích đã đóng ba đường ác, quán xét sự thái đọa của chư thiên, Đế Thích nói kệ, vườn rừng ao hoa sen, núi non ở cõi này đều nguy nga xinh đẹp, rộng lớn nhiều châu báu, tất cả ao hoa sen trang trí bằng đá quý, vườn cây có nhiều hoa, chim chóc cùng tập hợp, cây vàng cây như ý, trong sạch như lưu ly, được trang trí bằng bạc, san hô các vật báu, ong bướm thật rộn rã. Ở trong ao hoa sen, lầu báu rất rộng lớn, nguy nga lại xinh đẹp, trang trí thật kỳ diệu, chư thiên được cung phụng những vẻ đẹp như vậy, làm trời người lưng hồi, chúng như huyễn bọt bóng, như thành càng thác bà, bị ái ngũ dục dối, hoang lạc. Trời cũng thế, ái tổn hại chúng sinh, trôi trong biển sinh tử, ái độc như lửa dữ, hoại diệt các chúng sinh, tham dục không nhàm chán, tìm mãi chẳng nghỉ dần, bị lửa vô thường đốt, chẳng biết đi về đâu. Chúng sinh đều như thế, bị ái độc lừa dối, ái nhiễm che chúng trời, chẳng biết khi bị đọa trời người Atula. Địa ngục rồng giả xoa, tất cả đều không thoát sự thay đổi sát na. Chúng sinh trong ba cõi, bị lưới thời gian phủ, không biết chẳng thoát được sự mê hoặc của cải. Thấy cõi trời vô thường, có sinh diệt, Đế Thích nghĩ về pháp đệ nhất, nói kệ, khen Phật, kính lạy Đức Thế Tôn, lợi ích các chúng sinh, phân biệt cho chúng biết, dạy ái như độc hại, hiểu rõ tất cả pháp, trí tuệ không ngăn ngại, lìa hiểu biết của trí. Không có pháp thứ ba, vô thường khổ và không, cũng chẳng có tạo tác, Như Lai biết chắc thật, nói cho các chúng sinh, với tâm thanh tịnh khen ngợi Đức Phật rõ ràng, như dấu ấn vào vật. Đế Thích trở về chỗ ở, thọ hưởng diệu lạc. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ hai tên là Sơn Phong, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh, dạy người giữ giới cho đến trong một ngày đêm, không giết hại chúng sinh, không trộm cướp, không phạm pháp luật của vua, dù là tội nhỏ cũng không cố ý phạm. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi
Sơn phong thứ hai, đất ấy mềm mại, trên ngọn tu di được trang trí bằng các vật báo sáng rực. Ở đây họ thấy tất cả các chân núi tu di được trang trí bằng vật báu như vàng bạc lưu ly và có vô lượng áo trời, vòng hoa trời, sáng đẹp như ánh sáng khói dung kim. Vị ấy cùng các thiên nữ vui chơi ở đó lại đến những dòng sông ăn uống như một thiên thiện vị, hai đại sử lưu, ba lưu hành, bốn đại lưu, năm khúc lưu, sáu tuấn mang, bảy thiên lưu, tám như ý. Uống nước những con sông này không bị say, tất cả các thứ uống đều từ sông lưu xuất, đủ các mùi vị, màu sắc, màu sữa, báu đỏ, ngọc báu xanh, lưu ly, hoàng kim hoặc màu sắc lẫn lộn, thoảng hương thơm, lặng trong, tràn đầy, lại có thức ăn cõi trời đủ mùi vị, hương sắc ngọt ngào, thơm sạch vừa ý, chư thiên muốn mùi vị gì là có mùi vị ấy. Có các vườn rừng đầy hoa thơm, chim chóc đủ màu để trang trí, họ cùng các thiên tử vui chơi trỗi nhạc, ca múa nô đùa ở đó thật thích ý. Có nhiều vườn rừng như Bà La, Đại Bà La, Như Ý Thọ, Thường Hoa Hương, Như Ý Phong, thân tiếp xúc rất vui vẻ. Cành cây bằng vàng, lưới linh che bên trên, trăm ngàn loài chim hót tiếng rất hay, họ cùng vui chơi thọ hưởng năm dục lạc. Không bệnh buồn, không đói khát, thân không mệt mỏi, không mưu sinh, mặc tình vui chơi trong các khu vườn, ao hoa sen, thấy sắc đẹp, thọ hưởng năm dục. Họ dừng lại trên đỉnh sơn phong, thân hình sáng rực, lớn nhỏ tùy ý, thần thông tự tại, muốn gì được nấy. Được rồi không mất, không ai cướp đoạt được. Họ dừng trên núi, hưởng mọi hoan lạc của nghiệp mình, đến khi nghiệp thiện giữ giới, không sát sinh, không trộm cướp. Vị ấy bị thoái đọa, lưu chuyển theo nghiệp, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người được sống trong hang núi, có nhiều của cải, khôi ngô tuấn tú, vườn rừng tươi tốt, lạnh nóng điều hòa là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp quan sát trụ xứ thứ ba của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ ấy tên là Sơn Đảnh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết chúng sinh giữ hai chi giới, thấy chúng sinh bị trói nhốt liền cởi trói để giải thoát. Lúc đi trong đồng vắng bị đói khát thiêu đốt nhưng không hái trộm trái cây của người khác. Dù có sức mạnh cũng không cướp nước uống thức ăn của người khác. Nhờ nhân không sát sinh, lại phóng sinh đó, sau khi qua đời vị ấy, sinh lên trụ xứ, sơn đảnh của cõi Tam Thập Tam. Thọ hưởng vô lượng diệu lạc, ở đó có vô lượng dòng nước, đó là dòng xoáy dục, bờ hy dục, người hoan hỷ nghĩ đến là làn sóng lớn nổi lên. Trong sông ấy có nhiều loài chim, có sắc hương, thơm, vị ngon, các loài giao long tham đắm dục lạc, uyển chuyển qua lại, huyền bè làm bằng bọt nước. Phường rừng ganh ghét. Hang núi có vô lượng cảnh đẹp, chư thiên chìm đắm trong dòng sông ái ấy, không thể nào thoát khỏi, họ lưu chuyển từ vô thủy, không được giải thoát, trôi mãi không ngừng, tập khí càng sâu, đi trong ba đường, trôi nổi khắp ba cõi. Dục, sắc, vô sắc, sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não là do thế lực của dòng sông ái ấy. Người đời cũng không vượt qua được dòng sông ái này. Chư thiên ở sơn đảnh, trôi trong dòng sông ái cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc. Ở đó có 6 khu rừng, 1 thường hoan hỷ, 2 thường du hí, 3 bạch vân tụ, 4 phổ lạc, 5 ngư nguyệt, 6 hằng hà. Các khu rừng này được trang trí ở sơn đảnh, họ vui chơi ở đó hưởng vô lượng diệu lạc. Sau đó họ lại đến các dòng sông uống như chất đa la, thủ xúc chi, vô yểm túc, tạp sắc hủy. Hai bên bờ sông có cây bằng vàng, bạc, pha lê, đầy đủ hoa trái, thật đáng yêu thích. Đó là nhờ nghiệp thiện, các dòng sông của chư thiên ở cõi này lưu xuất các thức ăn, uống thơm sạch, hàng ngàn chư thiên vui chơi, thọ lạc, mặc áo trời mịn đến nỗi không thấy sớ vải, thân hình sáng rực, không có xương đốt, đi đứng thư thái, ca múa vui chơi đến khi nghiệp thiện hết. Những nghiệp thanh tịnh của thân ngữ ý hết, nghiệp đưa đến quả báo vui hết. Từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh,
Nếu được sinh trong cõi người, luôn được an lạc, có nhiều của báu, thích tu trí tuệ, vui chơi ca múa, sinh trong nước, có nhiều cao nguyên, là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp. Quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ tư của cõi này tên là Thiện Kiến. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết chúng sinh tu hành, giữ giới, cứu người bị chìm để họ thoát nạn nước, đem tiền, chuộc người sắp bị giết, hoặc nhảy vào nước, cứu người bị chìm. Nếu có kẻ ác bảo trộm cắp thì không làm theo, không trộm cắp, cho đến khi đi trong đồng vắng bị đói khát thiêu đốt, nhưng không trộm trái cây của người khác để ăn, tôn kính giới, lo sợ từng giới vi tế, không dám hủy phạm. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên thành Thiện Kiến. Thành ấy rộng 10.000 do tuần, có 10.000 lề đường, mặt đất bằng vàng diêm phù đàn, có 10.000 cung điện lớn, trang trí bảy báu xen lẫn như lưu ly, vàng diêm phù đàn, mạch ngân, nhân đà, báu xanh. Ở các con đường có nhiều lầu gác, điện báu sáng tỏa rực rỡ. Nếu so sánh ánh sáng mặt trời với cung điện cõi trời này thì chẳng khác nào ngọn đèn ở giữa mặt trời. Bốn mặt thành đều có vườn rừng bằng lưu ly bao bọc, lưới chân châu giăng che khắp, lại có cây bạc lưới vàng che bên trên, còn có cây bằng bảy báu làm nơi vui chơi, có cây như ý, chư thiên muốn gì cây ấy sinh ra, có cây bằng báu nhân đà xanh, bằng báu xanh lớn, các loài chim sắc hoàng kim hót tiếng rất hay. Trong rừng bằng vàng có chim sắc bạc, trong rừng báu xanh có chim bằng hoa xích bảo, trong rừng xích bảo có chim tạp sắc. Các vườn rừng ấy có đủ loại chim trang trí. Tất cả con đường ngõ ngách ở thành Thiện Kiến đều có cung điện bằng vàng ròng, cột bằng bạch ngân, trang trí cây bằng lưu ly, lại có điện bằng vàng, trụ bằng lưu ly, trang trí cây bằng vàng, cung điện bằng tạp bảo, trang trí các lề đường có các loài chim sắc hoàng kim hót tiếng rất hay, vang khắp thành Thiện Kiến thật không sao nói hết. Ở đó có bốn khu rừng lớn, trang trí một Vân Mang, hai Đại Thọ, ba Quang Minh Âm, bốn Nhạo Kiến. Mỗi khu rừng rộng 2.500 do tuần và có 10.000 dòng sông đầy hoa bằng vàng. Hai bên bờ sông được trang trí trông thật thích ý, có các cây bằng vàng, bạc, pha lê, bảo xanh. Trong rừng có nhiều ong, thân bằng bạch ngân, cánh bằng lưu ly, âm thanh hay gấp 16 lần tiếng sinh, địch, tơ, trúc. Cây bằng lưu ly, trái bằng vàng ròng, hương thơm dịu dịu, vị ngọt hơn đường phèn. Hương thơm của trái cây xông khắp một do tuần, chim chóc ngửi được hương này càng thêm vui thích. Cây bằng vàng, trái bằng bạc, có đủ hương vị. Cây bằng lưu ly, lá bằng vàng ròng, trái bằng tạp bảo, có vô số rừng cây bao quanh thành Thiện Kiến. Nhờ nghiệp thiện được thành tựu các quả báo như ý, giống như hạt giống, thọ hưởng quả báo như nghiệp. Họ sống trong thành Thiện Kiến, hưởng vô lượng diệu lạc. Thành này ai cũng thích nhìn nên gọi là Thiện Kiến. Rừng ấy được trang trí bằng xích bảo, san hô, sa cừ, lưới linh trùm khắp. Chư thiên ở thành Thiện Kiến vui chơi ở đó. Cung điện ở thành này có vô lượng trăm ngàn vòng hoa, cờ phướng, lộng báu, gió nhẹ thổi động tạo ra nhiều tiếng nhạc hay. Trong thành Thiện Kiến, trên đỉnh núi Tu Di có nhiều thiên tử thiên nữ vây quanh. Nhờ nghiệp thiện, họ thọ hưởng quả báo thù thắng. Cõi đó có 36 ức người mà Thiên Vương Đế Thích biết được. Họ có thần thông lớn, oai đức sáng rực, tâm luôn hoan hỷ, vô lượng trăm ngàn thiên tử, thiên nữ ra khỏi thành của thiên vương, đến vườn vui chơi, có vô lượng trăm ngàn ức xe được trang trí, trăm ngàn ức cờ phướng, xe ấy có nhiều màu sắc, xe bằng báu nhân đà xanh, bánh xe bằng xích liên hoa bảo, mọi người đi xe báu ấy, mặt đất bằng vàng ròng, đường đi bằng lưu ly, dây giăng đường bằng sa cừ, có treo linh báu, có thiên tử đi xe báu,
có người lên ngồi trên cung báu. Nền bằng sa cừ, lưới bằng chân châu che phủ bên trên, vách bằng san hô trụ bằng bạch ngân, lại có thiên tử ngồi lên điện bằng vàng, vách bằng chân châu, nền bằng xích bảo, trụ bằng bạch ngân, trang trí san hô. Tất cả những thứ ấy tạo ra ngàn ánh sáng, có trăm ngàn cung điện thật không sao nói hết. Các thiên chúng vây quanh, trang sức lộng lẫy, các thiên tử đi xe. Đến khu rần xe ấy, có cờ phướng bằng lưu ly xích bảo vàng rồng, xích liên hoa bảo. Có vô lượng cờ phướng rực rỡ che rợp cả hư không, họ vui vẻ nô đùa, đi đến bốn khu rừng kia, trỗi vô lượng trăm ngàn âm nhạc, đủ các âm thanh nghe thật thích ý. Họ theo nghiệp của mình mà được quả báo thượng trung hạ, vui vẻ thọ lạc rồi đến vườn lớn. Mỗi thiên tử có trăm thiên nữ, hoặc có ngàn thiên nữ, hoặc có cả trăm ngàn thiên nữ ca múa vui chơi, tấu các kỹ nhạc, nghe nhạc càng thác bà, lại đến vườn lớn thọ hưởng năm dục lạc. Các thiên nữ cùng vui đùa với thiên tử tha hồ hưởng lạc, mặc ý tung hoành, đến khắp nơi vui chơi, hoặc đi trên hư không, màu sắc như mây xanh lưu ly. Thiên chúng ấy ở trên hư không, thân hình, trang sức, đủ các y phục, lời lẽ hòa nhã, lại đến vườn lớn. Hoặc có thiên chúng đi trên đường bằng vàng, vô lượng trăm ngàn xe báu, lăn trên đất vàng, bụi bằng vàng, bay đầy cả hư không, làm cho hư không âm u nhưng không nhơ uế. Các thiên tử nào sắp hết thì bụi đó bám vào thân. Các thiên tử từng thấy chư thiên nào có tướng như vậy thì chẳng bao lâu sẽ bị thoái đọa, chịu khổ não lớn nên sinh tâm từ bi, nói kệ. Chư thiên đi đường này qua lại trăm ngàn lần bị ngọn lửa thời tiết thiêu đốt củi cảnh giới. Thấy người khác bệnh chết mà không tự giác tri, tướng suy đã đến rồi mới biết mình khổ não, phóng dật tâm ô trược, luôn thích các cảnh giới, bất chợt thần chết đuổi. Không chúng sinh nào khỏi, người nào thích vui chơi, thích sống trong phóng dật, khi quân chết sắp đến, hủy hoại như độc hại, chẳng phải sức thuốc chú. Chư thiên A-tu-la bị tự nghiệp trói buộc, không sao cứu thoát được, trần cấu che thân mặt, vẫn không hề hay biết thần chết đã đến nơi. Không lâu bị thoái đọa, chúng sinh thường tham dục, khát ái không nhàm chán, bất chợt giặc chết đến, tham lạc chẳng giác tri, tướng chết của người hiện, bị thần chết trói buộc, bỗng chốc bị thoái đọa, phải chịu các khổ não. Chúng sinh ở sơn đảnh, nơi có các vườn rừng, nghiệp buộc không thoát khỏi, chịu quả báo tự nghiệp, vui chơi sống phóng dật, thọ lạc không nhàm chán, kẻ si ái tăng trưởng, thoái đọa không vui sướng. Có khói ắt có lửa, pháp tướng ấy như vậy, tướng thoái đọa như thế, phải chịu khổ chết chóc. Thấy các tướng như thế, tâm phóng dật của thiên tử chấm dứt, tu tập căn lành xưa, tự trách mình, các thiên tử khác cũng vậy. Khi nghe nói thế, các thiên tử lên xe có lưới báu, che trùm, treo các linh báu, trang trí vô lượng thứ trông rất yêu thích, họ trang sức vòng hoa và áo trời rực rỡ như màu dung kim. Trên đỉnh núi Tu Di có trăm ngàn vạn người, thấy các thiên chúng có người đi xe bằng vàng, có người đi trên đất, có người đi xe thiên nga. Các thiên nữ nô đùa ca múa đến rừng du hí, rừng ấy có hoa sen trời, sông suối, ao tắm, hoa trái xum xuê được trang trí bằng các thứ báu. Tất cả vườn cảnh đều thật đáng yêu. Đến vườn cảnh, chư thiên ở thành Thiện Kiến đều xuống xe đi đến cây vàng. Cây ấy tươi tốt, rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Chư thiên đi trên không, từ hư không hạ xuống. Đến nơi vui chơi, tất cả thiên chúng đều tập hợp đông đúc, tấu nhạc, ca hát. Vui chơi thọ lạc, không ganh ghét nhau, múa hát, vui đùa, trỗi nhạc. Hưởng năm dục lạc, họ cùng các thiên nữ đi giữa bờ xong ăn uống, rồi đến rừng lưu ly. Cây lưu ly ấy có trái bằng vàng rồng, đủ hương thơm sắc đẹp, mùi vị như nước mật. Họ cùng các thiên nữ xinh đẹp ăn trái ma thâu, thọ hưởng diệu lạc cõi trời một thời gian dài. Các thiên chúng ấy ca múa vui chơi, thọ hưởng diệu lạc. Chư thiên khác nghe vậy đến chỗ Đế Thích chắp tay đảnh lễ thưa: Thiên vương,
xin biết cho tất cả thiên chúng trong thành thiện kiến đều đến vườn cảnh vui chơi. Nghe vậy, Đế Thích bảo các thiên chúng hãy mau chuẩn bị, ta muốn đến nơi mà chư thiên thành thiện kiến vui chơi. Nghe lệnh thiên vương, tất cả thiên chúng ở thiện pháp đường đều lên xe. Có người lên xe bằng vàng, treo cờ phướng bằng lưu ly, có người lên xe bằng lưu ly, treo cờ phướng bằng vàng ròng, hoặc trang trí các cờ phướng bằng tạp bảo, có xe bằng chim sắc hoàng kim, chúng hót tiếng rất hay, hoặc có xe bằng ngựa, chúng đi rất nhanh, hoặc có xe bằng thiên nga vàng, chân nó bằng lưu ly, hai cánh bằng xích liên hoa bảo. Các thiên tử lên các xe ấy, theo Đế Thích đến nơi vui chơi trong thành thiện kiến. Lại các thiên tử cõi chim khổng tước, thân chim bằng bảy báo, ở Diêm Phù Đề, chim khổng tước xinh đẹp hơn các loài chim, huống gì ở cõi trời được trang nghiêm bằng nghiệp thiện, hình tướng sắc đẹp không gì sánh bằng. Họ cởi chim khổng tước này, trỗi âm nhạc, ca múa vui chơi, đến chỗ mà chư thiên thành thiện kiến nô đùa thọ lạc. Khi ấy, Đế Thích đi xe bốn bánh ngàn cam, xe ấy làm bằng bảy báu: một, báu chúa xanh; hai, xích liên hoa bảo; ba, sa cừ báu; bốn, lưu ly sạch; năm, san hô kim cương; sáu, pha lê; bảy, vàng ròng. Bảy báo được trang trí lẫn lộn nhau, lại gắn ngàn con thiên nga, thân chúng bằng bảy báo đủ các hình tướng, âm thanh hay hơn tiếng ca của thiên nữ. Lại có 500 cờ phướng bằng vàng bạc lưu ly, xe ấy được trang trí đủ các màu sắc xanh vàng đỏ tía, có vô lượng thiên nữ ở phía trước ca múa, hoặc đi trên hư không, hoặc đi trên mặt đất, tự do không ngăn ngại. Họ tấu nhạc trời, thọ hưởng năm dục lạc, đi đến nơi vui chơi của chư thiên thành thiện kiến. Thấy vậy, chư thiên khác cầm các loại hoa thân bằng lưu ly đến chỗ Đế Thích. Thấy Đế Thích đến, chư thiên ở thành thiện kiến không vui chơi nữa, đi ra nghênh đón Đế Thích. Đế Thích bảo, các ngươi hãy vào trong nước vui chơi. Nghe lời Đế Thích, thiên chúng cõi thiện pháp cúi đầu vâng lệnh, vào ao nước lấy lá sen, chạy mau đến chỗ chư thiên thành thiện kiến. Chư thiên thành thiện kiến cũng cầm hoa sen chạy đến chỗ chư thiên cõi thiện pháp nô đùa vui chơi. Khi ấy, thiên Đế Thích trụ giữa hư không, xem các thiên chúng nô đùa trong nước một thời gian dài mà không nhàm chán, lại lấy hoa sen để nô đùa, lấy hoa sen bằng vàng lưu ly, cộng sen bằng nhiều màu sắc lẫn lộn để nô đùa. Họ lấy hoa sen nô đùa ở đây một thời gian dài, lại đến rừng cây ăn trái, lấy trái mềm ném nhau, chơi xong lại đến rừng uống nước ma thâu, nhờ nghiệp thiện nên không say. Bấy giờ thiên Đế Thích bước xuống xe, bước vào rừng, thấy Đế Thích đến, chư thiên đều vui vẻ cung phụng Đế Thích. Các thiên tử chắp tay thưa, chúng tôi được cuộc sống tốt, quả báo tốt, được gặp thiên vương tạo lợi ích cho chúng tôi hơn là cha mẹ. Các thiên tử cung phụng xong, Đế Thích bảo các thiên tử, các ngươi đều như con ta, như anh em. An ủi xong, họ vào nơi vui chơi ở trong vườn rừng nô đùa thọ lạc. Trong các sông suối ao sen có nhiều loại chim hót tiếng rất hay, mặt đất có nhiều hoa sen bằng vàng, đất ấy mềm mịn bằng phẳng, được trang trí bằng cây vàng lưu ly pha lê. Sông suối ở đó tạo ra đủ các thức uống, trang trí các loài hoa như mạn đà la, hoa sen cư xà, da cá. Thiên tử, thiên nữ, ca múa, vui chơi, thọ lạc trong hang núi. Nghe năm thứ âm nhạc và tiếng ca của thiên nữ, thọ hưởng năm dục. Các thiên tử thành thiện kiến và các thiên tử thiện pháp đường vui chơi thọ lạc trong vườn cảnh một thời gian, bằng vô số thời gian ở cõi người, rồi trở về chỗ cũ. Trên đường đi, họ vui chơi thọ nhận hoan lạc khắp nơi. Chư thiên thành thiện kiến thọ hưởng diệu lạc cõi trời, đến khi nghiệp thiện hết từ cõi trời, họ bị thoái đọa theo nghiệp của mình, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác thì sinh trong cõi người, luôn được an lạc, học hiểu nhiều, thích âm nhạc, ca múa, vui chơi, thích lễ hội, nhiều của cải, không bị bệnh dịch, không lo buồn, là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp,
hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ năm tên là Bát Tư Tha, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người trì giới dù nghèo khổ phải xin thức ăn uống, tài vật, nhưng thấy người nghèo khổ hơn lại chia bớt thức ăn cho họ, giảm bớt phần ăn của vợ con mình để cho họ và kẻ mù lòa, cô độc, nghèo bệnh và làm cho những người phạm tội bị quan bắt nhốt mà vượt ngục. Người cai ngục muốn giết kẻ ấy, trong lúc lo sợ mờ mịt như vậy thì cứu thoát họ. Sau khi qua đời, vị ấy được sinh lên trụ xứ Bát Tư Tha của cõi trời Tam Thập Tam. Người sinh lên cõi này nhờ nghiệp thiện nên thân hình sáng rực, soi khắp mọi nơi giống như ánh sáng mặt trời, sắc tướng của ánh sáng ấy rực rỡ đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, lục, tía, sáng gấp 10 lần ánh sáng của chư thiên khác. Như trong các ngôi sao ở cõi Diêm Phù Đề, ánh sáng mặt trăng sáng nhất, thân hình của các thiên tử rực rỡ đủ các màu sắc như vậy. Các thiên tử khác so sánh với chư thiên ở đây chẳng khác nào ánh sáng đom đóm. Thấy những thiên tử này, các thiên nữ đều đi đến. Vừa sinh ra, thiên tử đã có đầy đủ đồ trang sức. Trên đỉnh đầu có mão bằng ngọc xanh, ánh sáng của nó chiếu khắp một do tuần. Những ngọc châu khác bị ánh sáng này che lấp nên không hiển hiện. Giống như khi mặt trời mọc, ánh sáng đom đóm không hiện ra. Mão hoa bằng bảy báu, ánh sáng của nó soi khắp trăm do tuần, có đủ các màu xanh, vàng, đỏ, tía, lục. Trên thân của họ tự nhiên có các bảo châu anh lạc, bảy báu rực rỡ. Ánh sáng ấy chiếu khắp 100 do tuần, y phục bằng bảy báu như anh lạc. Ánh sáng ấy chiếu khắp 100 do tuần, dây bằng kim cương, rủ ở trước ngực, dây đai ở eo như màu sắc cầu vồng. Chân mang giày đủ màu sắc, ánh sáng rực rỡ như ánh sáng điện, đi lại không mệt mỏi. Nếu họ muốn đi trên hư không thì do sức của đôi giày mà họ đến được, hoàn toàn không mệt mỏi. Y phục của họ mịn đến nỗi không thấy được sớ vải, đủ các vật báu tốt đẹp thật đáng yêu thích. Lúc vào đời, thiên tử tự suy nghĩ, do nghiệp gì ta được sinh lên cõi này. Vừa nghĩ như thế, tự biết mình đời trước ở chỗ thiện, bất thiện của Diêm Phù Đề. Sau khi chết sinh lên cõi này, người ở Diêm Phù Đề tu hành nghiệp thiện nên được thành tựu quả thiện ở đời này. Ta nhờ tạo nghiệp thiện nên được sinh lên cõi này, do nhân duyên sinh, chẳng phải không do duyên sinh. Một lát sau, có các thiên nữ tươi trẻ, xinh đẹp, rực rỡ đến gần gũi thiên tử mới sinh. Những đồ trang sức của các thiên nữ phát ra âm thanh giống như năm âm nhạc, hương thơm xông khắp hai do tuần. Hoa ở đó đẹp hơn các loài hoa khác. Họ trang sức y phục trời xinh đẹp, đó là do nghiệp thiện và công đức sinh ra. Ví như mặt trời mọc, các loài hoa đều nở. Thiên tử vừa sinh ra, thiên nữ phô trương sắc đẹp của mình đến chỗ thiên tử, bày các trò chơi làm vui lòng thiên tử. Bồng thiên tử đến vườn rừng trỗi nhạc, ca múa vui chơi chiêm ngưỡng thiên tử. Họ đến khu rừng tên Liên Hoa Hóa Sinh. Khi các thiên tử vào vườn này thì dưới chân mỗi người có hoa sen đỡ, cọng sen bằng lưu ly, tua sen bằng kim cương, lá bằng vàng rồng, đài sen mềm mại, ông kêu rộn rã. Khi họ dở chân lên, đặt chân xuống là hoa sen nở ra để đỡ chân. Từ đây họ lại đi vào rừng Ma Châu. Cây ở đây bằng vàng, tạo ra nước thơm ngon hơn rượu bồ đào, đầy đủ mùi vị, màu sắc. Chư thiên và thiên nữ uống vào nhưng không say. Họ lại đến rừng Giá Đô La. Rừng cây có ba loại không gì ví dụ được: một tiếng chim, hai tiếng ong, ba tiếng ca của thiên nữ. Các thiên tử vui chơi trong rừng này, ở mỗi ao hoa đều có tiếng chim nghe rất thích thú, không biết nhàm chán, bị lửa ái thiêu đốt. Đến khi nghiệp thiện hết từ cõi trời, vị ấy bị thoái đọa, vì nghiệp trói buộc nên đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh vào cõi người được sinh đẹp,
sinh trong dòng hào phú, đầy đủ công đức, giàu có, đủ quyền lực, tha hồ vui chơi được an ổn, không bệnh hoạn. Sống lâu, sinh vào thời an lạc, hoặc sinh ở thành phố, không sinh ở chỗ biên địa, được làm vua, quan, hoặc làm thương chủ, giàu có là nhờ dư báo. Lại nỗi này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ sáu của cõi này tên là Câu Trá. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người bắt kẻ trộm mà không giết, không gây khổ não, hoặc kẻ giặc bị người khác bắt thì cứu thoát nó, làm lợi ích cho chúng sinh bằng tâm lợi tha, cung phụng cha mẹ, dâng thuốc uống vào mọi thứ cần, dùng theo ý muốn, không trộm tài vật của cha mẹ, luôn vui vẻ, lời lẽ hòa nhã, vì lợi ích mà ít nói, luôn dùng hương hoa, cúng dường lễ bái, niệm công đức của Phật, cung kính sư trưởng, thăm hỏi, lễ lại, nói năng hòa ái, không gần gũi bạn ác, không thích việc làm của kẻ ấy, không khen người xấu, không đi chung, ở chung với kẻ giặc và những người bất chính ở đời, gần gũi bậc kỳ túc, tuân phụng, cung kính giới cấm của Phật, đầy đủ trí tuệ, giữ giới bằng tâm chân thật, không làm buồn người khác, được mọi người yêu mến, khéo khen ngợi, nói năng nhỏ nhẹ, không gây sợ hãi cho nô tỳ, người làm thuê biết đủ trong ăn uống, không ăn quá nhiều, không gây tổn hại cho chúng sinh, không thích giận hờn, không mua bán giao dịch với kẻ hà tiện, đồ tể, mua bán chất trật, không lừa dối mọi người, không vào tủ điếm, không bị người nữ chê cười, không mất oai nghi, đi đứng thư thái, nói sao làm vậy, không tìm sự hay dở tốt xấu của người khác, không giữ tính sân hận, không chê bai, không tranh tụng, thấy người có ruộng vườn thì không ganh ghét, thâu thuế đúng pháp, không dối gạt vua, không trộm nước tưới của ruộng người, dù ban ngày hay ban đêm, cũng không hái trộm trái cây của người khác, không làm mọi điều ác, hoặc bỏ từng việc một, hoặc là hạ chỉ. Thế nào là hạ chỉ? Là tạo tất cả nghiệp. Thế nào là trung chỉ? Là làm rồi, sám hối, chê bai, không làm nữa. Thế nào là thượng chỉ? Là không tạo nghiệp ác nào, không dạy người khác làm, khuyên người bỏ việc ác, không tùy hỷ với người ác. Với ba người ấy, đạt ba quả báo thượng trung hạ. Người làm lành, bỏ ác ấy, sau khi qua đời, sinh lên cõi trời Câu Trá. Những người sinh ở đó thân thể không có xương da, không nhơ uế, thọ hưởng diệu lạc, không thể nói hết, đem diệu lạc của chuyển luân thánh vương. Người có đủ bảy báo, ngàn người con, làm vua khắp bốn cõi, thọ hưởng so với diệu lạc của cõi trời này thì chẳng khác nào thiên lạc so với địa ngục hoạt. Cõi này rộng 3.000 do tuần, được trang trí đủ bảy báo, vườn cây ao hồ sông suối, ở đó có khu rừng, hành lâm, cây bằng vàng, chư thiên, muốn gì thì cây ấy sinh ra, chư thiên đi đến đâu, chúng theo đến đó, giống như bảy báo theo chuyển luân thánh vương. Nếu chư thiên muốn dừng thì vườn ấy làm nơi dừng, ví như chim bay lượn trên hư không, khi muốn đậu thì phải đậu trên đất, khu rừng này cũng vậy. Đó là thế lực thứ nhất của chư thiên ở cõi Câu Trá và do nghiệp thiện. Lại do nghiệp thiện mà các thế lực khác, chư thiên đi đến đâu đều nghe được tiếng chim hót rất hay. Đó là thế lực thứ hai của chư thiên cõi Câu Trá. Lại do nghiệp thiện nên chư thiên đi đến đâu đều có ao sen, ông kêu rộng rã và thiên nga vịt trời uyên ương làm đẹp. Đó là thế lực thứ ba của chư thiên cõi Câu Trá. Lại do nghiệp thiện nên được đeo vòng hoa trời, đi trong hư không, tự nhiên có hoa sen ngàn cánh, cộng bằng lưu ly, các thiên nữ ngồi trong đài hoa, cùng nhau vui đùa. Đó là thế lực thứ tư của thiên cõi Câu Trá. Lại do nghiệp thiện nên chư thiên đi trên hư không, tự nhiên trên tay có đồ báo đựng đầy thức ăn cõi trời, cùng các thiên nữ ăn uống ca múa vui chơi, mặc tình đi lại. Đó là thế lực thứ năm
của chư thiên cõi Câu Trá. Lại nhờ nghiệp lực chư thiên muốn gì được nấy, nếu muốn đến nơi khác thì họ vượt qua ngọn núi. Nơi đó có đủ vườn cây hoa trái, cùng các thiên nữ đi trong hư không, trỗi nhạc trời, tự do đi lại, chư thiên ở thiện pháp đường và thành thiện. Kiến ấy, thấy thiên chúng này liền lên xe cao, nhìn xuống hang núi vui vẻ giống như sứ giả, cõi trời xem xét cõi Diêm Phù Đề. Thấy vậy, chư thiên ở thiện pháp đường và thành thiện kiến nói với nhau: chư thiên cõi Câu Trá tự do đi lại, họ hơn chúng ta, đi khắp mọi nơi không ngăn ngại. Đó là thế lực thứ sáu của chư thiên cõi Câu Trá. Thiên vương Thích Ca cùng thiên hậu ngồi trên đài sen, ngàn cánh đi trên hư không, do nghiệp thiện mỗi cánh hoa sen hóa năm thiên nữ, trang sức vòng hoa trời lộng lẫy như màu dung kim, trỗi kỹ nhạc trời, chiêm ngưỡng đế thích, họ xinh đẹp vô cùng, cùng đế thích đến cõi Câu Trá. Thấy đế thích đến, thiên chúng ấy đều vui vẻ ra đón đế thích, cúi đầu kính lạy, khen ngợi bằng lời hay. Ngồi quanh đế thích, họ cùng đế thích ở trên núi, nơi vui chơi trên đỉnh núi, trong vườn cây, ao hoa sen, vui chơi một thời gian dài rồi trở về cung của mình. Thiên vương Thích Ca trở về thiện pháp đường, chư thiên ấy thọ hưởng năm dục lạc, thượng diệu, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đến khi nghiệp thiện hết, theo nghiệp lưu chuyển, đọa vào địa ngục, ngạo quỷ súc sinh, nếu sinh trong cõi người, được hưởng an lạc tột đỉnh, không khổ về bệnh, sống ở trong vùng rộng lớn, không sợ oán địch, hoặc được làm vua quan, luôn được an vui là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ bảy tên là Tạp Điện. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, chúng sinh nào thấy chùa tháp cũ hoặc vua độc ác, đại thần theo tà kiến, cấm đoán những việc ruộng nương của chư tăng, chúng sinh đó không sợ pháp cấm của vua, đem các vật và ruộng nương cúng cho chư tăng, nói công đức của Phật cho nhà vua ác này nghe, dùng lời hay khen ngợi Phật. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi Tạp Điện. Ở đây, vị ấy nghe được năm thứ âm nhạc, vui chơi, ca múa, hưởng các thứ diệu lạc. Lại có những nghiệp khác được sinh lên cõi trời, như không giết, không trộm, đem tiền đến đồ tể, chuộc mạng chúng sinh, không làm ác, không bảo người khác làm ác. Thấy người làm ác không vui theo, thế nào là không trộm, khi làm vua, quan không làm dụng, đoạt thế, cũng không bào người khác làm, khiến họ sống trong giới luật. Nhờ hai nghiệp này được sinh lên cõi Tạp Điện. Cõi ấy có rừng rộng 3.000 do tuần, có nhiều cung điện để thiên tử vui chơi nên gọi là Tạp Điện. Mỗi cung điện được trang trí lộng lẫy, có hoa sen sắc hoàng kim thơm phức, âm sắc lưu ly kêu rộn rã. Rừng ấy có đủ loại cây, mỗi ao hoa có đủ loài hoa, hoặc có ao hoa bằng xích, liên hoa bảo, hoa bằng tạp lưu ly, hoặc có ao hoa có nhiều hoa sen bằng vàng lưu ly, hoa bằng vàng lẫn lộn lưu ly, mỗi hoa sen có nhiều cánh, có cánh bằng vàng xích bảo, có cánh bằng tạp bảo, cánh bằng lưu ly, các loài âm sắc hoàng kim vui đùa trong đó, có ao hoa được trang trí nhiều hoa sen, ông bằng xích bảo. Lại có ao hoa, nhiều hoa sen, cộng bằng lưu ly, hoa bằng vàng rồng, hoặc có ao hoa, nhiều hoa sen, cộng bằng vàng rồng, hoa bằng bạch ngân, hoặc có ao hoa, nhiều hoa sen, cộng bằng sa cừ, hoa bằng bạch ngân, lại có ao hoa, nhiều hoa sen, cộng bằng ma la già đa, hoa bằng vàng diêm phù đàn, đủ các loài ong kêu rộn rã trong hoa sen. Ví như trong hoa của cây thơm ở Diêm Phù Đề có nhiều âm, ao hoa ở cõi Tạp Điện cũng vậy. Ví như họa sĩ, học trò của họa sĩ ở cõi Diêm Phù Đề theo sự hiểu biết của mình, dùng đủ màu sắc vẽ các hình tượng
rừng cây ở tập điện cũng thế. Lại có nhiều loài chim, tạp sắc, đầu, chân đủ màu, thân ngực, bụng của chúng cũng vậy. Hoặc có chim ức bằng vàng, cánh bằng bạc, lưng bằng xích bảo, mắt bằng xích bảo, hoặc có chim ức bằng bạch ngân, cánh bằng vàng rồng, hai mắt bằng lưu ly xanh, lưng bằng tạp bảo. Con người bằng xích bảo, có nhiều loài chim, màu sắc, bảy báo làm đẹp cho khung cảnh. Trong rừng có tạp điện, lại có núi bằng báu xanh, châu ngọc, sa cừ, lưu ly, xích bảo, vàng rồng. Ánh sáng chiếu khắp khu rừng, xen lẫn nhau, xoay xung quanh. Rừng này được trang trí rất đẹp, trông thật đáng yêu. Trong rừng lại có nhiều cây đan kết lẫn nhau, cộng bằng lưu ly, tua bằng xích bảo, quấn quanh và có nhiều trái, cộng bằng bạch ngân, tua bằng báu xanh quấn quanh, cành bằng sa cừ, dây vàng quấn quanh, hai màu ấy xen lẫn nhau. Rừng tập điện lại có ba sắc, trên cây treo các tấm trướng, cành bằng lưu ly, dây bằng vàng rồng, xích bảo quấn quanh, cành bằng xích bảo, dây bằng vàng, bạc quấn quanh, cành bằng bạch ngân, dây bằng sa cừ, xích bảo quấn quanh. Mỗi một cành cây là có mỗi dây quấn. Trong rừng tạp điện lại có tạp hoa, cành bằng vàng rồng, hoa bằng lưu ly, cành bằng bạc, hoa bằng sắc nhân đà, cành bằng vàng, hoa bằng xích bảo, cành bằng sa cừ, hoa bằng lưu ly, có trái nhiều, màu cũng vậy, do nhiều tâm tạo tạp nghiệp. Vì tạp nhân nên hưởng các tạp quả, do nghiệp nên hưởng các quả. Báo ở cõi tạp điện nhân quả tương xứng nhau, như các hạt giống sinh ra quả tương tự. Nghiệp lực đó tùy theo sự gây tạo, thời tiết và tâm sanh tạp gây ra. Tạo nghiệp nào được quả nấy như dấu in vào vật. Quả vui ở cõi trời đều do nhân sinh, khổ báo địa ngục cũng vậy, không phải mình làm mà người khác chịu quả. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, quan sát rừng tạp điện, chúng sinh tạo nghiệp gì được sinh lên cõi trời tam thập tam. Chúng sinh ở thế gian làm việc phi pháp, không hiếu dưỡng cha mẹ, không kính sa môn, bà la môn và các bậc kỳ túc, không gần bạn tốt, không tin nghiệp quả, làm việc tà kiến, lúc ấy làm cho ma vương vui sướng. Có bốn đại chúng khi ở thế gian làm việc phi pháp. 1. Ma sứ tranh đấu. 2. Ma sứ làm loạn, gây loạn tâm cho người hành pháp, làm cho người nghe pháp mê mờ buồn ngủ. 3. Ma sứ tham si, làm cho thí chủ sinh tâm tham tiếc, nghĩ nếu ta đem vật cúng dường nơi ruộng phước, sa môn, bà la môn thì vợ con của ta sẽ sao? Phải tự lo ăn mặc. Ma sứ lìa chánh niệm, làm cho người xuất gia mất chánh niệm, đó là ác ban đầu. Hoặc người vào thành ấp chợ búa, gặp các người nữ tranh chấp đánh đập nhau trong tủ điếm, rồi nằm mơ thấy phá giới. Lúc người cõi Diêm Phù Đề làm việc phi pháp tạo nghiệp ác này, bốn loại ma sứ vui mừng thưa với ma vương: chánh pháp tổn giảm, quân ma tăng trưởng, thật vui thích. Nghe thế, ma vương hỏi sứ giả: làm sao pháp của ta được tăng trưởng ở thế gian, chánh pháp tổn giảm? Sứ giả thưa với ma vương: người có Diêm Phù Đề thực hành phi pháp, không hiếu dưỡng cha mẹ, không kính sư trưởng, sa môn, bà la môn. Người nào nghe chánh pháp, chúng tôi làm cho họ mê mờ. Người xuất gia thì hoàn tục, xả bỏ pháp phục. Còn người xuất gia giữ giới, có phạm hạnh, thì trong lúc ngủ tôi hiện thân người nữ, làm cho họ tán loạn, làm cho những thí chủ tham tiếc tài vật, tham lam keo kiệt, che lấp tâm, quyến luyến vợ con, làm cho người xuất gia lo việc buôn bán, tranh chấp, đánh đập nhau. Tôi tạo những phương tiện ấy để quân ma tăng trưởng, chánh pháp tổn giảm. Nghe thế, ma vương sai sứ giả bảo Atula tên La Hầu, dũng kiện tỳ ma chất đa la, rồng ác não loạn bát ma thê: hôm nay các ngươi phải vui mừng, chánh pháp của Phật giờ này đã tổn giảm, quân ma tăng trưởng. Các ma sứ vào trong nước, đến chỗ Atula tỳ ma chất đa la, nói hết những việc trên. Nghe thế,
Atula vui vẻ nói với các Long Vương ác não loạn. Nghe thế, Long Vương ác trong thành Phú Lạc đều vui mừng, gây náo loạn cho người ở thế gian như đã nói ở trước. Nghe Thiên Vương ở Tỳ Lưu Lạc nói thế, Thiên Đế Thích vào rừng tập điện, bàn việc này với chư thiên cõi trời Tam Thập Tam. Thiên Vương hộ thế nói với ta rằng, ma thiên oai lực lớn, lại có Atula Tỳ Ma Chất Đa La, rồng ác não loạn. Ngươi hãy bảo chư thiên, chúng tập hợp ở đây, ta sẽ đến núi Bảo Trang Nghiêm đánh với Atula. Nghe vậy, chư thiên đều vâng lời, trở về cung mình, chuẩn bị. Thiên chúng ở tập điện cũng trở về cung mình, trỗi nhạc ca múa vui chơi vào rừng tập điện. Bấy giờ, Thiên Đế Thích cùng thiên chúng rời rừng tập điện đến những nơi khác. Thiên tử ở cõi tập điện này thọ hưởng diệu lạc, đến khi nghiệp thiện hết bị thoái đọa, lưu chuyển theo nghiệp, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người thì thọ hưởng an lạc khôi ngô tuấn tú, từ khi sinh ra đến lúc chết luôn thích trang sức đủ màu sắc, thích học các ngôn ngữ, được mọi người yêu mến. Nếu xuất gia sẽ làm pháp sư, ngoài tòa sư tử thông hiểu các loại ngôn ngữ, làm cho người nghe biết đủ là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 8 của cõi này tên là Hoan Hỷ. Do những nghiệp gì chúng sanh được sanh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh có tâm thiện, thâm tâm, không sát sinh, trộm cướp, không bảo người làm, khuyên người đừng sát sinh trộm cướp, thấy người sát sinh thì khuyên họ đừng sát sinh, không bảo người làm, thấy người làm không vui. Nếu phạm phải thì sám hối, xa lánh ác tri thức. Thế nào là không sát sinh? Thấy chim bị hại thì cứu nó thoát khỏi, không làm ác, làm thì sám hối. Giữ giới không sát sinh, đem tiền chuộc mạng để chúng thoát chết, lại khuyên bảo người khác để họ vui vẻ. Thế nào là không trộm? Tất cả vua quan, người cai quản dân trong nước, ông chủ xóm làng, ông chủ nuôi gia súc, hoặc chủ tướng ở biên cương, ra lệnh bắt trâu dê, người ấy vì giữ giới nên không chịu bắt. Do nhân duyên này, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Hoan Hỷ ở trong vườn Hoan Hỷ của cõi trời Tam Thập Tam. Lại có người nghe pháp, gặp pháp hội trong 6 ngày trai giới, nghe pháp, thọ pháp, nhất tâm nghe pháp. Vị chủ pháp hội này sau khi qua đời được sinh lên cõi trời, trong các cách bố thí, pháp thí là cao nhất. Do nhân duyên này sinh lên vườn Hoan Hỷ của cõi trời Tam Thập Tam, ở đó thọ hưởng vô lượng diệu lạc, cõi trời không thể nào ví dụ được. Giờ đây sẽ nói một phần nhỏ. Vườn ấy rộng 3.000 do tuần, có cây bằng 7 báo trang trí. Chư thiên cõi Hoan Hỷ không đến khu vườn khác nên gọi là vườn Hoan Hỷ. Đó là do công đức mà đặt tên. Cây ở vườn ấy đều là cây như ý. Chư thiên muốn gì, cây ấy lưu xuất. Nếu chư thiên nghĩ đến cung điện, muốn lên cung điện, thì thấy điện 7 báu ngay trong rừng ấy. Cung điện này có 100 trụ. Trụ làm bằng vàng, bằng bạc, lưu ly, pha lê, xích bảo, sa cừ. Lại muốn có đường đi êm ái, để lên điện này, liền thấy có đường đi. Vào điện rồi họ nghĩ trong điện này nên xây ao hoa sen thì sẽ có được ao hoa sen, có thiên nga vịt trời, uyên ương, màu sắc, bảy báo. Lại nghĩ trong cung điện này phải có thiên nữ ca múa vui chơi, liền có các thiên nữ đến, mặc tình ca múa vui chơi cung phụng. Lại nghĩ ta phải nghe được kỹ nhạc trời, liền có ngọn gió thổi, lá cây va chạm nhau phát ra tiếng hay hơn nhạc trời. Lại nghĩ cung điện này phải có thức ăn, ngay lúc đó cành cây nứt ra lưu xuất, dòng sông thức uống đầy đủ sắc, hương vị. Lại nghĩ ta phải có đủ thức ăn cam lồ, vừa nghĩ là có thức ăn thượng vị cam lồ đầy đủ sắc hương vị. Thiên tử ăn no nê rồi cùng các thiếu nữ nô đùa vui chơi vào vườn Hoan Hỷ. Thiên tử ở trong vườn Hoan Hỷ thọ hưởng hoan lạc thắng diệu như thế. Từ cung điện đi xuống, mặt đất nở hoa sen cộng bằng lưu ly,
cành bằng vàng rồng. Cọng sen mềm mại trông rất thích thú, đầy đủ sắc hương. Họ đi từng bước trên hoa sen, thọ hưởng mọi hoang lạc cõi trời, tha hồ thọ hưởng năm dục lạc. Tất cả các căn đều không biết nhàm chán cảnh giới. Nghĩa là mắt luôn tham sắc, xem ngắm đủ loại, yêu thích mãi, làm vui mắt. Xem bao nhiêu sắc như vậy vẫn không nhàm chán, tai nghe tiếng hay vẫn không biết chán, mũi ngửi các mùi thơm, rồi sinh ái dục, không biết chán, lưỡi tham, thức ăn ngon, không biết chán, cứ thích tiếp xúc mãi. Không biết chán, tất cả ý niệm đều là ái niệm, yêu thích thân mình, vui chơi trong vườn thọ hưởng dục lạc, không biết chán, cảnh giới là nền tảng, các căn là cái dùi, gió ức niệm thổi, tự cao là củi, lửa dục hừng hực, tham dục không thỏa mãn. Vì tâm ái dục nên ở trong vườn hoan hỷ vui chơi thọ lạc. Thiên chủ Thích Ca đánh thắng Atula trên núi Tạp Bảo Tụ được ca tụng như trước đã nói. Đế Thích lại vào vườn hoan hỷ bảo chư thiên, thiên chúng các ngươi hãy vui vẻ. Vào vườn hoan hỷ thọ hưởng năm thứ dục lạc nô đùa vui chơi, ta cũng sẽ ở đây vui chơi thọ lạc. Ta đã đánh dẹp quân ma, tỳ ma chất đa la và rồng ác. Tất cả chư thiên và thiên nữ hãy đến chỗ ta vui chơi, hưởng năm thứ dục lạc, thọ hưởng năm thứ dục lạc suốt 4 tháng mùa hạ. Nói xong, Đế Thích vui mừng bảo Bạch Tượng vương Y La Bà Na, ngươi hãy chuẩn bị, ta muốn cùng ngươi chư thiên chúng các thiên nữ vui chơi thọ lạc trong vườn hoan hỷ. Ngươi hãy hóa thân để thiên chúng ngồi trên đỉnh đầu, trên ngà, đến núi rừng, vườn cảnh, ao hoa vui chơi giống như trước đã hóa hiện. Nghe lời thiên chủ, Bạch Tượng Y La Bà Na hóa thân to lớn, thân có 100 đầu, đầu có 10 ngà, mỗi đầu ngà có 100 ao tắm, mỗi ao tắm có 1000 hoa sen, mỗi hoa sen có 1000 cánh bằng 7 báo, đầu mỗi cánh hoa có 1000 con ong 7 báu, giữa mỗi cánh hoa có 1000 thiên tử, trên đầu voi có các thiên nữ không trở ngại nhau, họ trỗi nhạc đi trên hư không đến vườn hoan hỷ. Hai bên hông voi hóa thành 2 khu vườn, 1 hỷ lâm, 2 lạc lâm. Trong vườn đó có đủ ao, sông, hoa sen, cây như ý bằng 7 báo. Các thiên tử vui chơi trong đó thọ hưởng năm thứ dục lạc. Thiên tử, thiên nữ đông chật cả vườn. Khi ấy, Bạch Tượng Y La Bà Na giống như núi Tu Di, chúa thứ hai, đến vườn hoan hỷ. Trên lưng voi hóa ra thành lớn bằng phẳng êm ái. Thành ấy có đường đi, cung điện, 7 báo và vườn rừng xinh đẹp giống như thành lớn. Thiện kiến thứ hai, hóa điện đó được làm bằng 7 báo, có 100 trụ, trong điện có ao hoa. Thiên vương Đế Thích cùng các thiên nữ vui chơi ở đó, tấu kỹ nhạc trời. Thiên vương Kiều Thi Ca ngồi trong xe lớn hướng đến vườn hoan hỷ, thân không lay động như đỉnh núi Tu Di, trong tay voi lại có ao hoa rộng 10 do tuần, ao thứ hai rộng 11 do tuần, ao thứ nhất tên Thẩm Thâm, ao thứ hai tên Thanh Tịnh. Nước ao có 8 công đức luôn tràn đầy, trong ao có hoa U Bát La cộng bằng lưu ly, hoa bằng xích bảo, có nhiều loài ong, hoa nở đủ hương thơm cõi trời. Thiên tử thiên nữ ngồi trên tua hoa U Bát La vui chơi thọ lạc. Có thiên tử rảy nước vui chơi, có thiên tử lấy hoa vui chơi. Họ không biết mình ngồi trên con voi trắng đang đi. Đầu voi voi hóa ra lầu gác rộng 5 do tuần. Có đủ các loài hoa trang trí như hoa mạn đà la, loài ong kêu rộng rã, đêm lá ngu đầu, chiên đàn tre trên lầu gác. Lại có cây bằng vàng nở nhiều loại hoa che rợp. Các thiên nữ ngồi trên tua hoa ca hát rất hay để khen ngợi thiên vương. Vòi voi hóa ra lầu gác như vậy, trong hoa sen trên Bạch Tượng vương lại có hoa sen rộng 1 do tuần, có 1000 cánh, cánh hoa đã rộng lại dài, hương thơm sực nức, xông khắp 10 do tuần,
thiên tử thiên nữ vui chơi trên mỗi cánh hoa, nhưng không thấy nhau. Họ vui chơi như thế mà không trở ngại nhau. Họ cùng thiên vương đến vườn hoan hỷ, mà không biết đang ở trên voi đi, giống như ở trên đỉnh núi Tu Di. Trên đầu voi lại hóa ra núi lớn tên là Giới Trang Nghiêm, vì nó có nhiều cảnh giới, ao sông, cây vườn, hoa sen để vui chơi hưởng lạc. Đó là ngọn núi lớn mà trên đầu Bạch Tượng Vương hóa ra, trên ngà voi hóa ra rừng cây sáng rực như hàng ức mặt trăng, có nhiều hoa, đất màu trắng sạch như màu Tu Đà. Trong đó có nhiều loại ong kêu tiếng câu xí la, và có vô lượng chim báu như khổng tước, mạn mạn. Vô lượng loài chim đó hóa sinh từ ngà voi, chư thiên vây quanh trên thân to lớn của voi, nó khỏe mạnh, bước đi vững vàng không lay động, hướng đến vườn hoan hỷ. Hai lỗ mũi voi hóa ra dòng nước như sông Hằng Hà, sông Diêm Mâu Na ở Diêm Phù Đề từ đất chảy ra. Nước ấy trong sạch mát mẻ không nhơ ế từ trên chảy xuống, dòng nước từ mũi voi chảy ra cũng vậy. Rừng núi cây cỏ, lá thuốc ở thế gian trong bốn cõi gặp lúc nắng hạn, lúa gạo vẫn phát triển là do trên lá cây có nước hiện ra, đó là xương. Nước trong mũi voi từ hư không chảy xuống cách mặt đất xa, bị gió thổi tan thành hơi xương nhỏ. Ba cõi gọi đó là xương. Lại nữa, Bạch Tượng Vương, cõi trời nhả hơi xương rơi xuống. Nó đi trong cõi trời, người đời xem thấy sắc trắng. Ngoại đạo nói đó là đường đi của Thiên Vương Nhân Đà. Có người nói đường đi của voi trắng vốn như dòng nước, nhờ gió nâng đỡ, ở giữa hư không như giận nắng. Vì cách xa nên không thấy rõ đỉnh núi lớn, ở đầu voi có cờ phướng báo, bánh xe bằng lưu ly, lộng bằng vàng rồng, sáng rực như ánh sáng mặt trời. Trên cờ phướng cao treo lá phướng dài, trong phướng đó phóng ra ánh sáng lớn. Các Atula ở trong biển lớn thấy vậy liền bảo nhau: cờ phướng thù thắng của Thiên Vương Đế Thích đã hiện. Đế Thích cởi voi trắng đến vườn hoan hỷ, thấy vườn cảnh, Đế Thích bảo chư thiên: các ngươi hãy xem, vườn cảnh này thật là thích thú. Sau khi đánh thắng Atula, Thiên Chủ Thích Ca vui chơi trong vườn này. Cây trong vườn ấy thật đẹp. Đế Thích cùng chư thiên cõi trời Tam Thập Tam vui chơi trong vườn ấy suốt 4 tháng mùa hạ. Các thiên chúng thưa với Đế Thích: chúng tôi sẽ tuân hành mọi mệnh lệnh của Thiên Vương. Nói xong, họ đã đến vườn hoan hỷ. Thấy cờ phướng và voi trắng, chư thiên đang ở vườn hoan hỷ thọ hưởng 5 thứ dục lạc đều rất vui mừng, ra nghênh đón Đế Thích, lễ lại cung phụng, chắp tay để trên đầu, tấu nhạc trời, ca múa vui chơi vào vườn hoan hỷ. Đế Thích bước xuống cùng chư thiên vào vườn hoan hỷ. Tất cả thiên chúng đều bước xuống. Các thiên chúng ở trên đầu voi, vòi voi, hai bên hông voi đều bước xuống vào vườn hoan hỷ vui chơi thọ lạc. Chư thiên ở trước và thiên chúng đã cùng thiên chủ đánh Atula vui chơi thọ lạc suốt 4 tháng mùa hạ. Đế Thích cùng các thiên chúng vui chơi thọ lạc một thời gian như vậy. Thiên tử nào nghiệp thiện hết thì qua đời, bị thoái đọa, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người luôn được an lạc, thông hiểu tất cả, khôi ngô tuấn tú, được mọi người yêu mến, sống ở nơi có ao hồ, rừng núi đẹp làm chủ nước lớn, giàu có, tự do là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, quan sát đại tượng vương Y La Bà Na do nghiệp gì được thân to lớn, có sức thần thông lớn, đánh Na Tu La được tiếng tốt, do nghiệp gì thọ thân súc sinh, dùng văn tuệ biết chúng sinh sống trong cõi trời đủ 7 vạn tuổi vào đời quá khứ. Trong bộ luận Bất La Na Tỳ Đà có một bà la môn tu hành phước đức, thích bố thí cho người khổ não, nghèo cùng, mù đuôi, vì tâm thiện thích bố thí tạo lợi ích cho chúng sinh. Bấy giờ có vị vua tên Thiện Kiến vào ngày hội ra khỏi cung điện vui chơi giống như chư thiên, có 84.000 bạch tượng vương lớn che lưới vàng, treo linh báu giống như Đức Như Lai, trang trí các linh vàng,
có 84.000 thể nữ vây quanh. Nghe 84.000 âm nhạc đi đến vườn vui chơi vô thiện kiến ấy, oai đức vô thượng, thọ hưởng quả vui lớn. Khi ấy Bà La Môn đủ oai đức đó đến chỗ vui chơi của vô thiện kiến. Bà La Môn ấy tên là Tamada. Thấy đại vương này đầy đủ oai đức, vua có voi trắng tên là Vân Tụ, trang sức linh báu đeo anh lạc bằng lưới chân châu, đó là do vị thợ giỏi làm thành để trang sức cho con bạch tượng. Chúng ca múa vui đùa đến nơi vui chơi xinh đẹp vô cùng. Bà La Môn Tamada tự nghĩ, voi trắng này hưởng mọi an lạc thù diệu, ta nguyện sẽ làm bạch tượng vương của Thiên Đế Thích. Nhờ oai lực bố thí và phát nguyện, sau khi qua đời, vị ấy là con bạch tượng vương của Đế Thích. Quán xét xong, tỳ kheo nói kệ: như họa sĩ nghiệp này hoạt động khắp mọi nơi, sức tâm vương rất lớn, tạo ra các nghiệp báo, nhân duyên thù thắng chuyển, tâm sai khiến khắp chốn, ở mọi nơi mọi chốn, đi trong rừng ba cõi, nghiệp của các chúng sinh tự do sai khiến tâm, vì thế điều phục tâm đến được nơi bất thoái, lưu chuyển khó điều phục, phan duyên khắp mọi nơi, ai khéo điều phục tâm, điều phục được an lạc, ai điều phục được tâm, đoạn trừ các tội lỗi, người dũng lìa tội ác, không còn chịu các khổ, khổ não ở đời này hay khổ ở vị lai, không thể điều phục được. Chính vì tâm khinh xuất, trời rồng Atula, địa ngục, quỷ súc sinh, tâm là người dẫn đường như vua đi ba cõi. Tâm đưa đến cõi trời, lại đi trong cõi người. Tâm đưa đến đường ác, tâm lưu chuyển thế gian, tâm lưu chuyển hại người, bị cảnh giới si dối, ái nhận chìm chúng sinh, chịu vô lượng khổ não, pháp ấy luôn che đậy, sức lớn khó điều phục, gây hại nhưng không thấy, nhẹ nhàng, lưu chuyển nhanh. Người nào có trí tuệ điều phục được tâm này, người ấy thoát lưới ma, đạt đến bờ giải thoát, niệm quấy lại vua nịnh, sâu xa rất nhanh lẹ, chính tâm ác hiểm này đưa người đến đường ác, lìa tất cả các ác, không bị căn sai khiến, không vướng các pháp ác, đạt đến nơi bất diệt, tâm từ nhân duyên sinh, sở hữu từ tâm được, duyên chuyển trôi chảy nhanh, lưu chuyển như thế đó, tạo ra tất cả nghiệp, chịu mọi thứ quả báo, tâm lưu chuyển vi tế, không dừng một phút giây, không biết chỗ nó đi, lại không có hình sắc. Đưa người đến chỗ nào, đi trên con đường nào, đến rồi dừng ở đâu, thân do nghiệp tạo nên. Thấy nghiệp do tâm tạo, nhưng không thấy người tạo, tâm này khó điều phục, không thể thấy hình tướng, hại tất cả chúng sinh, mù đuôi tạo các nghiệp. Tâm tánh này như huyễn, từ ác chịu quả ác. Tâm tánh này như huyễn, khó biết chỗ nó đi, có khả năng đưa người đến vô lượng sinh tử. Dao không thể cắt được, lửa cũng không đốt được. Tâm này tuy không mắc, gây hại hết mọi người, dây nghiệp rất chắc chắn, trói khổ não cho người, chịu trăm ngàn sinh tử, dẫn dắt không thấy được, phút chốc tạo nghiệp thiện, bất chợt tạo nghiệp ác, tâm tạo thiện bất thiện, ai điều phục được vui, sáu căn duyên cảnh giới, tha mãi không biết nhàm, không biết tâm đưa đến. Đường ác chịu khổ đau, tỳ kheo quan sát vị Bà La Môn đó tạo nghiệp thiện lớn, nhân nguyện ấy nhỏ bé, suy xét mình, tự đề phòng tâm mình, do niềm tin đó được thân trời, hoặc thoát khỏi sinh tử, bị tâm say khiến, đọa trong loài súc sinh, đó là do sức từ nguyện lực của tâm. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 9 của cõi này tên là Quang Minh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người giữ giới, khuyên dạy người khác không làm ác, không dạy người làm, thấy ai làm, khuyên họ bỏ, tự giữ giới, khuyên người giữ giới, chắc chắn không thiếu, làm cho
Giới đức thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cướp. Thế nào là không sát sinh? Thấy vùng đất nào có nhiều chúng sinh, vì giữ giới nên không đào xới, không bảo người đào, hoặc biết chỗ ở của bò cạp, kiến, ển ương, hoàng, dứa, thì không đào xới tổn hại. Khuyên người đừng làm. Thấy người thọ giới hay không thọ giới mà làm ác thì khuyên họ sám hối. Thế nào là không trộm cướp? Không trộm lấy đất của người, chỗ của thợ gớm, chỗ của người khác, cho đến bùn đất, không bảo người lấy, làm cho người khác. Sống trong giới, thấy người trộm thì không vui theo, khuyên người ấy đừng làm, đó là không sát sinh, không trộm cướp. Sau khi qua đời, người giữ giới này được sinh lên cõi quang minh, tâm luôn vui vẻ, ca múa, vui chơi, thọ lạc, ánh sáng, nơi thân, luôn chiếu soi các thiên chúng. Có nhiều người vui chơi trong vườn, người giữ giới thứ nhất sinh lên cõi trời này, người làm lành hưởng quả báo vui này. Vườn ấy có lưới vàng che trên, treo linh báu lưu ly phát ra tiếng hay, đó là do nghiệp thiện tạo thành. Thấy thiên tử trong linh báu phát ra tiếng ca tụng. Hay thay thiên tử, ông đã biết người tu thiện, nói kệ, tịch tỉnh. Khéo thanh tịnh tâm, giữ giới cấm, giữ gìn giới cấm, giờ được vui, giữ gìn tất cả các giới cấm, sao đạt niết bàn được quả vui, hoặc lách đường ác đến cõi lành, nên người giữ giới sao được mát. Người giữ giới cấm lúc lâm chung, tâm tư an ổn không lo sợ, ta không lo sợ con đường ác, nhờ giữ tịnh giới cứu giúp được. Ông nhờ khéo léo giữ giới cấm, giờ sống cõi trời chớ buông lung. Nhờ nghiệp thiện, dây linh phát ra tiếng kệ để giác ngộ tâm thiên tử ấy, làm cho thiên tử không phóng dật. Có những thiên tử đã từng giữ giới trong nhiều kiếp đến nay, nghe pháp này thì giữ giới trong một thời gian ngắn. Không phóng dật, chư thiên nào không giữ giới trong nhiều đời đến nay thì sống phóng dật, không tự biết. Dù nghe chánh pháp vẫn sống phóng dật, xa lánh tiếng giác ngộ của dây linh. Họ lại đến khu rừng khác. Rừng này được trang trí bảy báo. Ở trong rừng quang minh, chu vi rừng này là 3.000 do tuần, trừ 4 nơi và thành thiện kiến ra, không có rừng nào hơn. 4 góc rừng có 4 cây như ý bằng lưu ly, trong sạch không vết nhơ. Ánh sáng của nó chiếu khắp một do tuần, sáng rực như mặt trời, chiếu xa đến 100.000 do tuần. Thiên tử, thiên nữ ngồi trên cành cây vui chơi hưởng lạc. Họ muốn gì thì cây ấy sinh ra. Giữa 4 cây ấy có rừng quang minh, ao sen bằng vàng, bạc, lưu ly dùng để trang trí cây ấy, rực rỡ như màu dung kim. Mỗi nơi đều có vị cam lồ, trong sạch, không nhơ, tinh khiết, thơm ngon. Nhờ oai lực lớn nên được vị tu đà. Lại có nhiều loại chim trông thật đáng yêu, hót tiếng rất hay. Đầu bằng vàng ròng, cánh bằng bạch ngân, ngực bằng lưu ly, mỏ bằng xích bảo, mắt bằng liên hoa bảo. Các loài chim ấy dùng để trang trí. Trên cây vàng có chim vàng ròng, trên cây vàng ròng có chim bạch ngân, trên cây lưu ly có chim xích liên hoa, trên cây xích liên hoa có chim ngọc báu, chim chóc uống nước ăn trái. Trên cây bảy báo có chim sắc bảy báo vui đùa, lại có loài ong giống như hoa xích bảo, do tạo các nghiệp nên thọ thân ấy. Chúng ở trong hoa sen vui chơi thọ lạc, trong cây ấy có đủ tất cả các công đức. Thiên tử, thiên nữ vui chơi trên cây, khu rừng ấy có đủ các công đức cõi trời. Lúc Atula đánh nhau, thiên vương Thích Ca bảo thiên chúng hãy mau sửa soạn. Quân Atula đang não loạn chư thiên trên đỉnh núi Nhạo Kiến. Nghe lời ấy, chư thiên cõi trời, tam thập tam đến rừng quang minh, tất cả thiên chúng cùng thiên đế Thích vào giữa 4 cây ấy. Trong vườn quang minh, cây lưu ly trong sạch như gương sáng, họ soi thấy tướng mình, tự biết đánh thắng hay không, hoặc thấy thân bị tổn hại. Ngay trong cây ấy, họ thấy thân mình hoặc bị đánh, gây hại, hoặc bị chặt đứt,
rồi lại sinh ra, nếu bị giặt đầu hoặc mình thì chết. Ngay ở trong cây ấy, họ thấy tất cả mọi việc, họ liền thưa với thiên tử là nên tránh tai họa sẽ được đại lợi Atula gây hại thiên tử này. Nghe thế, thiên đế thích bảo: Đại tiên, ông chớ đánh nhau, nếu không sẽ bị hại, bị chết oan. Các tỳ kheo hãy suy xét, quan sát trong cây cõi trời, thấy được tướng suy đọa, dùng văn tuệ biết được người có tâm bi, thấy đồ tể muốn giết chúng sinh thì làm cho chúng thoát chết. Do quả báo đó, soi trong cây quang minh, thấy được thân tướng. Chư thiên lại đến khu rừng tạp lâm trong rừng quang minh. Rừng này được trang trí cây như ý. Vào rừng này ai cũng tự suy xét, thiên Atula ai mạnh hơn, do ai lực gì, chư thiên được thù thắng, do ai lực gì, Atula được thù thắng. Khi ấy thiên đế thích bảo chư thiên: Người thực hành chánh pháp được sinh lên cõi trời, người có diêm phụ đề, vào lúc kiếp sơ thực hành thập thiện đạo, hoặc dạy cho người khác hộ trì thân khẩu, giữ bảy chi giới không thất thoát, bền chắc không dối trá, chúng sinh ấy sau khi qua đời được sinh lên cõi trời giống như túi da đựng đầy cát, nhưng không cột miệng túi, có người khỏe mạnh trút cát ra rất nhanh. Vào thời kiếp sơ, người sinh lên cõi trời cũng vậy, nên thế lực chư thiên phát triển, còn thế lực của Atula giảm thiểu. Chư thiên sống ở đỉnh núi Nhạo Kiến có thể ngăn chặn được Atula. Về sau, do con người làm việc ác, giới bị thất thoát, không kiên cố, ít làm lành, nên người Diêm Phụ Đề sau khi qua đời được sinh lên cõi trời giống như quả Amla lúc sắp chín. Có người mạnh khỏe, lay động thân cây, trái cây rụng ít. Người sinh lên trời cũng vậy, lại vào lúc khác người tạo nghiệp như uế, không giữ giới của thân ngữ, giới không kiên cố, không thanh tịnh, không tu tập thường xuyên, nên sau khi qua đời ít được sinh lên cõi trời giống như trái cây tỳ la lúc chưa chín. Người ốm yếu lay động thân cây, nhưng cây không rung động, giả như có lay động thân được thì trái cây ít rụng, trái nào chín mới rụng, trái không chín không rụng. Chúng sinh vào thời kiếp mới sinh lên trời nhiều, còn chúng sinh vào thời sau này sinh lên trời ít cũng như vậy. Đó là vì nghiệp nhơ uế phá giới cấm. Chư thiên các ông đừng sống phóng dật, ai sống phóng dật thì Atula tăng trưởng, chư thiên tổng giảm. Chúng sinh đời này phần nhiều thực hành phi pháp, không có giới pháp, không giữ bảy chi giới của thân ngữ, dối gạt người khác, làm cho họ buồn giận, không hiếu dưỡng cha mẹ, không kính sư trưởng, không thuận pháp hành, sau khi qua đời đọa vào địa ngục giống như túi da đựng đầy cát nhưng không cột miệng túi. Có người khỏe mạnh trút cát ra rất nhanh. Chúng sinh đời nay tạo nghiệp bất thiện, sinh vào Atula cũng như vậy. Chúng sinh nào giữ bán phần giới về thân ngữ thì sau khi qua đời sinh vào loài Atula, hoặc được sinh lên cõi trời ví như trái cây Amla. Có người khỏe mạnh lay động thân cây, nếu trái cây chín thì vừa lay là rụng, còn trái chưa chín thì lay động nhưng vẫn không rụng. Chúng sinh tạo tạp nghiệp cũng vậy, hoặc sinh lên trời, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc có người sinh vào loài Atula. Nếu chúng sinh nào suốt đời hành bất thiện, không hiếu dưỡng cha mẹ, không thuận chánh pháp, không kính sư trưởng Sa Môn Bà La Môn, không giữ gìn giới của thân ngữ, sau khi qua đời đọa vào địa ngục, hoặc sinh vào loài Atula, thế nên làm cho quân Atula thêm sức mạnh, thế lực chư thiên giảm thiểu. Tuy là như thế, giờ đây ta có thể chiến thắng Atula, không phải là thiên chúng khác. Ngươi hãy suy xét thực hành theo chánh pháp, dù đời nay hay đời sau luôn giữ gìn chánh pháp, trong các oai lực pháp lực là hơn hết, không có gì sánh bằng. Ngươi hãy suy xét, nghĩ nhớ chánh pháp, cố gắng đánh dẹp Atula. Nghe đế thích dạy thế, chư thiên thưa: Chúng tôi sẽ vâng lời dạy của thiên vương. Nói xong, họ đến rừng giáp trụ. Trong cây ấy lưu xuất loại áo giáp không gì hại được. Người mặc áo giáp này không ai địch nổi. Ánh sáng chiếu rọi như mặt trời mọc, ánh sáng núi U Đà Diên chiếu soi cũng thế. Họ đến núi Nhạo Kiến,
dàn trận đánh với Atula. Như trước đã nói, chư thiên trụ trong rừng quang minh cùng nhau vui chơi thọ hưởng năm dục lạc, tâm ý buông lung trong rừng lung ly vàng rồng, bảo có đủ hoa trái chim chóc hót tiếng rất hay. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các chim thú của cõi trời tam thập tam đủ màu sắc, trang sức đủ loại, thân hình âm thanh, cánh báo khác nhau, vui chơi thọ lạc trong rừng, quan sát như thật, biết được nhân quả của nghiệp vi tế, dùng văn tuệ biết chúng sinh, làm thợ vẽ, tuy nhận làm thuê nhưng không có tâm dối trá, vẽ tăng phòng, giảng đường, tinh xá cho người tu phước, màu sắc tươi sáng, dùng các màu sắc như xanh vàng đỏ, pha lẫn, vẽ tháp Phật, tinh xá, cổng, gác hoặc vẽ núi cây, người, rồng, chim, thú, sư tử, cập nai, vườn cây, thành oách, ao tắm, nơi vui chơi, ao hoa sen, xây chỗ ở cho sa môn, bà la môn, quân lính, để cúng dường Phật. Vì để trang trí các hình tượng người làm thuê hoặc khắc chạm hoặc dùng bùn cây, vàng, bạc, đồng tạo lập các hình tượng. Sau khi chết, vị ấy được sinh lên cõi trời, thọ thân chim. Vì tạo tạp nghiệp nhưng không giữ giới nên thọ thân chim, hoặc làm con nai, ông luôn hưởng hoan lạc. Thọ quả tương xứng với nghiệp đã gây giống như diệu lạc mà chư thiên thọ hưởng. Kẻ vô trí tạo nghiệp tuy có suy nghĩ nhưng không có trí nên thọ thân ngu si. Hưởng diệu lạc vui chơi trong vườn cây cõi trời trên đỉnh núi giống như chạm khắc ngà voi, vàng, bạc theo sự yêu cầu của người như dấu in vật. Ở trong vườn cây sinh ra vô lượng màu sắc, giống như màu sắc trước đã vẽ, chư thiên vui chơi ca múa thọ hưởng diệu lạc ở trong rừng quang minh. Khi nghiệp thiện hết, vị cõi trời quang minh bị thoái đọa, lưu chuyển theo nghiệp đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh vào cõi người, luôn được an lạc hoặc được làm vua, quan, được mọi người cung phụng, thích du ngoạn, thích lễ hội, tâm luôn vui vẻ, khôi ngô tuấn tú, mặc tình ăn uống vừa ý, luôn được an vui, người khác không xâm đoạt được, đầy đủ giường nệm, đồ nằm, vườn cây, nơi vui chơi, nô tỳ là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời tam thập tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 10 của cõi này tên là Ba Lợi Gia Đa. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người tịnh tính. Vì cha mẹ mà đem những vật y phục, thức ăn, giường nệm, thuốc thang bố thí, lại khuyên người khác không giết chúng sinh, dù là con trùng, con kiến, cũng không sinh tâm giết hại. Nếu thấy trái cây bị trùng ăn, thì không ăn trái cây đó để giữ mạng sống của nó. Thấy ai ăn trái đó thì khuyên họ đừng ăn, tự giữ giới, khuyên người giữ giới. Thế nào là không trộm? Không lấy vật sở hữu của người khác, dù là rễ cây, trái cây hoặc vật ở trong rừng, trong đất trống, mình không lấy, khuyên người khác không lấy. Người tự lợi, lợi tha này, sau khi qua đời được sinh lên trong vườn cây cõi Ba Lợi Gia Đa. Cây ở cõi Ba Lợi Gia Đa thù thắng nhất. Nhìn trong cây ấy có thể thấy được các hình tướng thiện bất thiện của người Diêm Phù Đề. Nếu người cõi Diêm Phù Đề tùy thuận pháp hành thì hoa trái của cây ấy có đủ. Vì người Diêm Phù Đề thuận pháp hành nên ánh sáng của hoa chiếu soi trăm do tuần. Chư thiên cõi trời tam thập tam luôn vui vẻ sống xung quanh đó. Hoa trái của cây Ba Lợi Gia Đa tươi tốt xum xê là biết người Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, các bậc kỳ túc nên hoa trái cây này tươi tốt. Trong 4 tháng mùa hạ, các thiên chúng vây quanh cây này vui chơi thọ lạc. Nếu hoa của cây Ba Lợi Gia Đa chỉ nở một nửa, thì chư thiên ít vui vẻ, biết cõi Diêm Phù Đề ít người giữ giới nên hoa chỉ nở một nửa. Nếu
Tất cả mọi người đều hành phi pháp thì hoa của cây ba lợi gia đa rụng hết, màu sắc tàn úa, không có ánh sáng, cũng không có hương thơm. Ví như vào mùa đông mây sương, che mặt trời, ánh sáng không hiện rõ, nhìn không chói mắt. Ánh sáng cây tỳ đa la, ba lợi gia đa rất ít, hương thơm tổn giảm, hình sắc tàn úa. Thấy việc này, chư thiên thưa với đế thích: Thiên vương xin biết cho, ánh sáng nơi cây ba lợi gia đa tổn giảm, hương thơm mất dần, tất cả oai đức đều không như cũ. Nhất định là người cõi Diêm Phù Đề không hiếu dưỡng cha mẹ, không kính sa môn, bà la môn và các bậc kỳ túc. Nghe vậy, đế thích cùng thiên chúng đem tượng báu, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi hình tượng Như Lai, niệm công đức của Phật, bảo các thiên chúng: Hoa lá của cây ba lợi gia đa, cây tỳ đa la rơi rụng, chúng ta hãy đến gốc cây ấy, các ngươi hãy sửa soạn, ta sẽ thỉnh tháp Như Lai, hình tượng Thế Tôn đến đó, dùng hương hoa, hương bột cõi trời để cúng dường Thế Tôn. Nghe lời dạy của đế thích, vô lượng trăm ngàn chư thiên chúng đến chỗ đế thích. Khi ấy, đế thích đặt tượng Như Lai lên thiên quan, đổi đi đến vườn ba lợi gia đa. Thấy thiên chúng đó, không ai vui vẻ vì lá cây ba lợi gia đa rụng, mất hết ánh sáng, vốn có nên họ không vui. Đế thích đặt tượng Như Lai trên tòa lưu ly, trong đất bảy báu, dưới gốc cây. Tất cả thiên chúng đều sinh tâm kính ngưỡng, đem các hoa Maloka, Mạng Đà La, Maha, Mạng Đà La, Câu Sa Gia Xá, cõi trời để cúng dường, lấy nước thơm, tắm tượng Như Lai, cúng dường xong, bảo các thiên chúng hãy phát tâm kính tinh, bỏ tham lam ganh ghét, bỏ phóng dật. Đức Như Lai là đại sư trong ba cõi, và còn có chánh pháp và thánh chúng của Phật. Nghe đế thích nói, tất cả thiên chúng đều phát tâm kính tinh, đảnh lễ tượng Như Lai, bậc thiên trung tôn. Đế thích nói kệ, khen: Như Lai giải thoát độc tham ái, thương yêu tất cả chúng sinh, từ lâu đã vượt biển sinh tử. Nam mô Nam mô Nhất Thiết Trí. Đế thích chắp tay cung kính hướng về Như Lai, các thiên chúng cũng quỳ gối chắp tay nói kệ khen Phật. Như Lai dứt hết dục tham sân, xa lìa tất cả những ưu não, bậc thầy vô thượng của chúng sinh. Nam mô Nam mô Nhất Thiết Trí. Nói kệ xong, tất cả thiên chúng vây quanh cây cung kính Đức Như Lai, phát tính căn rộng lớn, nhờ tâm thiện thanh tịnh nên chánh pháp tăng trưởng, tất cả thiên chúng cúng dường tượng Phật. Khi ấy cây ba lợi gia đa đâm chồi, lá mới cũng sắp mọc. Thấy vậy, chư thiên vui mừng khôn xiết. Chẳng bao lâu, hoa lá của cây dần dần trở lại như xưa, ánh sáng chiếu khắp 100 do tuần, hương thơm cũng thế, màu lá như sắc mây. Các loài ong vây quanh, sắc tượng tươi đẹp, các thiên chúng vây quanh, ánh sáng rực rỡ như mặt trời thứ hai. Thấy được oai đức xưa, hương hoa xông khắp 100 do tuần, cành cây che mát 100 do tuần, rễ cây cũng thế. Tất cả thiên chúng đều vui mừng, ánh sáng hương thơm của cây trở lại như xưa, ví như trong 6 vạn ngọn núi, núi Tu Di cao nhất. Trong các cây, ánh sáng của cây ba lợi gia đa sáng nhất. Thấy ánh sáng oai đức sung mãn thù thắng rực rỡ, chư thiên cõi trời tam thập tam đều vui mừng nói với nhau: Các thiên tử có thấy thế lực rộng lớn của Phật không? Ánh sáng hương hoa lá của cây Thiên Thọ Vương này đã đầy đủ như xưa. Thấy thế lực ánh sáng của cây càng thù thắng chư thiên cõi trời tam thập tam, các đức lưới nghi, người Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, tâm niệm pháp thù thắng, quân ma tổn giảm, phi pháp rồng ác Atula không thể phá hoại. Người thực hành đúng pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng, thiên chúng không tổn giảm, không còn yếu kém trong hàng thiên nữ, quân ma ít dần, thiên chúng có thế lực lớn. Nhờ tướng của cây mà biết chư thiên có ai đức lớn. Đã nói xong mọi việc của cõi trời tam thập tam, bấy giờ thiên vương hộ thế từ cõi Diêm Phù Đề đến vườn cây ba lợi gia đa của cõi trời thứ hai, thấy chư thiên cõi trời tam thập tam ở dưới cây ba lợi gia đa cúng dường Như Lai, bằng tâm thanh tịnh, thân hộ thế phóng ánh sáng, đến nơi cúi đầu lạy đế thích thưa: Thiên vương, giờ đây chư thiên hãy khoan hỷ, tất cả muôn dân cõi Diêm Phù Đề tùy thuận pháp hành, cung phụng cha mẹ, sa môn bà la môn, cung kính các bậc kỳ túc. Nghe vậy, chư thiên đều hoan hỷ cúng dường hộ thế. Hộ thế nói: Ông đã làm cho ta vui, ông cũng sẽ như vậy, luôn được an vui.
Đó là nhờ khuyên người Diêm Phù Đề thuận hành chánh pháp. Nghe hội thế nói vậy, chư thiên lại thiết lễ cúng dường. Cúng dường xong, thỉnh tượng Như Lai về thiện pháp đường. Chư thiên ở cây Thiên Thọ Vương cùng Đế Thích trở về vườn cây Ba Lợi Đa Gia, vui chơi, thọ lạc, cõi trời suốt 4 tháng mùa hạ. Các thiên nữ vây quanh vui chơi thọ lạc suốt 4 tháng mùa hạ. Nếu thiên tử nào qua đời ở đây thì lưu chuyển theo nghiệp đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác thì được sinh trong cõi người khôi ngô tuấn tú, ai cũng thích nhìn, tâm luôn vui vẻ, an lạc, không buồn, được mọi người yêu mến, luôn ca múa, vui chơi. Tất cả người nữ thấy được đều yêu kính hoặc được làm vua quan là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán xét các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 11 của cõi này tên là Ly Hiểm Ngạn, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người giữ giới, lợi ích cho chúng sinh, huân tập tâm bằng phước đức, hoặc người có công đức giữ giới bằng trí tuệ, hoặc cho người bệnh một bữa ăn không sát sinh, hoặc trong bọng cây có trùng, kiến và các loại trùng mọn mậy, hoặc người chăn bò dê, voi ngựa lạc đà và mùa đông băng tuyết sương, rơi phóng lửa đốt. Ở đồng trống thì người thiện lấy nước dập tắt, khuyên đừng làm, mình không cố ý làm, nếu làm thì sửa đổi, không vui theo. Nói việc lo sợ để người trụ trong pháp thiện, làm cho chúng sinh trụ trong thiện pháp, không trộm cướp, không khuyên người trộm, sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi trời Ly Hiểm Ngạn. Đất ấy có những tòa nhà bằng vàng bạc xích bảo, do các tạp nghiệp nên có các tạp bảo vàng bạc xen lẫn, được trang trí bằng các cây báo chim muông, khắp nơi đều có các loại chim muông, khắp cõi Ly Hiểm Ngạn đều có vườn rừng trang trí vô lượng châu báu. Họ rời cõi Ly Hiểm Ngạn, ở trong rừng này trang sức vật dụng sáng rực như màu dung kim, có 100.000 thiên nữ vây quanh thọ hưởng dục lạc, tùy theo trụ xứ thân họ phóng ánh sáng của cây cũng như thân trời. Họ vui chơi hưởng lạc trong rừng này cùng các thiên nữ đến Hà Lâm. Hai bên bờ sông có nhiều cây vàng, lá bằng vàng ròng, do ánh sáng của cây nên nước sông có màu vàng, đều trở thành màu trắng, nhưng nước sông chảy xiết nên không thấy màu trắng. Thiên tử thiên nữ vui chơi hưởng lạc trong vườn cây, họ nghĩ cây này nên lưu xuất thức uống ngon, nhờ nghiệp thiện nên cây lưu xuất các thức uống ngon theo ý muốn của họ. Thức uống đó được đựng trong các vật báo đầy đủ sắc hương vị, họ uống thức uống thượng vị cõi trời, hưởng hoan lạc cõi trời. Thấy các thiên nữ bị lửa ái thiêu đốt, nhưng vì hoan lạc che lấp nên không hay biết. Thiên nữ lại nghĩ, ta muốn nghe các thứ âm thanh, nhờ nghiệp thiện ngay lúc đó có gió thổi động rừng cây phát ra âm thanh hay hơn 5 thứ âm nhạc. Thiên tử lại nghĩ, cây này nên lưu xuất thức ăn cam lồ, nhờ nghiệp thiện thân cây giống như cái bình tạo ra mùi vị thạch mật không gì sánh bằng. Thiên tử ăn uống ca hát rất hay, rồi đến đất báo quan sát chiêm ngưỡng, luôn nghĩ đến dục lạc. Họ đến đó hưởng 5 dục lạc, bỏ vùng này họ lại đến Phổ Lâm. Trong đó có 7 loại chim, thiên nga bằng vàng ròng và 7 báo, anh vũ bằng báo nhân đà xanh, uyên ương có cánh bằng xích bảo, vịt trời bằng lưu ly, khổng tước bằng báu xanh xà cừ, mạn mạn bằng báu xanh, ca lăng tần già bằng san hô bạc. Tiếng hót rất hay như tiếng chim bà cầu, mọi người thích nghe. Chúng bay vút trên không nô đùa vui chơi, hót tiếng rất hay như giọng ca của thiên nữ. Trong ao hoa sen có nhiều ong vui chơi, chúng lại bay nhảy vui chơi trên mặt đất, lại có cây bằng vàng đủ các loại lá sáng rực cả thân chim. Thấy các loài chim, chư thiên phát tâm hoan hỷ, nghe tiếng chúng hót tâm ý vui vẻ. Thiên tử đi trên hư không vui chơi với chim, hoặc vào trong nước vui chơi với chim, hoặc ở trên mặt đất vui chơi với chim. Thiên tử thiên nữ vui chơi từng bầy chim, cũng vui chơi thọ lạc, quán xét các loài chim thọ hưởng diệu lạc cõi trời. Tỳ kheo nói kệ: súc sinh hành dục là do ngu si, chư thiên nếu thế chẳng khác súc sinh.
người hưởng diệu lạc không thích phóng dật. Người trí tuệ này khác với kẻ ngu. Phóng dật từ trời cho đến địa ngục, bậc trí dạy thế phóng dật như độc, kẻ ngu phóng dật đắm vui hiện tại, quả phóng dật chính về sau hối hận, quán xét phóng dật không chút lợi ích, ai bỏ phóng dật không có ưu não, phóng dật khổ lớn, không phóng dật vui. Xin nói tóm lược, hãy bỏ phóng dật, người khổ vì ái là sống phóng dật. Thích hành phóng dật không có quả vui, không sống phóng dật đến chỗ bất thoái, không sống phóng dật không có quả khổ. Những thiên chúng này vui với loài chim, chư thiên súc sinh không hề sai khác, cảnh giới thân ý tất cả đều hoại, trời người phi nhân, địa ngục ngạ quỷ, ý nghiệp đều khác, nghiệp khác cõi khác, các nghiệp đều khác. Cảnh giới cũng vậy, tất cả tạp nghiệp sinh ở cõi trời, tham đắm phóng dật chẳng biết thoái đọa, tướng chết đã đến, người phải tự biết. Cõi trời thoái đọa, chịu khổ não lớn, bị si gây hại, phóng dật lừa dối, chư thiên khát ái, đọa vào địa ngục, ham chơi tự dối, đọa vào địa ngục. Hưởng diệu lạc trời, sau chịu khổ lớn, bị tâm mê hoặc, không chán sinh tử, bị ái lừa dối, từ khổ vào khổ. Tỳ kheo nói kệ chê trách các thiên tử phóng dật, tham ái năm dục, không biết nhàm chán như lửa gặp củi, đến khi nghiệp thiện hết từ cõi trời vì ấy thoái đọa lưu chuyển theo nghiệp. Đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nếu còn nghiệp thiện khác, được sinh trong cõi người, luôn được an lạc, ăn uống đầy đủ, đất nước giàu có an vui, ngũ cốc dồi dào, hoặc được làm vua, quan là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời tam thập tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 12 của cõi này tên là Cốc Nhai Ngạn. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết người có tâm thiện, tu hành phước đức, cúng dường thức ăn cho người, đắc thiền thứ nhất, khuyên người cúng dường thức ăn, cúng xong vui mừng, khuyên người vui mừng, đó là bố thí, không sát sinh, không trộm cướp, nên khi có người đi đường thì đào giếng, khơi ngòi, cung cấp nước, vật uống nước, cung cấp chi phí đi đường, lại có người khác bảo trộm lấy để đi qua đồng trống, nếu không sẽ bị khác. Người ấy tuy biết việc chết khác, nhưng vì sợ phạm tội nên không nhận lời, không trộm tài vật, cũng không vui theo. Khuyên người không lấy, làm cho họ sống trong pháp lành, thậm chí mất mạng cũng không phạm tội, trộm cướp. Thế nào là không sát sinh? Mình không sát sinh, khuyên người không sát sinh, khinh chê việc sát sinh. Nếu trên cửa sổ, cửa đi, xà ngang có trùng nhỏ muốn đốt nhưng sợ tổn thương sinh mạng của chúng, không đóng cửa sở, cửa đi. Đó là không sát sinh, khuyên người không sát sinh, sống trong pháp lành. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên trụ xứ Cốc Nhai Ngạn ở cõi trời, tam thập tam, hưởng quả của nghiệp thiện. Nơi ấy có rừng cây tên là Tùy Thời Chi. Rừng này có các báo sáng rực như lưu ly. Xanh, trong sạch, không nhơ uế, các loài chim hót tiếng rất hay, hoa luôn nở, có các sông suối, ao hồ trang trí, hoa sen bằng lưu ly xanh, ngọn núi bằng vàng rực, sáng như màu vàng ròng, các loài chim tạp sắc vui chơi trong đó, hoặc chơi trên đất, trong nước, trên núi, trong hang núi hiểm, hót tiếng lạnh lót. Đó là do nghiệp thiện hóa sinh, hưởng quả báo của nghiệp thiện, các thiên nữ vây quanh trang sức, vòng hoa, y phục cõi trời, sắc tướng, oai đức, xinh đẹp khác thường. Họ vui chơi ca múa trong rừng ấy, nhờ nghiệp thiện, chim chóc trong rừng nói kệ. Chúng sinh tạo nghiệp lành, hưởng diệu lạc cõi trời, ai tạo nghiệp bất thiện, chịu quả khổ địa ngục, đã sinh ở cõi trời, mà có thể giác ngộ. Từ vui được quả vui, không bị ái mê hoặc, dây nghiệp trói chúng sinh, ở trong ngục ba cõi, nghiệp lực tự do chuyển, như trục quay căm xe, lưu chuyển trong ba cõi, tám phương cùng trên dưới. Gió nghiệp lực thổi động, như bụi trong hư không, do nhân duyên sinh khởi, như hoa sen xinh đẹp, sự trang sức cõi trời, đều do nghiệp thiện sinh, ví như nước trong sạch, như hư không chẳng bụi, tâm thanh tịnh như thế, đạt đến nơi an lạc, người giải thoát, ba buộc, hộ trì được năm căn, người xa lìa một pháp, hưởng diệu lạc. Cõi trời,
Người không có hổ thẹn, ác tri thức hung hăng, như độc lại như lửa. Người trí nên lánh xa, luôn luôn thích gần gũi, người chân thật hành thí, thương xót các chúng sinh. Đường này sinh cõi trời, trực tâm không du nịnh, bố thí tu thiền định, nhờ nghiệp nhân của mình, sinh lên cõi trời này. Chúng sinh ở thế gian, đều do pháp phi pháp, cứu giúp không gì hơn là thực hành chánh pháp. Người nào bỏ chánh pháp, thích tạo nghiệp bất thiện, bị ác nghiệp thiêu đốt, chịu khổ não vô cùng, đã được sinh lên trời. Nếu buông tâm phóng dật, nghiệp thiện, người ấy hết, khi đọa lạc mới biết, cứu cánh lạc thù thắng, không sinh cũng không chết, lưới chết, nhốt chúng sinh, không có nơi an lạc, tùy theo chỗ thọ lạc, tâm ái càng tăng trưởng, lửa ái thiêu chúng sinh, chịu quả khổ địa ngục, việc chư thiên không làm, là không sống phóng dật hơn độc hại, thoái đọa mất cõi trời. Lúc chim nói pháp này, tâm thiên tử tán loạn nhớ đến các thiên nữ, nên không nghe, không thọ lãnh pháp lợi ích này, tâm ý đam mê, các ái năm dục vui chơi hưởng lạc. Trong những nơi du ngoạn như ao hoa sen, họ lại đến núi, nhạo du hí, có loài chim tên hí lạc, cùng nhau vui chơi ở đó, thấy loài chim ấy, thiên tử nghĩ, lạ thay loài chim này, có đủ màu sắc âm thanh hơn các loài chim khác. Lại nghĩ, ta nên cởi chim này vui chơi trong vườn. Chư thiên vừa nghĩ như thế, thân chim liền biến ra to lớn. Thiên tử đưa tay vỗ về chim, rồi cởi chim bay lên hư không thọ lạc. Thiên tử lại nghĩ, trên lưng chim phải hóa ra ngai báo, có đủ ao hoa vườn cảnh chim chóc. Lại bay lên hư không, vui cùng thiên nữ xinh đẹp, vui chơi khắp nơi, hưởng mọi diệu lạc, nhìn khắp các trụ xứ của chư thiên. Quan sát xong, tha mái tăng trưởng gấp bội không gì sánh được. Lỡ ái làm cho sáu dục bùng cháy không thể nào điều phục được. Làm cho ái ấy là vui kỳ thật, nó là khổ lớn. Họ cởi chim bay lên hư không, nghe năm thứ âm nhạc, tiếng ca hót rất hay, không sao ví dụ được. Họ thấy tất cả các thiên tử, thiên nữ đang ở trên núi Tu Di. Vườn cảnh ao hồ hang núi rừng cây hoa sen phủ khắp và có nhiều chim chóc, mỗi trụ xứ có vô lượng. Trăm ngàn chư thiên ở, họ nhìn khắp nơi mà không biết chán các căn tham đắm năm dục. Hoan hỷ, không thỏa mãn, tâm ái, tăng trưởng, cởi chim, vui chơi một thời gian lâu, nhìn thấy sáu vạn ngọn núi của núi Tu Di. Các trụ xứ của chư thiên tạo nghiệp thiện ánh sáng của vô lượng châu báo rực rỡ trong thật thích thú. Bốn mặt núi Tu Di có bốn màu lưu ly, bạch ngân, vàng rồng, pha lê. Thiên tử này quan sát khắp núi Tu Di, cởi chim trở về chỗ ở. Về đến nơi sắc tướng rực rỡ như họ ý muốn, thiên tử lại cởi chim đến ao Ma Thời Đa. Chu vi ao này là năm do tuần, được trang trí các ao sen sắc lưu ly xanh. Chim chóc đến ao này vui chơi thọ hưởng năm dục. Với các thiên nữ giống như các loài ong, tham vị hoa, uống nước ma thâu, ăn thức ăn cam lồ, đầy đủ sắc hương vị ngon, mặc áo báo cõi trời, họ cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc đến khi nghiệp thiện hết. Từ cõi trời họ qua đời, lưu chuyển theo nghiệp, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh trong cõi người, luôn được an lạc, có nhiều xe cộ vui chơi, hoặc được làm vua quan, lại được mọi người yêu mến là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 13 của cõi này tên là Mani Tạng. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người thiện làm lợi ích cho chúng sinh, không sát sinh, trộm cướp, không dạy người làm để họ sống trong pháp lành. Tự mình không sát sinh cho đến thấy trong rượu mật có côn trùng thuộc loại thấp sinh, nếu không lọc bỏ thì không cố ý uống, không khuyên người làm, cũng không vui theo, biết nghiệp bất thiện thì không làm, thấy ai làm ác thì lánh xa không gần gũi, khuyên họ tu thiện. Đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm cướp? Nếu vào tháp miếu thấy đèn sáng, cúng tháp Phật thì không lấy đèn ấy làm việc khác, cũng không lấy tro làm mực viết. Sợ tất cả tội lỗi dù nhỏ, đó là không trộm. Lại có cách không sát sanh, không trộm cướp khác. Không sát sanh nghĩa là thấy con muỗi, con kiến cắn người thì không giết hại, tâm không nghĩ đến việc chết.
thấy ai giết thì khuyên họ thả bỏ. Nói với họ sát sinh là nghiệp bất thiện, chết sẽ đọa vào địa ngục, hoặc khuyên họ như thế để họ không làm ác, an trụ trong pháp lành. Người này tự giữ giới, khuyên người giữ giới, đem thức ăn bố thí cho người đi trong đồng trống đói khát, gặp lúc đói khát khốn khổ thì không trộm thức ăn của người khác, giảm bớt phần ăn của mình cho người nghèo cùng đói khát, thiếu lương thực trong đồng trống. Nhờ hai việc phước đức, tâm suy nghĩ và cúng dường, phước điền, thù thắng nên được quả báo lớn. Vì sao? Vì bệnh tật lớn nhất không gì hơn đói khát, thế nên bố thí thức ăn được quả báo lớn. Người giữ hai chi giới này, tự lợi, lợi tha, tâm lành, hạnh chánh, luôn sợ từng tội nhỏ, đem châu báu, cung phụng cha mẹ, hoặc đem anh lạc, cúng dường tượng Như Lai, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên trụ xứ Mani Tạng của cõi trời Tam Thập Tam. Ở đó, vị ấy thọ hưởng an lạc, thù thắng, vui hưởng năm dục. Người tạo nghiệp lành này, oai đức, sáng rực, chiếu đến 500 do tuần, ví như mặt trời mọc, chiếu khắp các ngọn núi, ánh sáng của vị này, chiếu khắp mọi nơi cũng như thế. Đất bằng, các thứ báo này đã có đầy đủ ánh sáng, nhưng khi ánh sáng của thân thiên tử chiếu thì nó càng sáng gấp trăm lần. Ánh sáng đó đủ các màu xanh vàng đỏ tía, như sắc cầu vồng cõi trời. Thân vị này càng sáng rực, trang sức lộng lẫy là nhờ nghiệp thiện. Thân sáng như ánh điện vượt hơn thiên chúng khác. Ví như trong các ngôi sao, mặt trăng sáng nhất, thân của vị trời này rực rỡ cũng vậy. Quan sát, đất báo đó được trang trí bằng các mani xen lẫn nhau, rất đều và sáng. Khắp nơi sáng rực như trăm mặt trời cùng chiếu, thấy vậy thiên tử vui mừng. Lại quan sát các nơi khác, thấy thiên nữ xinh đẹp, không sao ví dụ được. Họ trang sức lộng lẫy, thọ hưởng dục lạc, trỏi nhạc đánh đàn, ca hát lại có tiếng sinh. Địch, không hầu, các âm thanh ca hát. Có người đeo vòng hoa trời, ca múa hoặc nô đùa vui chơi với chim trong ao hoa, hoặc ăn trái cây cõi trời. Lại, hái hoa trái của cây như ý, âm thanh ca nhạc đó làm cho mọi người vui vẻ. Đến nơi thấy các thiên nữ xinh đẹp bị cảnh giới như rắn độc gây hại, thiên tử quay về phía các thiên nữ xinh đẹp. Thấy vậy, lửa dục càng thiêu đốt tâm. Thiên tử ngắm nhìn thiên nữ, thấy chồng mình sắp chết, năm tướng suy hiện ra. Các thiên nữ bỏ chồng cũ đến chỗ thiên tử này, giống như các con ong bỏ hoa héo, bay đến hoa mới. Họ trang sức vòng hoa, y phục cõi trời, đem tâm ái dục, làm vui lòng thiên tử. Thiên tử bị thoái đọa ấy, do từ vô thủy đến nay chạy theo ái dục, thấy các thiên nữ phản bội mình, đi đến người khác nên rất buồn khổ, cảm thấy như lửa dữ địa ngục A Tỳ đốt thân. Các thiên tử thấy thiên nữ phản bội mình, chạy đến người khác nên đau khổ như vậy. Từ cõi trời vị ấy qua đời vì tâm ganh ghét nên hại thân mình. Quả báo của hữu sắp hết, duyên thủ làm nhơ tâm, nên không thấy gì khác, bị đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh. Vì sao? Thấy thiên nữ phản bội mình, lại buồn khổ vì đời trước ở cõi người làm việc tà hạnh xâm phạm vợ người, nhờ tạo nghiệp lành được sinh lên cõi trời, vì xâm phạm vợ người nên gặp phải nghiệp ác này. Như vậy, trong nghiệp thiện, các nghiệp đã chín mùi, cho nên đừng tạo nghiệp ác dù nhỏ. Người nào vân giữ bảy chi giới, giới không bị thất thoát thì có quả báo khác. Ở cõi trời dạ ma bị thoái đọa thì không như vậy. Xin nói lược về quả báo đời vị lai, không cần nói rộng. Các thiên nữ trang sức lộng lẫy vội vã chạy đến chỗ thiên tử sơ sinh, đeo vòng hoa trời cho thiên tử. Hoa ấy đầy đủ sắc hương, không tàn úa. Đeo vòng hoa, thiên tử sơ sinh vui vẻ cùng gần gũi vui chơi trong vườn cây. Thiên chúng ở đây được nước trong sạch, hoa bằng lưu ly, lá bằng vàng rồng, tua bằng kim cương. Loài ong vây quanh loài ong ấy, cánh bằng vàng rồng, thân bằng lưu ly, cánh bằng bạch ngân, thân bằng vàng rồng, cánh bằng xích bảo, thân bằng tạp bảo, cánh bằng san hô. Chúng luôn vui chơi trong hoa sen không héo này. Tiếng chúng rất hay như tiếng thiên nữ.
Các loài ong này xinh đẹp như thế, thiên tử thiên nữ vào ao sen ca múa ngâm vịnh. Thọ lạc một thời gian lâu, họ lại đến vườn kim mang, hai cây che kín. Đến đó tiếng nhạc rất hay, nhìn thấy núi Tu Di sáng rực như màu dung kim, thấy các thiên tử cùng các thiên nữ tấu nhạc vui chơi. Trên núi họ trang sức vòng hoa, y phục cõi trời và anh lạc bằng vàng diêm phù đàn. Ao hoa sen, ao hoa U Bát La có đầy đủ hương vị, thiên tử thiên nữ vui chơi hưởng lạc, thiên nga vạch trời uyên ương sư tử sức mạnh đều xếp hàng xung quanh, chư thiên vui chơi hưởng lạc ở trong đó. Lại thấy thiên tử thiên nữ cùng đi trên hư không, sáng rực như đèn sáng, họ ca hát rất hay để vui chơi, rải các hoa hơm, hưởng diệu lạc cõi trời, trỗi năm thứ âm nhạc để vui chơi. Lại thấy thiên chúng uống thức ngon, cõi trời nhưng không say, nói lời hòa ái để vui chơi, tâm luôn vui vẻ. Lại thấy thiên chúng ăn thức ăn cam lồ, nhờ nghiệp thiện của mình nên được quả báo đủ hương, sắc, vị, xúc. Lại thấy thiên chúng hái hoa bảy báo, trên cây bảy báo để trang sức. Lại thấy thiên chúng hái hoa trái để ăn, hoặc ném đùa nhau để vui chơi. Lại thấy thiên chúng cởi chim trời trang sức bảy báo lẫn lộn, cởi thiên nga bay trong hư không cùng nhau vui chơi. Lại thấy thiên chúng ca hát ở trước thiên tử, các thiên nữ vui vẻ múa hát, lấy hoa sen ném nhau để sinh dục tâm, nói năng hòa nhã, cảnh giới tham ái càng tăng. Thấy các thiên chúng do nghiệp thiện hóa sinh, thiên tử mới sinh tự nghĩ: ta tuy xem được bao nhiêu việc đó, nhưng mắt không thỏa mãn, tai, mũi, lưỡi, thân không thỏa mãn với hương vị xúc thanh thân để trang sức y phục đẹp cõi trời, cũng không biết thỏa mãn, tâm luôn chạy theo các pháp ái, ta thích dục lạc, hãy hưởng diệu lạc này. Suy xét xong, thiên tử tham ái dục lạc như năm dục mà chư thiên thọ hưởng. Thiên tử bị sáu ái che tâm, lửa ái đốt xung quanh, ví như có người đi trong đồng trống vào lúc mặt trời nóng bức. Vào mùa hạ, lửa dữ bỗng phát sinh, đốt các cọ khô, cành lá cây cối trong hang núi, khắp nơi đều rực cháy, nên kinh sợ bỏ chạy, nhưng không biết trốn đâu. Lửa đó hừng hực thiêu cháy bốn bên, cùng một thế lửa đốt các khu rừng, người ấy đi đến đâu, khói lửa bốc cháy đến đó, bị lửa thiêu đốt, không sao tránh khỏi. Tất cả kẻ phàm phu ngu si ở thế gian cũng vậy, lửa ái thiêu đốt cành cây cỏ khô, giờ lên trời người tạo nghiệp bị gió ngu si kết sử thổi vào, lửa ái thiêu đốt người tu thiền quán đạt thiền thế tục, giống như cây khô lá cỏ trong núi bị lửa ái thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực dụ cho sáu ái người chạy khắp nơi, dụ cho sáu căn nhiễm đắm cảnh giới, lửa nghĩ nhớ cảnh giới hừng hực, gió mạnh thổi vào bị lửa ái thiêu đốt phá hoại trời người. Lửa đó dụ cho lửa ái, nhờ nghiệp thiện, thiên tử thọ hưởng vô lượng trăm ngàn hoang lạc. Đến khi nghiệp thiện hết, từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa, lưu chuyển theo nghiệp, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người, được sống trong đất báu, trang sức các vật báu, sinh trong nhà giàu, hoặc được làm vua quan, luôn được an lạc, được mọi người yêu mến, con cháu đông đúc, của cải dư dật là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 14 của cõi này tên là Tuyền Hành. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết chúng sinh không sát sinh, không trộm cướp, thấy ai làm thì khuyên họ đừng làm, nói nghiệp bất thiện sẽ chịu quả báo ác. Thế nào là không sát sinh? Nếu trong rau nước mà có côn trùng nhỏ thì không ăn để giữ mạng sống của chúng. Nếu không lượt nước thì không uống. Không bỏ côn trùng sau khi lượt nước trên đất khô, mà thả chúng vào lại nước để chúng an ổn không chết. Lại khuyên người khác sống trong pháp lành. Thế nào là không trộm cướp?
Không xin tâm trộm vật của người khác như rau trái, trái ambala, mía. Khuyên người không trộm, tự giữ giới. Khuyên người giữ giới, thế nào là giữ giới? Không sát sinh, trộm cướp, cho dù chết cũng không uống nước có trùng. Khuyên người đừng làm, đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm, cho dù là rau cỏ cũng không lấy. Luôn bố thí thuốc cho người bệnh để được an ổn. Không đem thuốc làm bằng trùng chết, trị bệnh. Nhờ bố thí hoàn toàn, nên cho đến khi đạt niết bàn mà phước đức không hết. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên trụ xứ tuyền hành của cõi trời Tam Thập Tam. Ở đó, nhờ nghiệp thiện nên các thiên nữ xinh đẹp đem các vật báo cung phụng, sau đó lại đến rừng, quan luân, tấu các âm nhạc. Trong rừng có nhiều loài chim tên trang nghiêm thọ. Nhờ thế lực của chim nên thiên tử muốn đến đâu thì chim bay lên hư không, rừng cây cũng chuyển theo. Nếu thiên tử ở dưới gốc cây, đi theo rừng cây, đến đâu thì nơi đó hóa ra ao sen, có đủ các loài hoa, cánh bằng lưu ly, cọng bằng vàng rồng, tua bằng bạch ngân. Trên đài, hoa có các thiên nữ ca hát rất hay, đó là do nghiệp thiện. Trong hoa sen, lưu xuất nước ma thâu, các thiên nữ uống nước ấy, các thiên nữ ngồi trên đài hoa, các thiên nữ vây quanh, cùng nhau uống nước ma thâu, thọ hưởng hoang lạc một thời gian. Họ từ hư không đi xuống, loài chim bay theo, cùng thiên nữ, lên xe U Bát La. Xe ấy rộng 2 do tuần, trong đó có 100.000 hoa U Bát La, mỗi thiên nữ ngồi trên một cánh hoa, ca múa trỗi nhạc. Lại có hoa U Bát La xanh, do ánh sáng xanh của hoa, nên sắc thân của các thiên nữ cũng có sắc xanh. Nếu ánh sáng đỏ thì thân thiên nữ có sắc đỏ, họ trang sức đẹp. Thiên tử cùng thiên nữ ngồi trên đài sen. Nhờ nghiệp thiện, các thiên nữ vây quanh ngồi trên tua hoa, tay cầm các phướng báu, sặc sỡ, ca múa vui chơi, hưởng mọi hoang lạc cõi trời một thời gian lâu. Họ bước xuống đài hoa, lên xe kê bà la. Đến sông Nhạo Kiến, hai bên bờ sông, có nhiều cây báu, cành lá xum xuê, thân cây mập mạp. Có các loài chim xinh đẹp hót tiếng bà cầu trang trí bờ sông. Chư thiên muốn gì thì dòng sông lưu xuất ra. Dòng sông ấy rất đẹp, thiên tử ca múa cùng nhau vui chơi thật thích thú. Thiên tử lại đến dòng sông ấy đó. Thấy vậy, các thiên nữ rất vui, ca múa nô đùa trỗi nhạc. Lại các thiên nữ trỗi nhạc đến chỗ thiên tử. Thấy các thiên nữ xinh đẹp, các thiên tử càng thêm say đắm, chạy đến chỗ các thiên nữ. Họ cùng các thiên nữ vui chơi trên bờ sông. Các thiên nữ đều tập hợp trỗi nhạc rất hay. Tiếng ca ấy vang khắp các núi báu trên núi Chúa Tu Di. Các thiên chúng ở đó nghe tiếng ca đều tập hợp đến, tâm ý tham đắm tiếng ca của thiên nữ. Thiên tử, thiên nữ hòa hợp nhau, không ganh ghét, cùng vui chơi, ca múa. Rồi đến vườn Du Hí, thọ hưởng vô lượng hoang lạc một thời gian dài. Đến khi nghiệp thiện hết, từ cõi trời vị ấy qua đời, lưu chuyển theo nghiệp, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người luôn được an lạc, thích tắm rửa, xoa hương bột, thích hoa sen, hoa U Bát La, hoa câu mâu đầu, hoa câu ca na đà, thông minh chất trật, thích chánh pháp, hoặc làm vua quan trưởng giả, coi giữ, thành chính, hoặc làm thầy, cuộc sống hạnh phúc là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 15 của cõi này tên là Kim Điện, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng thiên nhãn, trí tuệ quan sát, thấy người giữ các giới không sát sinh, trộm cướp. Thế nào là không sát sinh? Nếu thấy kẻ oán địch đến hại mình hoặc người khác xâm phạm vợ mình, dù bắt được nhưng không đánh đập, không gây hại, thả cho họ chạy thoát, hòa nhã khuyên nhủ, hoặc thấy người hại kẻ oan gia của mình, lại đem tiền chuộc mạng để kẻ ấy thoát chết, hoặc có kẻ xấu ác với mình, bắt được nhưng thả họ đi không gây hại, kẻ ác ấy lại đến nhà để xâm hại, dù bắt được nhưng lại thả đi không gây hại, đó là vì giữ gìn giới đức, sợ nghiệp quả. Thấy kẻ oan gia cầm dao muốn giết người, liền bảo vệ người ấy để họ thoát chết, đó là vì sợ việc phá giới, thà bỏ thân mạng mình chứ không gây hại người, đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm cướp? Không trộm cướp có nhiều cách. Người giữ giới này rất lo sợ dù là tội nhỏ,
sợ nghiệp quả nên không tạo nghiệp ác, thực hành nghiệp thiện. Có người giữ giới không trộm nên rất sợ tội lỗi dù nhỏ như vi trần. Đến những chỗ như chùa tháp vườn cảnh, nơi tụng kinh thanh tịnh, nơi kinh hành, bên bờ sông, không hề lấy vật của người khác, không cố ý lấy giày dép của người. Người ta không cho thì không dùng, đó là vì hộ trì giới cấm. Dù ban ngày hay ban đêm cũng không sinh tâm trộm cướp, đó gọi là không trộm cướp. Thế nào là người giữ giới? Là người bỏ các pháp bất tịnh, không đáng yêu, không vui theo bất thiện, giữ giới thanh tịnh, được người thiện yêu mến, chân thật, không hư dối. Người giữ giới này được sinh lên cõi trời, nhất định đạt niết bàn, tùy tâm nguyện, thành tựu quả chánh đẳng giác. Người giữ giới này hoặc đi trong đồng trống, hoặc đi một mình, đi với bạn, đi trên đường, ở chỗ hiểm nạn, thấy thú ác mang con, nhưng vì cơn đói dằn vặt nên muốn ăn con mình. Thấy vậy, người này bỏ thân mạng mình cho thú ác, ăn để nó, không ăn con của nó. Người giữ giới này vì thương yêu chúng sinh, muốn kéo dài mạng sống của chúng nên bỏ thân mạng mình, hiếu dưỡng cha mẹ. Thế nào là bố thí? Người giữ giới dù nghèo, cùng khốn khổ tần tảo tìm cái ăn, thuận pháp giữ giới, thấy sa môn tu định diệt tận. Sau khi xuất định, vị ấy đến nhà khất thực, người ấy giảm bớt phần ăn của vợ con mình, cúng dường cho tỳ kheo ấy một ít thức ăn, tự nhịn ăn một bữa, thấy vị ấy ăn rồi sinh tâm hoan hỷ. Lại dạy người khác không sát sinh, không trộm cướp, sinh trong pháp lành, thấy họ làm được tâm sinh hoan hỷ. Người giữ giới này nhờ tự lợi tha, nên sau khi qua đời được sinh lên cõi trời tam thập tam, giống như hương thơm tỏa ngát trong điện vàng. Sau khi sinh lên cõi trời, người tạo nghiệp lành thọ hưởng an lạc, điện bằng vàng ròng, trang trí các vật báo. Thấy vậy, đế thích, sinh tâm thán phục, tha hồ, thọ lạc, nói kệ. Nghiệp lành quả lành, niềm vui thường diệu, chư thiên thọ hưởng là do nghiệp trước có xe bốn bánh, voi ngựa kéo đi. Trí tuệ là móc, xe sáng như nhật, quả lành giữ giới, được sinh lên trời, thương yêu chúng sinh như mẹ yêu con. Người có từ bi, lên được cõi trời, người sống từ bi, lợi ích chúng sinh, luôn được cúng dường, sau sinh lên trời, thương yêu hành hóa, lợi ích chúng sinh. Người này như trời, chư thiên kính ngưỡng, người sống từ bi, đẹp như mặt trăng, che chở chúng sinh, xa lìa ưu não, thế nên khuyến khích, tu tập cầu vui. Nói kệ xong, đế thích vào xe vàng, ngồi tòa êm ái được trang trí nhiều hình sắc, các thiên chúng cũng ngồi ở đó, các thiên nữ vây quanh, họ vui chơi thọ hưởng diệu lạc một thời gian dài, trang sức, sắc thân xinh đẹp. Khi ấy đế thích bước xuống xe, đến rừng nhất thiết lạc, trăm ngàn thiên chúng vây quanh tấu các kỹ nhạc, âm thanh tuyệt diệu. Bấy giờ thiên chúng phóng ánh sáng lớn, đi theo đế thích. Họ nhìn thấy, có nơi vui chơi cách đó không xa, có vô lượng ánh sáng rực rỡ, cây bằng vàng, lưu ly sáng rực. Nơi ấy được trang trí đủ thứ thật không sao nói hết được. Nay chỉ nói một phần nhỏ, ví như bảy mặt trăng cùng mọc, ánh sáng khu rừng ấy cũng vậy. Ánh sáng ấy có các màu sắc xanh, vàng, đỏ tía. Khu rừng này ánh sáng rực rỡ, dùng để trang trí nơi vui chơi. Thấy vậy, đế thích hỏi các thiên chúng. Các người có thấy nơi vui chơi với nhiều hoang lạc, vườn rừng trang trí không? Đáp, thưa có thấy. Đế thích nói với thiên chúng. Trong đời quá khứ, thiên vương đảnh sinh cùng đế thích ở trong rừng này, ngồi chung một tòa vui chơi thọ lạc, có vô lượng thiên nữ vây quanh. Thiên vương là vua trong bốn cõi. Bấy giờ, nhị thiên vương hưởng vô lượng trăm ngàn vạn ức hoang lạc. Năm dục vẫn không biết thỏa mãn nên bị thoái đọa. Nhờ nghiệp thiện, đảnh sinh, vương được vào rừng này, oai đức, sáng rỡ, tuấn tú, tự tại. Giờ đây ta sẽ nói, các ông hãy lắng nghe. Vào đời quá khứ, có đảnh sinh vương làm vua trong bốn cõi, không dùng dao gậy, cũng không dùng hình phạt, dục vọng, dãy đầy. Nhờ nghiệp thiện đời trước nên sinh lên cõi trời này, thân hình vị ấy sáng rực, gấp 10 lần núi Tu Di. Tất cả ánh sáng, gặp ánh sáng ấy đều diệt mất, không hiển hiện. Thấy đảnh sinh vương, tứ thiên vương ra nghênh đón thưa, vi diệu thay đại vương, ông đến đây, tôi xin nghinh tiếp đại vương, cung cấp mọi thứ cần dùng. Nhận phẩm vật xong, đảnh sinh vương lên cõi trời tam thập tam. Đảnh sinh vương ở trong cõi này oai đức rực rỡ như ánh sáng mặt trời, tối thắng trong cõi người.
Khi ấy, bốn vị trời hộ thế, tự thấy mình ánh sáng không hiển hiện, lấy làm lạ. Nói với chư thiên, đảnh xin vương, đến cõi trời tam thập tam này, hay là do sức oai đức của ông thân ông, hay là uy lực của xe, chẳng phải oai lực của vị trời khác, cũng không phải oai lực của người khác. Các ngươi đừng lo sợ, người này thuận theo chánh pháp, làm vua chuyển luân. Hộ thế vừa nói xong, đảnh sinh vương đến cõi trời tam thập tam, đang vui chơi thọ lạc, thấy đảnh sinh vương đế thích, liền chia nửa tòa, mời vị ấy ngồi. Đảnh sinh vương và đế thích ngồi chung một tòa, hai vua thọ hưởng hoang lạc một thời gian dài, đến khi nghiệp thiện hết, họ bị thoái đọa. Các nơi vui chơi ở cõi trời tam thập tam, không nơi nào sánh bằng rừng nhất thiết lạc, rừng ấy xinh đẹp, trang trí vô lượng bảo vật, sáng rỡ như mặt trời. Nói xong, đế thích cùng trăm ngàn thiên nữ vây quanh vào rừng nhất thiết lạc. Vào rừng rồi, thiên tử thiên nữ vui chơi thọ lạc, ăn thức ăn cam lồ, ăn uống xong họ lên bảo điện. Điện ấy sáng rực, nguy nga, lộng lẫy như ánh sáng mặt trời. Họ trỗi các âm nhạc trở về thiện pháp đường. Đế thích đi rồi, chư thiên ở chốn cũ thọ hưởng năm dục lạc, đến khi nghiệp thiện hết, họ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu được sinh trong cõi người, luôn được gặp thời an ổn, không gặp lúc đau binh. Sinh trong nước tốt đẹp, đầy đủ vườn rừng và lúa mía hoa quả, là nơi giàu có, luôn gặp chánh pháp, hoặc được làm vua, quan, được mọi người yêu mến, khôi ngô tuấn tú, đầy đủ các căn, con cháu đông đúc, là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời tam thập tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 16 của cõi này tên là Mang Ảnh. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết chúng sinh với tâm thiện, thực hành nghiệp thiện, không sát sinh, không trộm cướp. Thế nào là không sát sinh, không trộm cướp? Có mấy loại không sát sinh, trộm cướp? Không sát sinh là tự mình không giết hại sinh mạng, không bắt, không bán các loại cá, rùa, ngọc trai, sò. Thấy người giết hại thì khuyên họ giữ giới, thấy người làm không vui theo, khuyên bảo họ để họ sinh trong pháp lành. Đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm cướp? Người lành giữ giới bằng tâm thanh tịnh, trực tâm, không có tâm tham lam, không ngửi hương thơm nơi tháp miếu, phòng tăng đốt hương không tìm cách đem hương ấy ướp vào áo. Nếu mũi ngửi được hương ấy thì không sinh tâm tham đắm. Đó là sự vi tế của giới, không trộm cướp. Thấy người khác làm, khuyên họ đừng làm, để họ sống trong pháp lành. Chúng sinh tự lợi, lợi tha ấy, dùng những tâm gì lợi ích cho chúng sinh. Thấy người giết hại sinh mạng, giống như giết con mình, quan sát các loài trùng cũng như vậy. Còn khuyên người, dạy người khác để họ sống trong pháp lành. Thế nào là bố thí? Người nghèo, khổ, dù lam lũ, làm việc được tài vật, lại đem bố thí, thấy người giữ giới tu hành, người chứng thiền thứ nhất, liền chia một nửa phần ăn của mình cho họ, còn khuyên người bố thí. Người tự lợi lợi tha này, sau khi qua đời, được sinh lên cõi trời Mang Ảnh. Cõi ấy có cây tên Mang Ảnh, vòng ánh sáng của nó chiếu khắp vườn rừng. Hương thơm của cây này, xông khắp một do tuần, thơm hơn hương của các loài hoa khác. Hoa ấy nhỏ dài, chỉ một hoa là làm đủ một vòng hoa trang sức trên đầu. Hoa ấy có nhiều màu sắc xanh vàng, đỏ trắng lẫn lộn, xum xuê tươi tốt. Họ ở trong rừng thọ hưởng năm dục, trỗi âm nhạc, đủ các dục lạc. Họ muốn gì được nấy, thọ hưởng vô lượng sự khác lạ. Nhờ nghiệp thiện nên có được tất cả. Trong rừng ấy có ao hoa sen, tên là Tạp Hoa. Do sức mạnh mọc ra các hoa sen, hoa luôn nở, có các loài ong màu sắc bảy báu ở trong ao sen, kêu tiếng rất hay. Nghe tiếng ong, thiên tử thiên nữ rất vui mừng, nói với nhau. Lạ thay, loài ong này kêu tiếng hay, lại có loài thiên nga dùng cánh quạt ao hoa, làm cho hoa nở rộ. Màu sắc hoàng kim, che khắp mặt ao, loài vị trời thấy vậy, vui vẻ chạy đến kêu tiếng rất hay. Trong ao lại có nhiều loại chim, vì tâm vui vẻ, thiên tử thiên nữ bỏ các âm nhạc đến chỗ loài chim vui chơi hưởng lạc. Họ lại đến các
các dãy cung điện, nơi vui chơi, trụ cung điện bằng bảy báo, trang trí vàng bạc, lưu ly, xà cừ, pha lê. Ở đó có các thiên nữ vui chơi hưởng lạc, trang sức, vật báu trời, xoa thân bằng hương bột chiên đàn. Họ cùng nhau vui chơi, không ganh ghét, luôn yêu mến nhau, không có tâm đố kỵ, hưởng quả báo của tự nghiệp. Do những loại nghiệp khác nhau nên sinh ở những nơi khác nhau, chịu quả báo của tự nghiệp, vui chơi thọ lạc họ lại đến cây như ý. Cây ấy có sức mạnh mà chư thiên muốn gì được nấy. Trong rừng này có dòng sông đầy đủ thức ăn thơm ngon đẹp. Họ vui mừng, nô đùa trong sông, ăn thức ăn cam lồ, ăn uống xong, họ càng vui vẻ lại đến rừng hoa sen xanh. Hoa ấy có đủ sắc, hương vị. Trong lá, hoa lưu xuất ra, thức uống ngọt ngon, giống như xác rượu, tiết ra rượu. Màu sắc, trong xanh như phân đà lợi vàng, lưu xuất ra nước uống sắc vàng. Hoa màu lưu ly, lưu xuất thức uống sắc lưu ly. Hoa màu pha lê lưu xuất thức uống sắc pha lê. Hoa màu sa cừ lưu xuất thức uống sắc sa cừ. Hoa tạp sắc lưu xuất thức uống tạp sắc. Hoa lá tạp sắc cộng bằng lưu ly, tua bằng kim cương. Từ hoa lưu xuất đủ các thức uống mùi vị rất thơm ngon. Uống xong, chư thiên lại đến rừng nhất thiết quán. Đến đây, họ sẽ thấy được tất cả các trụ xứ của cõi trời, tam thập tam, rừng nhất thiết quán. Trông thật đáng yêu. Trong rừng này có ao sen tên Phổ Lưu, rộng 30 dặm. Nước sông trong lặng tràn đầy như màu lưu ly. Các loài thiên nga, vịt trời, uyên ương vây quanh ở đó. Tất cả các loài chim đều có màu hoàng kim, lưng bằng bảy báo, chân bằng san hô, mắt bằng xích bảo, trang trí tạp bảo. Chúng kêu rất hay, vui chơi nhảy múa. Khi ấy các thiên nữ đến nơi vui chơi, nơi ấy có chim sắc hoàng kim hót tiếng rất hay. Thiên tử lên xe vàng, xe ấy sáng rực như màu dung kim. Họ nói với nhau: chúng ta thấy những nơi vui chơi của chư thiên làm cho ánh sáng trên thân của thiên chúng càng vàng rực gấp bội. Họ ở đấy vui chơi, thọ hưởng năm dục, tham ái cảnh giới không thỏa mãn. Như thêm củi vào lửa, lửa càng bốc cao, chư thiên tham ái, sắc thanh, hương vị xúc, cũng thế không biết nhàm chán. Họ ở cõi trời thọ hưởng năm dục lạc đến khi nghiệp thiện hết, bị thoái đọa, lưu chuyển theo nghiệp, bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác, được sinh trong cõi người, luôn thọ hưởng an lạc, trang sức vòng hoa, xoa thân bằng hương bột, tâm luôn hoan hỷ. Hoặc được làm vua quan có nhiều của báu, được mọi người yêu mến, không có giặc oán, cũng không bệnh lo, là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời tam thập tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 17 của cõi này, tên là Nhu Nhuyến. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết người giữ giới các giới không sát sinh, trộm cướp nên được sinh lên cõi này. Thế nào là không sát sinh? Có chúng sanh tham tài lợi, buôn lung theo năm dục, giết rắn độc để lấy châu báu nuôi mạng sống. Người giữ giới không làm việc này, đó là không sát sinh. Còn dạy người khác không sát sinh, cho dù là chúng sinh nhỏ như mũi, kiến cũng không cố ý giết. Thế nào là không trộm cắp? Không dùng tâm trộm lấy đất đai của người, cho dù là vật nhỏ cũng không cố ý lấy. Ngay những sách vở ghi chép của người cũng không sao chép lén để dùng. Đó là không trộm. Thế nào là bố thí? Người giữ giới dù nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng không có tâm tham lam, giảm tài vật của mình để cúng thức ăn, y phục, đồ nằm, thuốc thang và vật nuôi sắm cho người chứng thiền thứ nhất. Sửa sang đất chùa cho bằng phẳng để chúng tăng đi lại an ổn không tai nạn. Tự mình làm việc bố thí đó, còn làm cho người khác sống trong pháp lành, khuyên người bỏ nghiệp ác, người giữ giới không sát sinh, trộm cướp, tự lợi, lợi tha. Nhờ thế sau khi qua đời được sinh lên cõi trời tam thập tam, ở đây vị ấy thọ hưởng diệu lạc, đất ấy được trải lụa mềm, mịn trơn láng, chư thiên bước đi, thảm lụa lên xuống theo từng bước chân. Khi đặt chân xuống thì thảm lụa lún xuống, lúc cất chân lên thì thảm lụa bằng phẳng.
ví như gió lớn thổi. Mặt nước nổi sóng nhấp nhô, cao thấp không chừng mực, gió ngần thì mặt nước bằng phẳng. Đất ấy mềm mịn cũng thế, đất ấy sạch sẽ như gương sáng. Nếu có người thợ hoặc học trò của người thợ giỏi mài gương, mài giũa sáng sạch, soi thấy các tượng, nếu ai đó chẻ sợi lông thành trăm phần thì gương ấy cũng soi thấy hết. Đất ấy soi thấy toàn thân của chư thiên cũng thế. Gương sáng kia trong sạch không tì vết thì đất ấy cũng trong sạch như thế. Đất ấy lại sinh ra những việc hy hữu. Nếu các thiên nữ muốn vui chơi cùng thiên tử thì thiên tử liền thấy chữ viết của họ ở đất ấy, liền cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc. Đất ấy lại có việc hy hữu, chư thiên cần gì mặt đất sinh ra, vì ấy thọ hưởng diệu lạc ở trụ xứ nhu nhuyến thuộc cõi trời tam thập tam. Họ lại đến nơi vui chơi, nơi đó có vườn lớn tên Ma Thâu Ca, treo đầy lưới linh được trang trí bằng vô lượng cây báu. Trong rừng ấy có các loài chim, đầy đủ hoa trái, trỗi năm thứ âm nhạc, vui chơi hưởng lạc, năm căn thọ hưởng, quả báo lạc. Cõi đó lại có khu rừng tên Bà La. Khi các thiên tử vào rừng này vui chơi thì cây cối nhỏ đi, làm cho các thiên tử hái trái dễ dàng. Rừng ấy được làm bằng bảy báu, sáng rực như mặt trời mới mọc, có vô lượng hoa trái sặc sỡ, nhiều loài chim đẹp, hót tiếng rất hay. Họ ở trong rừng này thọ hưởng sáu dục lạc, ca múa vui chơi. Bỏ nơi này, họ đến ngọn núi vui chơi tên là Cao Tụ. Đến đó, họ cùng các thiên nữ xinh đẹp ca múa vui chơi lên đỉnh Cao Tụ. Núi này rộng 10 do tuần, đỉnh núi có ao hoa lớn tên là Quang Minh, trong ao có đầy các loài hoa bằng bảy báo như hoa câu mâu đà, câu la na đà, u bác la xanh, nước ao trong sạch. Có các loài thiên nga vịt trời, uyên ương, kêu tiếng rất hay, thật đáng yêu. Thiên tử thiên nữ vây quanh ao hoa, ca múa vui chơi, uống nước ngon. Nhưng không say, họ tha hồ ăn trái xấu vị, nước trái thơm ngon uống hoài không hết. Thiên tử thiên nữ cùng nhau uống nước, ở nơi khác cũng có các thiên nữ cùng thiên tử ca múa vui chơi, tấu nhạc đánh đàn, thổi ống tiêu. Địch không hầu, mặc tình, thọ hưởng dục lạc. Họ vây quanh ao hoa thọ hưởng diệu lạc một thời gian dài, ở đó lại có ao hoa tên là Nhất Thiết Ý Lạc. Họ trang sức vòng hoa trời, xoa thân bằng hương chiên đàn, rải hương bột, thân phóng ánh sáng do sức tạo nghiệp thượng trung hạ và tùy tâm yêu thích mà họ có được ba loại quả báo tương xứng với nghiệp. Nhờ tạo nghiệp như vậy thì thọ quả báo như vậy, nhãn thức tiếp xúc với sắc sinh tâm vui mừng. Vì sao? Vì nếu người tạo ra ba nghiệp thì nhìn thấy tất cả cảnh sắc đều là sắc bậc hạ, do một duyên mà người ấy thấy sắc bậc hạ. Nếu tạo nghiệp bậc trung thì thấy sắc bậc trung, sinh tâm vui bậc trung. Nếu tạo nghiệp bậc thượng thì thấy được vô lượng sắc đẹp, hình tướng đoan nghiêm. Tất cả thanh hương vị xúc cũng vậy, tất cả sắc trần của cõi trời dục giới đều như vậy. Nếu không thì ba loại quả báo đó không tành tụ. Nên biết có ba loại nghiệp để đạt sắc đẹp xinh xắn, thiên nữ xinh đẹp, các thiên chúng vui chơi thọ lạc ở rừng Nhất Thiết Ý Lạc. Họ tham đắm sắc thanh hương vị xúc không biết nhàm chán. Quán xét xong, tỳ kheo nói kệ: kiếp tận trời nóng, biển lớn khô cạn, trăm ngàn ức kiếp tham ái không dừng. Nước mưa rơi xuống biển mới tràn đầy, biển tham dục này, ái sắc không chán. Nhớ nghĩ các lạc, dục không thỏa mãn, nếu lìa u ái, tâm dục sẽ dừng. Lạc sinh từ dục, người trí không thích, niềm vui lìa dục là vui tối thắng. Hoang lạc tham ái, như nước lẫn độc, ai lìa ái dục, như sữa hòa nước. Dục đốt kẻ si, đuôi mù không biết, như mạng la đa.
Sau núi ăn cây, ức niệm ái dục, không thể đếm được, nghĩ mãi không chán, bị vua chết buộc, không bị dục sai, không trụ cảnh xa ái. Là người an vui, Như Lai dậy thế, như nằm mộng thấy, thành các thác bà, hư giả không bền, các dục lừa dối, như huyễn bọt nước, quả im ba la, dục làm suy tổn, như lửa đốt người, ai biết lỗi dục, không tham quả say, thấy được thực đế, lìa hẳn ái não, các dục như độc, chưa được thì nhớ, được tự gây khổ, các ác bừng cháy, dục không thỏa mãn, thiên lạc mất hết, đọa vào địa ngục, do dục lừa dối, dục như con sóng, như điện như đèn, nữ dục như độc, như cá bơi tròn, suy xét thêm nhiều, như lửa thêm củi. Trước sau không an, người trí vứt bỏ, ai mà gần gũi, dần dần tăng thêm, như chạm lửa dữ, dục chịu quả khổ, biết lỗi dục ấy, người trí xả bỏ, những người lìa dục, đạt vui niết bàn, vô số vô lượng, ngàn muôn chư thiên, tham dục đọa lạc, chịu khổ địa ngục, dục lửa dao độc, tìm vui, hãy bỏ, dục nhân địa ngục, luôn luôn xả bỏ, chưa bao giờ thấy, không sống với dục, không bị dục sai, không có khổ não, vì thế bỏ dục, đừng nghĩ nhớ đến, tất cả các dục đều như lửa hần. Tỳ kheo quan sát các thiên tử bị dục sai khiến nên nói kệ chê trách, chư thiên phóng dật đó lại đến vườn nhất thiết ý lạc trỗi nhạc, cùng thiên nữ xinh đẹp vào rừng ca hát tự vui. Rừng ấy có vô số ao hồ cảnh sắc, mọi nơi đều đẹp, nhãn căn thọ hưởng sắc dục như thế, lại tha hồ nghe những âm thanh đáng yêu, mũi ngửi đủ các hương thơm vừa ý, lưỡi nếm đủ các vị ngon lạ. Họ muốn gì đều được cả, tùy ý muốn mà tiếp xúc đủ các loại. Thân tâm vui vẻ thọ hưởng các pháp vui theo ý muốn, các thiên chúng ấy bị ái dục che lấp, buông lung, vui chơi, thọ hưởng năm dục lạc theo ý muốn. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy qua đời bị đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh, nếu sinh trong cõi người, luôn được an lạc, lại ham thích vòng hoa, hương xoa hương bột, có nhiều của cải, tâm ngay thẳng, chân thật, mọi người đều thích. Nhìn, tin lời nói, ai cũng yêu mến, đầy đủ vợ con, hành đúng lễ nghĩa, không mất nghi thức, vua giặc nước lửa, không thể xâm đoạt tài vật của mình. Được vua ban thưởng, sinh trong dòng hào phú là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 18 của cõi này tên là Tạp Trang Nghiêm. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người giữ các giới không sát sinh, trộm cướp, lại dạy cho người khác để họ sống trong pháp lành. Thế nào là không sát sinh? Mình không giết hại, không dạy người giết hại, không vui theo, cũng không gần gũi kẻ giết hại, không hề nói năng giao tiếp với họ, lại còn có cách không sát sinh khác. Nếu có chúng sinh dùng tiếng ca, tiếng đàn không hầu, tiêu, địch, dối gạt cầm thú, làm cho chúng rơi vào lưới bẫy, thì người giữ giới không làm việc đó, còn dạy người khác để họ không giết hại. Nếu thấy ai giết hại thì mua chuộc để chúng thoát chết, tâm không nghĩ việc giết hại, đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm? Có người lừa dối buôn bán để tìm tài vật, làm việc trộm cướp trái pháp. Thế nào là lừa dối? Hoặc đem cát vụn trộn với vật khác rồi cân bán. Người giữ giới thấy việc phi pháp đó thì khuyên họ đừng làm, tìm cách khuyên dạy họ đừng vì bạn ác, vợ con, bản thân mà trộm cướp tài vật. Nếu làm việc trộm cướp thì sau khi qua đời sẽ đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh. Quả báo của trộm cướp là chịu khổ não lớn. Người ấy tự mình không làm ác còn khuyên người khác để họ bỏ pháp ác, dù duyên đến
cũng bỏ không lấy. Người ấy tự lợi lợi tha, thế nào là bố thí, hoặc vào biển lớn, qua vùng khoáng, giả để tìm tài vật, hoặc làm thuê cho người để cầu tài vật mà bố thí. Thấy người nghèo khổ thì sinh tâm, kính trọng vui vẻ bố thí, hoặc đem vật này bố thí cho người chứng thiền thứ hai, người nghèo khổ, đó gọi là bố thí. Thế nào là không sát sinh? Nếu thấy những thợ săn dùng lưới bắt chim hoặc có người bắt cá, thì đem tài vật chuộc mạng để chúng thoát chết, suy nghĩ hoan hỷ vô cùng, còn khuyên người khác chuộc sinh mạng và vui với việc ấy. Mình làm nghiệp lành, luôn nguyện tu tập, lại còn khuyên người thực hành nghiệp thiện. Người thiện không sát sinh, trộm cướp, tự lợi lợi tha, giữ hai giới ấy tạo lợi ích cho mình và người sau khi qua đời vị ấy, sinh lên những tòa nhà ở điện trang nghiêm của cõi trời Tam Thập Tam. Sau khi sinh lên cõi trời, vị ấy trang sức đủ các loại mani sáng rực, thân thể sáng rỡ đủ các y phục. Các thiên nữ xinh đẹp đứng hầu ở sau, thiên tử mới sinh nghĩ, do những nghiệp gì ta được sinh lên cõi này, tự nhớ đời trước, nhờ tu nghiệp lành, nên sinh lên cõi trời này, tự khen rằng hay thay, nghiệp thiện, ta nhờ tu hành mà được sinh lên cõi này. Thiên tử suy nghĩ, biết do nghiệp thiện mới nghe tiếng nhạc, tiếng ca của thiên nữ, khắp nơi núi rừng, cung điện đều vang tiếng hay, cầm thú nhảy múa, nghe tiếng hát này, hưởng hoan lạc vô cùng. Vừa nghe tiếng ca, tâm sinh tham đắm, đó là nhân duyên thứ nhất sinh ra dục. Đã tham tiếng hay, lại muốn nhìn sắc đẹp, vị ấy đưa mắt nhìn quanh, thấy vô lượng sắc tướng của thiên nữ xinh đẹp không sao ví dụ được. Vị ấy nghĩ, đây là thiên nữ nào, thuộc sở hữu của ai? Nghĩ thế, tâm dục sinh khởi. Khi ấy, thiên nữ nói kệ, tất cả nhân duyên dục, ta là nhân số một, ta cung phụng thiên tử, vui chơi thọ hoan lạc. Đã nghe tiếng ca, thấy sắc đẹp, thiên tử liền xoay người lại, đi đến bên cạnh thiên nữ, muốn thọ hưởng hoan lạc của sự tiếp xúc. Đó là nhân duyên thứ hai, sinh ra dục. Lại có nhân duyên thứ ba, sinh ra dục. Tâm say khiến các căn, tham đắm, cảnh giới, tự do, duyên theo. Thiên tử tiếp xúc với thiên nữ bằng tâm dục. Thiên nữ cũng dùng thân gần gũi thiên tử. Lại có nhân duyên thứ tư sinh ra dục, có vô lượng hương thơm tuyệt diệu không sao ví dụ được. Thiên tử quan sát hương ấy từ đâu bay đến, liền biết hương ấy từ thiên nữ tỏa ra. Với tâm dục, thiên tử bồng thiên nữ ngửi hương tuyệt diệu đó. Tâm luôn yêu thích bốn cảnh giới này. Khi ấy, thiên nữ cung phụng các thức ăn uống cam lồ cho thiên tử. Đó là nhân duyên thứ năm sinh ra dục. Cứ thế có vô lượng nhân duyên sinh ra dục không sao ví dụ được. Cảnh giới năm dục đó là hoan lạc ban đầu của cõi trời. Thiên tử thọ nhận lạc báo của cõi trời như thế. Lúc mới sinh, thiên tử đã nhớ được túc mạng, vì tham đắm dục lạc nên đã quên hết. Thiên tử lại đến với thiên nữ bằng tâm dục. Thiên nữ cùng đến chỗ thiên tử ca múa vui chơi, lời lẽ êm ái vui vẻ thọ lạc. Họ lại đến vườn rừng, ao hoa, các thiên nữ trang sức đủ loại. Cùng các thiên tử đến rừng nhất thiết quán ý lạc và đến nơi vui chơi nhất thiết kiến lâm, nhất thiết địa thiên. Cây cối ở rừng ấy có đủ thứ như ý muốn, được trang trí đủ cách, cây vàng lá bạc, càng xích bảo, trái pha lê đủ sắc hương vị. Rừng ấy có vô lượng cây như thế. Lại có rừng khác dùng để trang trí, cây lu ly, cành vàng rồng, lá xích bảo, trái bạch ngân xen lẫn xà cừ. Lại có loại cây khác, cứ một khỉu tay là một vật báo trang trí như vàng, bạc, xích bảo, lu ly, xà cừ. Lại có cây cứ một khỉu tay làm bằng một loại báo đầy đủ hoa trái, hoa trời xinh đẹp. Hoa ấy có đủ sắc hương, hương hoa xông khắp sáu do tuần, các loài ong tạp, sắc hút, mật hoa. Rừng nhất thiết kiến ý lạc có cây cối trang trí như thế, do các nghiệp lành mà thọ hưởng quả báo này. Lại có hoa sen đẹp cộng bằng lưu ly, lá bằng vàng rồng, tua bằng xích bảo, có ong
bằng nhân đà xanh trang trí. Tiếng chúng rất hay, nghe tiếng ấy, chư thiên vui mừng. Rừng ấy có các hàng cây xanh, vàng, đỏ tía, như người Diêm Phù Đề xem ánh điện, thì rừng này cũng vậy, hàng lối xinh đẹp. Lại có sông ao trang trí vườn rừng. Thiên tử thấy rừng có đủ các công đức như vậy, tâm rất vui mừng, cùng các thiên nữ đến rừng ấy. Thấy vậy, chư thiên khác biết thiên tử mới sinh, đến chỗ của họ nên cùng ra nghênh đón, thăm hỏi nhau, khen ngợi nhau, vui chơi thọ lạc, tấu kỹ nhạc, vui chơi trong các rừng ao sen, thọ hưởng năm dục lạc ở rừng Nhất Thiết Kiến một thời gian lâu. Họ rời rừng ấy, đến nơi vui chơi khác, nơi ấy có các lan can bao quanh, lương lưu xuất ra, thức uống ngon, cung điện bằng bảy báu, dân hàng như rừng cây, đất bằng vàng ròng, có các loài chim hót, tiếng rất hay, nhảy múa vui chơi, tiếng nước chảy róc rách, dòng sông ăn uống có đủ sắc hương vị. Thiên tử vào đó vui chơi, hưởng năm dục lạc, cùng các thiên nữ xinh đẹp, hưởng nghiệp thiện cõi trời, trải qua một thời gian lâu. Vì tâm phóng dật nên họ không hay biết thiên tử thọ năm dục lạc đến khi nghiệp thiện hết, bị thoái đọa. Vì phóng dật che lấp tâm nên không quan sát sự thoái đọa, bị tâm ái làm mê hoặc, lửa dục đốt thiêu, tâm tham dục lạc vẫn không hay biết. Nếu tướng suy hiện thì lo sợ, thấy được sự vô thường biến đổi, nhất định bị thoái đọa, lúc đó mới hay biết. Thiên tử ấy mãi mê buông lung, đến khi nghiệp thiện hết rồi, qua đời, bị đọa lạc, lưu chuyển theo nghiệp, bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác, được sinh trong cõi người, thọ hưởng hoan lạc, thượng diệu, đầy đủ vật báo, ngay thẳng, không vua nịnh, sinh vào nơi đô thị, biết việc tà chính, biết pháp, phi pháp, biết được tất cả nơi người làm lành, thuận theo chánh pháp, biết báo đáp ơn đức mà sinh vào, được mọi người thích nhìn, già trẻ đều yêu kính, không bệnh khổ, khôi ngô, tuấn tú, có sức mạnh, không lo sợ, an ủi mọi người, đầy đủ vợ con, vua, giặc. Nước lửa không thể xâm đoạt tài vật mình là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 19 của cõi này tên là Như Ý. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh dùng tâm chánh kiến, tin quả báo của nghiệp, sống vững chãi trong chánh kiến, tâm chân thật, không gây khổ chúng sinh, hiếu dưỡng cha mẹ, thuận pháp tu hành, không biến nhát, cung kính tam bảo, Phật pháp tăng, không sát sinh trộm cướp, không dạy người làm, cũng không tùy hỷ, thấy người khác làm thì khuyên họ đừng làm, nói nghiệp quả cho chúng sinh để họ sống trong pháp lành, không sát sinh trộm cướp, nếu ai không giữ giới thì khuyên họ giữ giới, người đã giữ giới thì khuyên họ sống vững trong giới, người tự lợi lợi tha, này sau khi qua đời sinh lên cõi trời, trời Tam Thập Tam thuộc đường lành. Thế nào là không sát sinh? Có người biết những chúng sinh khác như kiến muỗi thì không cố ý giết chúng, đó là không sát sinh. Có người đặt lưới bẫy hầm hố giết hại cù đà, chuột, con, do, thỏ thì khuyên họ đừng làm. Có người tìm phương cách độc ác như giăng lưới, đặt bẫy săn bắn chim thú và những dụng cụ giết hại khác để giăng bắt chúng sinh, làm cho chúng chết thì người giữ giới này khuyên họ thả đi, đó là không sát sinh, làm cho chúng sinh sống trong pháp lành. Thế nào là không trộm? Cho dù cỏ cây cũng không sinh tâm trộm, thấy người trộm thì khuyên họ đừng làm. Lại có người sống trái pháp, cúng dường âm nhạc nơi tháp Phật tinh xá, có người lại ca múa vui chơi trong đó, hoặc cùng người nữ ca múa vui đùa, hoặc ở trong chùa tăng có người bảo trỗi nhạc, đánh đàn, cúng dường tháp Phật. Vì tự nuôi sống mà trỗi âm nhạc thì đừng để người ấy trỗi nhạc cho kẻ khác, đó là không trộm. Lại có cách trộm cướp khác như ban đầu hứa trả giá cao hơn cho dâm nữ, nhưng sau lại trả giá thấp,
Đó là trộm. Lại có cách trộm khác như có người bán rượu thịt đã mua chắc giá nhưng lại không trả đúng giá. Đó là trộm. Người giữ giới phải vứt bỏ không làm việc sát sinh trộm cướp như thế, thấy ai làm thì không vui, tâm không nghĩ đến. Thế nào là bố thí? Dù là người nghèo khổ, ít của cải nhưng vẫn đem tài vật cúng dường người chứng thiền thứ ba. Riêng mình cam chịu đói khổ mà cho người khác bố thí bằng tâm từ bi như yêu con mình. Thế nào là giữ giới không sát sinh? Nếu gặp người giết chúng sinh trong nhà xí thì khuyên họ đừng làm, đem nước khuyên họ đổ trở lại chỗ bẩn để chúng không chết. Đó là không sát sinh. Người làm lành này sau khi qua đời sinh lên cõi trời, có các thiên nữ vây quanh hưởng an lạc tuyệt diệu. Giờ đây xin nói một ví dụ nhỏ cho vị trời này. Như diệu lạc mà Kim Luân Vương thọ hưởng thật không bằng 1/10 sáu diệu lạc này. Thân hình không xương thịt, cũng không nhơ uế, không sinh tâm ganh ghét, mắt không nháy, y phục không bụi nhơ, không bị khói xương, cũng không có khổ về đại tiểu tiện, thân thể sáng chói. Chuyển luân thánh vương hoàn toàn không có việc này, không giữ gìn vợ con, không ganh ghét, tự do ăn uống, không ngủ nghỉ cũng chẳng mỏi mệt. Chuyển luân thánh vương hoàn toàn không có việc này, vì thế mà diệu lạc của chuyển luân thánh vương không bằng 1/16. Cho nên xin nói một ví dụ nhỏ trong cõi người. Cứ thế, người ấy tuần tự thọ hưởng năm dục lạc. Cõi ấy có một vườn rừng tên Ca Tỳ La, dài 10 do tuần, rộng 5 do tuần, khắp nơi được trang trí bằng chim vàng. Vô lượng chim, toàn thân bằng vật báu, lại có hoa đẹp sáng rực, trang trí vườn rừng, cây bằng bảy báu. Trong rừng lại có loài chim xinh đẹp, đủ màu sắc, hơn cả người trang sức lộng lẫy. Lại có thiên tử ở trong rừng lấy các loài hoa vui chơi, cọng lá, tua hoa đều bằng lưu ly, đài hoa bằng xích liên hoa bảo, hương hoa xông khắp 10 do tuần, thơm hơn tất cả các loài hoa. Chư thiên ngửi hương ấy càng thêm vui sướng, lại cùng các thiên nữ ở vườn Ca Tỳ La đi đến dòng sông uống tha hồ hưởng. Có xe cao lớn, lan can, lầu gác, cửa ngõ treo các linh báu, vòng hoa báu, lưới chân châu che bên trên, treo cờ phướng báu, vàng bạc, pha lê, xích bảo, trang trí các cột. Có các loài chim như thiên nga, chim thú, bồ câu, mạn mạn, hồng nhan xinh đẹp. Xe ấy được trang trí bằng các loài chim như vậy. Chư thiên đều đi xe ấy là nhờ nghiệp thiện. Họ lại cùng các thiên nữ đến rừng lớn, Ca Tỳ La, đến chỗ ăn uống. Đến nơi họ xuống xe, ăn uống thức ngon, ăn uống xong lại vui chơi trong vườn, trỗi nhạc, ca múa, thọ lạc. Trải qua một thời gian dài, vì tâm tham đắm dục lạc nên họ không biết thời gian. Họ lại đến rừng Nhất Thiết Kiến, lên đỉnh núi cao, vì muốn thấy các rừng khác nên cùng thiên chúng leo lên xe, biến hóa, ca múa, vui chơi đủ cách, cùng nhau thọ lạc. Họ lên đỉnh núi cao của rừng Nhất Thiết Kiến, thấy một mặt của núi Tu Di Chúa, có nhiều vườn rừng xinh đẹp, sắc hoa sáng rực như màu vàng rồng, có các sông suối ao hồ, các dòng sông ăn uống, vô lượng thiên nữ xinh đẹp vây quanh. Núi Tu Di ở giữa 6 vạn ngọn núi, núi này cao lớn là chỗ của trời, rồng, dạ xoa, Atula, Yên Na La và chư thiên tạo nghiệp lành. Do nghiệp thiện mà được quả báo có đủ 4 thứ báo, mỗi nơi được trang trí nhiều màu sắc. Họ nhìn thấy tất cả, cùng vui chơi, tâm dục buông lung, khen ngợi nhau, cùng nhau vui đùa, thân họ có thượng trung hạ, sự vui chơi ăn uống cũng thế. Thấy vậy họ nghĩ, không phải chỉ mình ta thọ hưởng diệu lạc, còn có nhiều chư thiên và thiên nữ khác vui chơi thọ lạc. Họ còn thấy cây như ý, đủ màu sắc, trang trí vườn rừng. Bấy giờ chư thiên lại nhìn thấy các cõi khác như cao tụ, đại cao tụ, có các dòng sông xinh đẹp. Nếu khi mặt trời mặt trăng đi qua 2 đỉnh núi này thì họ sẽ thấy dưới mặt trời có 100.000 đỉnh núi giống như La Hầu Atula lấy tay che ánh sáng mặt trời. Như đã nói ở trước, khi ấy thiên tử lưu chuyển qua lại trong hư không quan sát núi Chúa.
cùng thiên nữ vui chơi, hưởng lạc, ca hát, khen ngợi ở trong cung điện. Họ nhìn thấy hết các vườn rừng ở núi Chúa, rồi trở về chỗ của mình. Về đến nơi, họ lại ca múa vui chơi, thọ nhận năm dục lạc ở vườn rừng. Vì dục lạc che lấp tâm, nên không biết đến thời gian. Họ lại đến núi Bà La Ma, núi ấy rộng 5 do tuần, cao 10 do tuần, có người đi bằng xe, có người cởi chim bay. Lên núi ấy được trang trí các trụ báu, có sông hồ bằng 7 báu, cây báu như ý sáng rực, họ trỗi âm nhạc, hoan hỷ vui chơi, hưởng quả báo của tự nghiệp. Vì phóng dật nên họ vui chơi, trải qua thời gian lâu mà vẫn không hay biết, bị dục lạc, mê hoặc, không biết, nhàm chán. Họ lại đến rừng U Bát La, rừng này có 100.000 loài ong vây quanh, họ vào rừng, cùng ăn uống, ca múa hưởng lạc, không biết nhàm chán. Họ lại đến nơi vui chơi tên là Vô Cấu, trỗi 100.000 âm nhạc cùng nhau vui chơi, không biết thỏa mãn. Chư thiên buông lung thọ hưởng năm dục lạc, đến khi nghiệp thiện hết. Họ qua đời, bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nếu còn nghiệp thiện khác, thì được sinh trong cõi người, nhan sắc tươi đẹp, được vua quý trọng, giàu có, thông minh là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 20 của cõi này, tên là Vi Tế Hạnh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sanh tu hành pháp thiện, từ lợi lợi tha, không dối gạt, não hại chúng sinh, tu hành chất trật, thực hành nghiệp thiện được quả báo vui, tạo nghiệp thanh lương được quả thanh lương, tạo nghiệp lành được quả vui, được tất cả chúng sinh cúng dường, mọi người yêu mến, hiện tại vị lai đều đạt lợi ích an lạc. Khi bỏ thân này, nghiệp thiện đã tạo vẫn còn như cha mẹ, vì như thật nên thọ hưởng vô lượng hoan lạc, không sát sinh trộm cướp, còn dạy người khác không sát sinh trộm cướp, không ở chung gần gũi vui chơi làm việc với kẻ sát sinh trộm cướp, không ở chung với kẻ ác phá giới, gần gũi làm việc vui chơi thọ lạc với người lành giữ giới, cùng suy xét pháp và phi pháp. Người này không làm ác, còn dạy người khác không làm ác. Người này tu tập nghiệp thiện, làm cho kẻ ác phá giới sinh trong pháp lành, chỉ rõ chánh pháp để họ vào chánh đạo, gieo trồng nghiệp lành. Tâm người ấy trong sạch như vàng ròng, thực hành nghiệp thiện, hiện tại vị lai an ổn vui vẻ, đó là không sát sinh. Lại có cách không sát sinh khác như, nếu có người vì tà kiến mà giết hại rắn, bọt cạp và loài nhiều chân như mũi nhặn, thằn lằn để vung bón cây ăn trái trong vườn tươi tốt, người trì giới không làm việc đó để giữ gìn mạng sống chúng. Các loại trái cây nếu nghi có trùng thì không bao giờ cố ý ăn, không bao giờ uống nước mà chưa xem kỹ, hay nước để qua đêm, nếu không xem kỹ, không lọc, sợ sinh trùng nhỏ thì không uống, không dùng. Đó là sự vi tế của giới không sát sinh. Thế nào là không trộm? Có mấy cách không trộm như, có người thường suy nghĩ, muốn cho lúa gạo, ngũ cốc, đậu mè của mình được mùa, còn ngũ cốc của mọi người thì mất mùa, lại vào lúc khác, do chúng sinh bạc phước nên ruộng lúa không thu hoạch được. Kẻ ác thấy mọi người đói khát lại vui mừng như ý mình, rồi đem bán bằng tâm xảo trá, đông lường lúa thóc, dối gạt mọi người, đến khi thành nghiệp, nếu do tâm suy nghĩ, gọi là tư nghiệp. Còn lúc dối gạt, gọi là cuốn nghiệp, tạo nghiệp dối gạt xong, gọi là cú cánh nghiệp. Người giữ giới không làm việc ấy, dù nghèo khổ cũng vẫn không làm việc phi pháp dối gạt người khác. Thấy người khác làm thì không vui theo, nếu gặp thời đói khát, vì nuôi mạng sống mà cầu tài vật thì buôn bán đúng pháp, không lường gạt chúng sinh. Đó là không trộm. Thế nào là bố thí? Với tâm lành, thực hành việc lành, tự lợi, lợi tha, bản thân thì nghèo khổ vất vả, mới có tiền của hoặc xin người khác để bố thí cho người bệnh tật, khốn khổ thiếu thốn, hay người học và chứng thiền thứ ba. Người này thành tựu 3 nghiệp bố thí, nếu tâm suy nghĩ, muốn bố thí gọi là quyết định, lúc bố thí là nghiệp bố thí xong, lại còn suy xét gọi là cứu cánh. Người này tạo 1.200 nghiệp lành, sau khi qua đời, sinh vào cõi vi tế thuộc đường lành. Người ấy do tạo nghiệp vi tế nên được sinh lên cõi này, tùy ý mà có được thân lớn nhỏ.
Vườn rừng ở đó cây cối bằng bảy báo, trong sạch nhất. Người ấy thọ hưởng theo nghiệp của mình. Rừng bảy báo này dài 20 do tuần, rộng 10 do tuần, đầy đủ vườn rừng, ao suối trong sạch, không nhơ, giống như gương sáng ai thấy cũng thích. Cành lá sạch sẽ, không nhơ bằng vàng bạc lưu ly. Và các tập bảo, thiên tử vào rừng. Tự thấy tất cả sắc thân trong cành lá của cây báo. Ở một cây, vị ấy tự thấy thân mình. Ở trăm ngàn cây, cũng tự thấy thân mình như vậy. Sắc tướng của tất cả thiên tử đều hiện trong các cây, do nghiệp thiện đạt quả tương tự. Cây ấy lại có những việc kỳ lạ khác theo nghiệp thượng trung hạ của họ đã tạo mà hiển hiện hết trong cành lá của cây ở cõi trời này. Khi ấy, Đế Thích cùng các thiên nữ trang sức vòng hoa đi xe sáng rực hơn cả ánh sáng của trăm mặt trời cùng chiếu. Chư thiên ở Vi Tế Hạnh trông thấy Đế Thích đều ra nghênh đón. Đến nơi họ cung kính đảnh lễ Đế Thích. Theo Đế Thích trở lại vườn rừng thọ hưởng năm dục lạc, Thiên Vương Thích Ca cũng ôn tồn thăm hỏi chư thiên về thực hành nghiệp thiện lớn. Chim chóc trong rừng ấy hót tiếng rất hay. Rừng ấy được trang trí cây vàng rồng. Quan sát nghiệp báo xong, Thiên Vương nói kệ: nghiệp lành được quả này có đủ các vườn rừng, dù chẳng cần nói năng cũng biết được nghiệp báo. Tất cả các nghiệp báo chịu sinh tử khắp nơi, hoặc thiện hoặc bất thiện, nên chịu quả báo ấy. Người nào tu nghiệp thiện sẽ được sinh lên trời, kẻ tạo nghiệp bất thiện đọa trong ma đường ác. Dù làm thiện bất thiện đều do dục si sai, không biết sẽ thoái đọa, chắc chắn chịu khổ chết. Nhờ quả báo nghiệp thiện nên cây cối như vậy, ai không chán bỏ dục, tâm bị lạc mê hoặc, buông lung ham vị dục lạc, tâm luôn tìm cảnh giới, luôn bị ái não hại, lại bị ái trói buộc, dục từ nữ nhân sinh. Người nữ rất độc ác, sinh ra các phiền não như lửa đốt chúng sinh, phiền não của dục ấy còn hơn ngọn lửa dữ. Phiền não của sắc đẹp thiêu đốt tâm chúng sinh, người nữ hoại thế gian, đoạn diệt các pháp thiện, đó là nhân địa ngục. Đại tiên nói như thế, miệng khéo nói lời hay, tâm họ như độc hại, dối gạt không tạm dừng, tâm người nữ không thật, bất chợt tâm yêu thương, bất chợt tâm ghen ghét. Tâm họ luôn thay đổi, như điện không tồn tại, kẻ xảo trí dối trá, gần gũi với tâm tham, luôn thích thú kẻ khác. Kiêu mạn bằng tình tứ, trời người tỳ xá già, la sát rồng dạ xoa, đều bị nữ sắc trói. Người nữ như chất độc, không nghĩ đến ân huệ, dòng họ và tài năng, người nữ tánh như gió, tâm ý không tạm dừng. Nếu thấy ai giàu có thì sinh tâm yêu thích. Còn thấy tai họa đến, chán ghét lại bỏ đi. Nếu người nào gần gũi sẽ sinh tâm yêu thích, thấy họ bị buồn lo sẽ xa lánh lập tức. Như ông thích vườn hoa, hoa héo sẽ bỏ đi, người nữ cũng như vậy, không vui sẽ xả bỏ. Tâm ác không thương yêu, tâm nhiễu loạn bất định, phá hoại kẻ ngu si, không ai bằng người nữ, dây trói ở cõi trời, không gì hơn nữ sắc. Người nữ cột chư thiên, dắt đến ba đường ác, tâm ai tham nữ sắc, dục ấy thật là lớn, dục nữ sắc đốt tâm, sâu chịu khổ não lớn. Những nghiệp đang tạo tác, tham dục mê hoặc tâm, tâm si không hiểu biết, nữ dục làm mê loạn, trượng phu đã chánh tính, bất chợt sẽ bỏ hết, vô lượng dây tham ái, như con rắn lột xác, tánh người nữ như vậy, dù phục vụ đủ thứ, giữ gìn bằng mọi cách. Cũng không thể vừa ý, tánh người nữ như thế, tâm họ không thành thật, hư dối, lại gian xảo, người trí không tin tưởng. Nghe Đế Thích thuyết pháp xong, chư thiên sinh tâm nhàm chán, nói kệ, đúng thế, đại thiên vương. Nói lời như thật, không hư dối, tôi vì không trí, không hiểu biết, bị lưới thiên nữ buộc tâm mình. Nghe kệ xong, Đế Thích đến rừng, có tiếng chim, rừng ấy trang trí, vô số cung điện, có ao tắm xinh đẹp, ngọn núi sắc vàng, như màu dung kim, trọi các thứ kỹ nhạc. Ca hát rất hay, có các thiên nữ làm quyến thuộc. Thiên vương Đế Thích vào rừng thọ hưởng diệu lạc, cõi trời, các căn thọ nhận cảnh giới năm dục. Họ lại đến ngọn Càng Đà Tụ, trên đỉnh Tu Di. Núi ấy được trang trí bằng bảy báo, có dòng nước chảy xinh đẹp kỳ lạ.
Đỉnh núi bằng chân châu anh lạc, đáy sông rải cát bằng chân châu. Hai bên bờ sông có nhiều loài chim hót tiếng rất hay, ai thấy dòng sông này cũng đều yêu thích. Thiên vương Thích Ca cùng các thiên nữ xinh đẹp vui chơi thọ lạc, thọ hưởng diệu lạc ở đây xong lại cùng thiên tử, thiên nữ đến nơi vui chơi ở cung điện Chu La, đến nơi chư thiên ở cõi khác nghe thiên chủ đến, họ cũng tập hợp lại. Cung điện của núi này trụ ở đỉnh núi Tu Di nguy nga xinh đẹp. Ánh sáng của cõi trời dạ ma chiếu lên đỉnh núi này. Ánh sáng núi Tu Di sáng rực khắp bốn cõi thì ánh sáng cõi dạ ma chiếu lên đỉnh núi này cũng thế. Các cung điện khác càng thù diệu gấp bội. Vui chơi ở đây xong, thiên tử Thích Ca Đề Bà cùng các thiên tử, thiên nữ trở về thiện pháp đường. Vị trời cõi vi tế hạnh này thọ hưởng năm dục lạc. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy qua đời, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác thì được sinh trong cõi người, luôn được an lạc hoặc được làm vua, quan, thông minh đệ nhất. Khi thẩm xét được mọi người tuân phục, không cần nói nhiều, y phục trong sạch không nhơ, vợ con trinh thuận, tâm không tà vậy, thích bố thí, ngay thẳng, không du nịnh. Được anh em dòng họ yêu kính, cung kính sư trưởng, yêu kính, tôn khách, giữ giới, thích vòng hoa thơm, xa lánh tri thức ác. Sinh trong dòng hào phú, khôi ngô tuấn tú, trang sức đủ loại là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Thập Tam. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 21 của cõi này tên là Ca Âm Hỷ Lạc. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh với tâm lành, thực hành nghiệp thiện, hoàn thiện thân, ngữ, ý, làm lành, tự lợi, lợi tha, lợi ích cho chúng sinh, có tâm từ bi, tin nghiệp quả, chánh kiến, chánh nghiệp, giữ hai giới, tâm không tán loạn, không mất oai nghi, không gần bạn ác, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, thực hành cứu cánh ba loại nghiệp thiện, giữ hai loại giới không sát sinh trộm cướp. Thế nào là không sát sinh? Nếu ngũ cốc lúa thóc có vi trùng nhỏ thì không say giả, biết có trùng thì giữ gìn mạng sống của chúng, không đem lúa ấy cho người. Lại có cách không sát sinh khác như vi trùng sinh trong ung nhọt của lừa, lạc đà, trâu, ngựa. Chuyên chở đồ vật thì khi lấy nước rửa ung nhọt đó không nên dùng thuốc thoa hại đến sinh mạng của chúng, nên dùng lông chim dụ bắt trùng ấy đem bỏ những chỗ thịt thối để bảo toàn mạng sống của chúng. Giữ gìn sợ hại sinh mạng của trâu lừa thì cũng giữ gìn mạng sống của loài trùng, cho dù là loài kiến cũng không cố ý giết, ngày đêm không sống phóng dật, tâm không nghĩ đến việc giết. Nếu có tâm tưởng chúng sinh như con rận, con kiến cũng không cố ý giết, đó là không sát sinh. Thế nào là không trộm? Có mấy cách không trộm. Nếu thấy rắn, ảnh ương, hoàng díu ăn trùng hoặc chó, giả can bắt chúng sinh ăn thịt thì đem thức ăn của mình đổi mạng để chúng thoát chết, người này cứu mạng loài trùng, gọi đó là không trộm. Mình không trộm cũng không dạy người trộm, khuyên chúng sinh sống trong pháp lành. Người chưa giữ giới, khuyên họ giữ giới. Người đã giữ giới làm cho họ tăng trưởng, nói quả báo của nghiệp để họ giác ngộ, đó là không sát sinh, không trộm cướp. Lại còn thực hành theo chánh pháp, tạo lợi ích cho chúng sinh. Thấy người khác muốn giết loài ong mực, liền đem vật, mua chuộc để chúng thoát chết, bố thí mạng cho chúng sinh, gọi là thí mạng. Lại còn có cách bố thí khác như người thực hành chánh pháp ấy dù là nghèo khổ thiếu thốn nhưng vẫn cúng dường một bữa ăn cho người chứng thiền thứ tư. Thấy kẻ ác muốn giết người thì đem tiền chuộc mạng để họ thoát chết. Trong các cách bố thí mạng và pháp thí là hơn hết. Người thực hành hai cách bố thí còn dạy người hành hai cách bố thí ấy. Thấy ai làm thì làm theo. Người giữ giới này sau khi qua đời được sanh lên trụ xứ Ca Âm Hỷ Lạc của cõi trời Tam Thập Tam, nhờ nghiệp thiện được sự cúng dường thù thắng, nhờ nghiệp thiện vườn rừng ở đó rất xinh đẹp. Các trụ xứ của chư thiên đều do nghiệp thiện hóa sinh, chư thiên đều vui chơi thọ lạc rồi bị thoái đọa là do nghiệp thiện hết. Họ biết được thời gian thoái đọa nhưng vẫn không chán dục.
bị dây ái trói buộc lừa dối. Nói xong, Thiên Vương Đế Thích cùng thiên chúng vui chơi thọ lạc trong rừng. Rừng ấy có đủ hoa trái và dòng sông ăn uống đủ các mùi vị. Họ cùng đến bên bờ sông này vui chơi thọ lạc. Ha ha ha,